Sau đó hắn nói, Bạch Mặc, người khác ngậm máu phun người, Lý thị thánh tộc năm kiếp luân hồi chi thể, đối toàn bộ thập phương đạo cung đều có chỗ tốt. Ta không biết Tô Hồng Âm cái nào gân sai, sự kiện này không có quan hệ gì với ta. Khí thế hung hăng mà đến, biệt khuất mà đi. Coi như đến thời điểm, làm dự tính xấu nhất, đều không nghĩ tới Tô Hồng Âm trực tiếp bị hố. Cái kia không phải, không tiễn. Bạch Mặc khoát khoát tay, sau đó nói, mặt khác thông báo đi xuống, ai còn dám tại thập phương đạo cung bên trong, muốn ám sát Lý thị thánh tộc hai cái năm kiếp luân hồi chi thể hậu nhân, Tô Hồng Âm cũng là xuống tràng. Ngụy Kỵ khí huyết quay cuồng, chỉ có thể nhận thua, dù sao Tô Hồng Âm đúng là ám sát thất bại. Hắn cũng là không nghĩ ra, vì sao nàng muốn đối Lý Thiên Mệnh động thủ. Cơ hội chớp mắt là qua, hắn trước tiên không có làm rõ ràng Lý Thiên Mệnh hành tung, đến đón lấy thì không có cơ hội. Bốn vị không nên cao hứng quá sớm, thập phương đạo cung còn không phải bốn vị định đoạt. Ngụy Kỵ rời đi thời điểm, âm lãnh cười một tiếng, rõ ràng là muốn nói, bên cạnh hắn vẫn còn có Điện Vương, thậm chí thượng cổ hoàng tộc. Ngươi nói rất đúng, đạo cung là cung chủ chỗ tính toán. Chúng ta nói, cũng không tính là, Bạch Mặc nói. Ha ha, Ngụy Kỵ xoay người rời đi. Tây phương Điện Vương trong vòng vây, Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên hô một tiếng. Ngụy Kỵ đột nhiên quay đầu, lấy sói đói giống như ánh mắt, rơi vào thiếu niên này trên thân. Ngày mai là ngươi tôn nhi sinh nhật, ta muốn cho hắn một cái trung thân khó quên quà mừng, mời ngươi cần phải thông báo, để hắn ngày mai thập phương trấn ma đạo tràng chờ ta. Lý Thiên Mệnh ánh mắt nóng rực nói. Được, Ngụy Kỵ cười lạnh, một đoàn người lúc này mới rời đi. Nơi này phong ba, sẽ nhanh chóng bao phủ lái đi. Sau một ngày, thập phương trấn ma đạo tràng. Há lại chỉ có từng đó chỉ có mấy vạn người đến. Tây phương điện người vừa đi, bên ngoài triệt để sôi trào, nhưng là trong đình viện lại yên tĩnh trở lại. Năm vị tiền bối, ta vừa mới có chút khống chế không nổi chính mình, xin lỗi. Lý Thiên Mệnh dần dần bình ổn lại, trong mắt huyết sắc chậm rãi tiêu tán. Thiên Mệnh, không có chuyện, việc này chủ yếu xem chính ngươi, Tô Hồng Âm không tính là gì, nếu như ngươi nhất định muốn giết, có thể chút xuống phẫn nộ, kỳ thật không có gì. Chúng ta ngay từ đầu không có xử trí, chỉ là bởi vì nàng không phải người chủ sự, chỉ là người chấp hành. Bạch Mặc nói, người chủ sự, nhất định là Tây Phương Điện Vương Ngụy Kỵ, Lý Thiên Mệnh chết cũng sẽ không quên người này. Người cùng người muội muội muốn trưởng thành, nhất định phải cùng những người này đối nghịch, bọn họ cũng khẳng định sẽ đối phó các ngươi. Thủ đoạn sẽ chỉ càng ngày càng tàn nhẫn, cho nên, giết hay không Tô Hồng Âm, đều là không quan trọng, quan trọng vẫn là chúng ta cùng giữa bọn hắn đánh cược. Hôm nay Tô Hồng Âm vừa chết, chỉ là ra mặt xé toang, đem sóng ngầm mãnh liệt chuyển rời đến trên mặt nổi đến thôi. Ảnh hưởng không lớn, ngươi suy nghĩ thông suốt liền thành, Bạch Mặc nói. Cảm ơn Điện Vương. Lý Thiên Mệnh trung thành cảm kích bọn họ. Bọn họ nghĩ không khác mình là mấy. Kỳ thật các ngươi hai cái hài tử sự tình, đều là chuyện nhỏ, chủ yếu vẫn là Lý Vô Địch. Hắn mới là những người này kiêng kỵ ra hỏa, chờ ngày nào nghĩa phụ của ngươi tới. Bọn họ tuyệt đối sẽ nhảy đến lợi hại hơn. Dù sao, đó là bát kiếp luân hồi chi thể quái vật a. Bạch Mặc bọn họ cười nói. Muốn là bọn họ biết, Lý Thiên Mệnh là 10 kiếp luân hồi chi thể, không biết lại là biểu tình gì. Thiên Mệnh, ngươi cùng ngươi muội muội khác biệt, khinh ngữ là cái nhu hòa cô nương, nhưng ngươi là có bá lực người, đây là chúng ta hôm nay ủng hộ ngươi giết người lý do. Ý chí của ngươi rất mạnh, là cái khả tạo chi tài. Chúng ta coi trọng ngươi. Cho chúng ta thập phương đạo cung, đem chọn cái thần đô tuổi trẻ thiên tài, đều cho trấn áp xuống dưới, có lòng tin sao? Nam phương điện vương, tần chín nổi đồng, hỏi. Nói như vậy lên, chính mình chỉ cần đánh người thì xong việc, bọn họ sẽ giúp mình khắc phục hậu quả. Cái kia còn sợ cái rắm. Vậy ta nhất định sẽ giết chết bọn chúng, Lý Thiên Mệnh cắn răng nói. Làm hắn nhìn đến Linh Nhi đứng tại cửa ra vào, cảm động đến hai mắt đẫm lệ rưng rưng thời điểm. Hắn càng hung hãn. Hiện tại một bụng lửa giận cũng còn không có phát tiết đi ra. Ngày mai, Ngụy Vô Thượng, đến phiên ngươi. Hôm sau, thập phương trấn ma đạo tràng, đạo tháp, tầng cao nhất. Đến từ tham lang cổ tộc Tây Phương Điện Vương, Ngụy Kỵ, ngồi tại cao tọa phía trên, sau lưng còn có Tây Phương Điện bốn cái điện quân. Hôm nay Ngụy Kỵ ánh mắt càng thêm âm lãnh, sợ là hôm qua trở về, không ít đấm ngực dậm chân. Chí ít có 200.000 người đi. Đúng vào lúc này, một thanh âm từ phía sau truyền đến, Ngụy Kỵ không cần nhìn, đều biết người đến là ai. Nàng chính là Địa Chi Điện Điện Vương,
thượng cổ hoàng tộc, thất hoàng mạch, hiện tại trưởng khống giả, Khương Tiễn Ảnh. Đương nhiên, dục đế đăng cơ về sau, thất hoàng mạch đã mất đi, Đông Dương thị, toàn thể cải thành họ Khương. Thất hoàng mạch cũng càng thay vì thất quân mạch, không dù có được hoàng mạch thân phận. Bây giờ thập phương đạo cung, thượng cổ hoàng tộc cơ hồ nắm trong tay Đông Phương Điện, Địa Chi Điện cùng Tử Linh Điện, đem thập phương đạo cung tiếp cận 1/3 khống chế tại trên tay mình, đại lượng Khương thị hoàng tộc hậu nhân tại thập phương đạo cung tu hành. Khương Tiễn Ảnh là nữ tử, nàng tư thái linh lung, dung mạo tú lệ, dường như hơn 30 phương hoa, một chút cũng nhìn không ra, nàng đã tiếp cận trăm tuổi. Nàng không phải Càn Đế nữ nhi, mà chính là Càn Đế con trai thứ 7, thất hoàng tử, phi tử, thất hoàng tử, đã từng làm qua thái tử, về sau không có sống qua Càn Đế, tuy nhiên còn chưa có chết, nhưng đã bước vào tuổi già, triệt để lui ra thần đô đại cục. Tại thất hoàng tử ẩn lui về sau, hắn cái thứ 8 phi tử Khương Tiễn Ảnh đứng ra chống lên thất hoàng mạch, thậm chí làm tới Địa Chi Điện Vương, chính là thần đô có tên nữ cường giả. Nói thật, Khương Tiễn Ảnh trước kia là hắn trượng phu, thất hoàng tử, cháu gái, cho nên, nàng cũng là huyết mạch rất thuần chính thượng cổ hoàng tộc. Thượng cổ hoàng tộc coi trọng huyết mạch thuần chính, loại này họ hàng gần thành hôn tại trong tộc 10 phần phổ biến. Cũng chính là tầng này thân phận, nàng mới có thể bị hiện tại, thất quân mạch, cường giả cùng hậu bối ủng hộ. Lúc này, Khương Tiễn Ảnh mang theo Địa Chi Điện Điện Quân đi tới nơi này, ngồi ở Ngụy Kỵ bên cạnh. Nàng tuổi như vậy, thân thể mềm mại vẫn khí huyết tràn đầy, được bảo dưỡng 10 phần rung động lòng người, đúng là hiếm thấy. Ở tại bên người, còn có một thiếu niên, hắn ngoan ngoãn phụng dưỡng tại Khương Tiễn Ảnh bên người, ánh mắt rơi vào thập phương chấn ma trên đạo trường. Hắn chính là Đông Dương Ngọc. Bất quá, dục đế đăng cơ về sau, thất quân mạch đã theo, Đông Dương hoàng tộc, biến thành, Khương thị hoàng tộc, hắn cũng đã mất đi Đông Dương thị thân phận, đổi tên là Khương Ngọc. Hiện tại thập phương thiên địa bảng đứng đầu bảng tên, chính là Khương Ngọc. Thượng cổ hoàng tộc xâm nghiêm đẳng cấp, chính là như thế hiện thực. Khương Tiễn Ảnh vào chỗ về sau, Ngụy Kỵ mới chậm rãi nói, lần này quyết đấu, đoán chừng phải dẫn xuất một nhiều hơn phân nửa đạo cung đệ tử đến đây quan chiến. Cái này Lý Thiên Mệnh là cái nháo đằng chủ, không có chút nào tội phạm chi tử tự giác, ý có người che chở, không coi ai ra gì, nói khoác đến ngược lại là lợi hại. Muốn gặp hắn một chút đến cùng có cái gì thật người có bản lĩnh, còn nhiều, rất nhiều. Hắn đánh bại qua tối cường giả là ai? Khương Tiễn Ảnh hỏi. Kỳ Lân cổ tộc một cái nha đầu, nhiều lắm là thánh cảnh tầng thứ 3. Ngụy Kỵ nói. Đó cùng, vô thượng, kém đến còn không ít. Vô thượng đều nhanh tầng thứ 6 đi. Khương Tiễn Ảnh hỏi. Hắn gần nhất chơi đùa quá nhiều, chậm trễ tu hành, không giống Khương Ngọc như vậy khắc khổ, để người yên tâm. Đáng đời chỉ có thể xếp ở vị trí thứ 10, Ngụy Kỵ có chút bất mãn ý nói. Ngọc Nhi còn không phải mỗi ngày vẽ vời, chậm trễ tu hành. Khương Tiễn Ảnh mỉm cười nói. Không giống nhau, Khương Ngọc là thần văn sư, hội họa đối nó có trợ giúp, vô thượng, thuần túy là trầm mê tử trì nhục lâm. Cái đứa bé kia ưa thích phổ biến giao hảo hữu, thành lập nhân mạch, tương lai vì thần quốc chinh chiến, thu hoạch được công danh, quang tông diệu tổ, đó cũng là bản sự. Khương Tiễn Ảnh nói. Trước qua hôm nay cửa này, đem cái này cái gọi là năm kiếp luân hồi chi thể, áp về địa động làm chuột trước đi. Ngụy Kỵ nói, xem ra ngươi đối vô thượng vẫn rất có lòng tin. Làm một chút chuẩn bị, tối thiểu sẽ không thua. Ngươi biết, kỳ thật xếp hạng thứ 10 cùng 11, cơ bản không có gì sai biệt, nhưng là nếu có thể cho cái này Lý Thiên Mệnh một cái trung thân dạy dỗ khó quên, kiếm lời. Ngụy Kỵ cười lạnh nói, Bạch Mặc bọn họ cũng sẽ cho cái này tội phạm chi tử chuẩn bị át chủ bài a. Sẽ không. Vì sao? Bởi vì, bốn người bọn họ không quả quyết thế hệ, khuyết điểm lớn nhất, cũng là không đủ hung ác. Ngụy Kỵ ánh mắt dữ tợn nói. Ý tứ chính là, hắn đủ hung ác. Cái này Lý Mộ Dương nhi tử thảm rồi. Lý Mộ Dương người này, lúc trước ta thấy hắn cùng tiểu công chúa thích đến chết đi sống lại, kết quả hắn đem người giết, còn cùng người khác sinh con, thật sự là nghiệp chướng. Dạng này nghiệt chủng, là cá nhân nhìn đều sẽ tức giận a. Khương Tiễn Ảnh âm thanh lạnh lùng nói. Ta không biết người khác, nhưng các người thượng cổ hoàng tộc đều thẳng tức giận. Ngụy Kỵ thản nhiên nói. Muốn không phải Đông Dương Lăng không biết tung tích, dục đế ngược lại là có thể chống đi tay giải quyết vấn đề này. Khương Tiễn Ảnh nói. Ha ha, người biết Đông Dương Lăng hạ lạc sao? Khác lời nói khách sáo, ta không biết. A. Thập phương chấn ma đạo tràng. Phóng tầm mắt nhìn tới, đông đúc, người đông tấp nập.
Số người này, đều nhanh so cảnh vực chi chiến thời điểm còn nhiều hơn. Những người này, đại bộ phận đều là đạo cung đệ tử, một số ít là bên ngoài lăn lộn người tiến vào. Trận này ước chiến, bởi vì Lý Thiên Mệnh thân phận đặc thù tính, thậm chí đưa tới thần đô nhiều phe thế lực chú ý. Một tên tiểu bối, có thể tạo thành loại này chú ý, tương đương hiếm thấy. Mà giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh thì đứng tại dạng này trong gió lốc, vô số người đem ánh mắt, bắn ra ở trên người hắn, đồng thời thảo luận cha hắn Lý Mộ Dương sự tình. Cái này Lý Thiên Mệnh cha hắn là tội phạm, giết công chúa, trộm luân hồi kính diện, tuy nói không có quan hệ gì với hắn, nhưng là khiêm tốn một chút, sợ một chút không phải tốt, đến mức vừa đến đã trêu chọc người khác. Dạng này tự đại phách lối, thật sự là tự tìm đường chết. Không phải nói Ngụy Vô Thượng muốn truy muội muội của hắn, bị cự tuyệt sau thẹn quá hóa giận sao? Đây không phải là thân muội, là nghĩa muội, không có liên hệ máu mủ loại kia, người đã hiểu a? Thì ra là thế, nói thật, nếu là hắn một chút khách khí một chút, cho Ngụy Vô Thượng một chút mặt mũi, thành thành thật thật đi tham gia sinh nhật yến, người khác cũng không đến mức tức giận thành dạng này. Ta nghe nói, cái này Lý Thiên Mệnh còn đem Tô Hồng Âm Thiên Sư giết. Tô Hồng Âm Thiên Sư tốt như vậy người, đáng tiếc. Ta nghe nói là bị vu hãm. Quá đáng xấu hổ, ý thế hiếp người, thật sự là chó bối. Không nghĩ ra a, dạng này người, coi như tiềm lực lớn hơn một chút, có cái gì tốt che chở. Hắn thực lực rất mạnh sao. Nhìn xem liền biết, vài ngày trước có người nói hắn vẫn là thiên ý, giống như gần nhất đột phá thánh cảnh, năm kiếp luân hồi chi thể mang đến cho hắn vượt cấp khiêu chiến năng lực, nhưng tu luyện tốc độ rất bình thường. Đừng nói nữa, Ngụy Vô Thượng ra đến rồi. Vạn chúng ồn ào bên trong, áo bào xám Ngụy Vô Thượng nhảy lên đài chiến đấu, trong ánh mắt diễm hỏa thiêu đốt, khóe miệng một tia cười lạnh, quét mắt tất cả mọi người. Lý Thiên Mệnh, cút cho ta tới, lão tử thời gian eo hẹp, buổi tối còn phải cùng huynh đệ nhóm tìm thú vui đâu. Lời vừa nói ra, hưởng ứng gieo hò người cũng không phải ít, xem ra cái này Ngụy Vô Thượng đúng là thần đô giác nhi, nhân vật phụ tiểu bối bên trong nhân vật hô phong hoán vũ. Buổi tối sinh nhật yến. Ban ngày cầm Lý Thị Thánh Tộc năm kiếp luân hồi chi thể tế tử, tuyệt diệu. Cái gì Lý Thị Thánh Tộc, từ đầu tới đuôi thì ra cái Lý Thần Tiêu, vẫn là vạn năm trước nhân vật, ta cảm thấy cái này năm kiếp luân hồi chi thể, cũng không có gì đặc biệt. Nói cũng phải, Đông Hoàng cảnh phá huyết mạch, đến chúng ta thần đô náo đâu. Rất nhiều Khương Thị Hoàng Tộc, Cổ Thị Tộc cùng Võ Thánh Phủ người trẻ tuổi đều lớn cười không thôi. Tràng diện không có chút nào nghiêm túc, thậm chí rất sung sướng. Đây hết thảy đều là bởi vì, Lý Thiên Mệnh tại thập phương đạo cung lớn nhất chiến tích, cũng chỉ là thu thập qua Ninh Vô Song, liền Khương Nam Thành đều là bị Dạ Lăng Phong đánh bại. Ngay tại cái này tiếng người huyên náo bên trong. Một cái áo đen tóc trắng thiếu niên, bước lên đài chiến đấu, hắn đứng lên chỗ cao, để càng nhiều người xem rõ ràng bộ dáng của hắn. Đến thánh chi cảnh giới về sau, Lý Thiên Mệnh ngược lại trẻ tuổi một chút, xem ra thì 17-18 tuổi như thế. Cùng Ngụy Vô Thượng không có gì khác biệt, thiếu niên cảm giác 10 phần. Lý Thiên Mệnh, không có phát hiện người dáng dấp còn không tệ a, người muốn là thiếu tiền, ta giới thiệu cho ngươi một cái chỗ. Thần đô có là quyền quý tốt ngươi khẩu này, ngươi chăm chỉ điểm, hơn một ngày hầu hạ mấy cái lão đầu, nói không chừng có thể một đêm chợt giàu. Ngụy Vô Thượng nhếch miệng cười. Ha ha ha, chí ít có 100.000 người đều bị hắn làm cho tức cười. Còn thật đừng nói. Đại gia đại nương nhóm thì ưa thích loại này ngây ngốc nhiệt huyết thiếu niên, tốt lắm nha. Cười vang, bên tai không dứt. Nhưng, Lý Thiên Mệnh sắc mặt rất lãnh đạm, thậm chí rất bình tĩnh. Tựa như là, hắn liên tục ba kiếm, trảm thủ Tô Hồng Âm trước an tĩnh như vậy. Ngay sau đó, trên vai của hắn, xuất hiện một cái màu phát sáng tiểu phượng hoàng, này trường cánh như kiếm, lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Dưới chân hắn, còn nằm sấp một cái màu đen mèo con. Tia chớp quấn quanh, trên thân ma khí tràn ngập, hai mắt theo màu xanh lam dần dần hóa thành huyết sắc, tinh hồng móng vuốt, theo đệm thịt bên trong đưa ra ngoài, huyết quang từng trận. Sau cùng, còn có một đầu cự lớn như núi song đầu long, xuất hiện ở sau lưng hắn, vừa xuất hiện uy chấn toàn trường. Đại đa số người đều nghe nói qua, hắn là ba đời ngự thú sư, nhưng là tận mắt thấy cái này ba đầu cộng sinh thú, còn là lần đầu tiên. Tổng thể tới nói, Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu đều tương đối nhỏ. Nhưng là Lam Hoang uy vũ bá khí, song long xuất động, gầm nhẹ một tiếng, cái kia nổ tung tiếng gầm bao phủ, trực tiếp đem chiến lửa đốt lên. Ông! Lý Thiên Mệnh động. Hắn tựa hồ một chữ đều không có nói,
lúc này mới vừa đi lên, động thủ thì giết. Một người ba thú, phóng tới Ngụy Vô Thượng. Đinh! Bóng người lấp lóe trong nháy mắt, mọi người liền thấy trong truyền thuyết Đông Hoàng Kiếm. Vừa thấy rõ ràng đâu, Đông Hoàng Kiếm thì phát sinh không thể tưởng tượng biến hóa. Trên lưỡi kiếm, hắc kim hai màu lẫn nhau rời xa, phát ra tiếng cọ sát chói tai âm, sau đó một phân thành hai thanh trường kiếm, sắc bén, hung mãnh. Kim sắc Đông Hoàng Kiếm quân lâm thiên hạ, nhân nghĩa vô song, màu đen Đông Hoàng Kiếm bá khí chân áp, nắm giữ thây nằm một triệu chi nộ. Đông Hoàng Kiếm vì sao lại có biến hóa như thế? Nghe đều chưa nghe nói qua, cái này sao có thể? Mọi người không kịp rung động, bởi vì Lý Thiên Mệnh cùng cộng sinh thú, đã giết tới Ngụy Vô Thượng trước mắt. Đài chiến đấu 10 phần kiên cường, hạn chế Lam Hoang, đại địa Hồng Hoang, điều kiện, nhưng cũng có đại lượng bùn đất bị nó dẫn động mà đến, xông lên đài chiến đấu, bao phủ lái đi. Siêu! Từng đạo hỏa ảnh lấp lóe ở giữa, cái kia tiểu phượng hoàng trên phân thân vạn, hỏa diễm bao phủ, trong đó càng có một cái lôi đình mèo con, lấy tốc độ nhanh nhất, giết tới Ngụy Vô Thượng sau lưng. Muốn chết! Ngụy Vô Thượng vốn còn muốn nhục nhã vài câu, không nghĩ tới cái này Lý Thiên Mệnh động thủ thô bạo như vậy, vội vàng ở giữa, chỉ có thể nghênh chiến. Ngao ô! Hắn cộng sinh thú trong nháy mắt xuất hiện, đó là hai đầu yêu lang, hiếm thấy là, cái này hai đầu yêu lang đồng dạng thuộc tính khác biệt, một đầu vì phệ hỏa yêu lang, một đầu vì ngự phong yêu lang, mà lại đều là 64 tinh điểm cộng sinh thú. Trong đó, phệ hỏa yêu lang càng thêm tráng kiệt, toàn thân đen nhánh, trên thân thiêu đốt lên hắc hỏa, mà cái kia ngự phong yêu lang lại có sắc bén hơn nanh vuốt, trên thân phong bạo bao phủ, nhanh như cuồng phong. Tại hai đầu yêu lang trung gian, Ngụy Vô Thượng tay cầm 40 điều thánh thiên văn thánh thú binh, phong hỏa yêu đao. Gió này hỏa yêu đao là một thanh đại đao, bá khí mà hung tàn, yêu khí lẫm liệt, tùy tiện huy động, tựa hồ cũng có hỏa diễm phong bạo bao phủ. Ha ha, Ngụy Vô Thượng cười lạnh một tiếng. Lấy thánh cảnh tầng thứ 5, thánh nguyên nghênh chiến mà đến, hắn thánh nguyên nắm giữ phong hỏa hai loại thuộc tính, lại nhanh lại hung mãnh. Ầm ầm, huỳnh hỏa chân thân đã đến mặt bên, làm nó thi triển thần thông lục đạo hỏa liên thời điểm, Lý Thiên Mệnh rõ ràng cảm giác được, nó thần thông uy lực so trước kia cường đại hơn nhiều. Cái kia 6 đóa to lớn hỏa diễm liên hoa chấn áp, đập xuống giữa đầu đi. Ngụy Vô Thượng thấy thế, xôn xao cười to. Tại ta, phệ hỏa yêu lang, trước mặt đùa lửa. Nó có thể nuốt ăn trên đời này tất cả hỏa diễm. Như hắn nói, hắn phệ hỏa yêu lang cản ở phía trước, phun ra một miệng ngọn lửa màu đen vòng xoáy. Cái kia vòng xoáy cao tốc xoay tròn, lập tức ở giữa, liền đem lục đạo hỏa liên đều nuốt vào, trong một chớp mắt, luyện ngục hỏa không còn sót lại chút gì. Sau đó, Ngụy Vô Thượng cười to không thôi. Thậm chí, toàn trường cười vang. Chưa thấy qua như thế ngu xuẩn đó a. Cái này Lý Thiên Mệnh động thủ trước đó, trước hỏi thăm một chút Ngụy Vô Thượng thủ đoạn được không? Trong mắt bọn hắn, Lý Thiên Mệnh tựa hồ thành cái kẻ ngu. Nhưng vấn đề là, tại Lý Thiên Mệnh trong mắt, Ngụy Vô Thượng mới là kẻ ngu này. Nuốt sống luyện ngục hỏa. Còn có thể có so đây càng ngu xuẩn hành động sao? Thì tại tiếp theo trong nháy mắt, hết thảy như Lý Thiên Mệnh sở liệu. Cái kia phệ hỏa yêu lang bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, sắc mặt đại biến, trực tiếp ngã trên mặt đất giãy giụa, phát ra tuyệt vọng rú thảm, thì cùng ăn đau bụng giống như. Tiểu lão đệ, lần sau muốn ăn kê ra ngụm nước, đến xem trước một chút ngươi dạ dày, có phải hay không tường đồng vách sắt. Huỳnh hỏa cái kia tiếng cười đắc ý, xuyên thấu toàn trường, mang đến hôm nay lần thứ nhất lặng ngắt như tờ. Nhưng, đây bất quá là bắt đầu, cùng lúc đó, còn phát sinh quá nhiều sự tình khác. Tại cái kia phệ hỏa yêu lang lăn trên mặt đất rú thảm thời điểm, một con mèo đen lướt qua, đột nhiên thi triển đế ma hỗn độn, biến thành một đầu cự thú, hình thể cơ hồ cùng phệ hỏa yêu lang không sai biệt lắm. Nó như thiểm điện lôi đình nhào tới, trong nháy mắt cắn phệ hỏa yêu lang cổ. Xì xì xì. Huyết sắc, địa ngục truy hồn điện, tại miêu miêu trong hai mắt bạo phát, trực tiếp xé rách phệ hỏa yêu lang huyết nhục chui vào, huyết điện ở tại trong mạch máu mãnh liệt, trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Phệ hỏa yêu lang còn đang suy nghĩ phun ra luyện ngục hỏa, lại bị cái này địa ngục truy hồn điện oanh sát huyết mạch, trực tiếp nhanh phế bỏ. Cùng một thời gian, Lam Hoang cùng huỳnh hỏa phối hợp, trực tiếp chặn trợ giúp ngự phong yêu lang cùng Ngụy Vô Thượng. Ngụy Vô Thượng hai tay nắm ở phong hỏa yêu đao, thi triển thượng phẩm thánh chiến quyết, vòi rồng gió bão đao quyết, lại bị Lam Hoang thần thông sơn hải giới ngăn cản. Thậm chí, Lam Hoang hồng mông âm ba thần thông bạo phát,
nhắm ngay Ngự Phong Yêu Lang, nó gầm lên giận dữ, chấn động đến Ngự Phong Yêu Lang ngao ô một tiếng, vội vàng lui lại mấy bước, tại cái này sóng âm phía dưới, toàn trường ngự thú sư cũng nhịn không được nhíu mày. Lúc này, mọi người đều muốn biết, Lý Thiên Mệnh đang làm gì. Bọn họ thấy được, Lý Thiên Mệnh đã xuất hiện tại cái kia, Phệ Hỏa Yêu Lang, trước mắt. Một cái thiếu niên tóc trắng, hai thanh Đông Hoàng kiếm, một loại kiếm quyết, đồng thời bạo phát. Nghịch thần kiếm ý, vạn kiếm độc tôn. Phốc phốc, một đôi kiếm, đồng thời đâm ra, đồng thời tận gốc chui vào, đâm vào Phệ Hỏa Yêu Lang hai con mắt phía trên. Ngao ô, Phệ Hỏa Yêu Lang tuyệt vọng kêu thảm một tiếng. Đinh đinh, hai thanh Đông Hoàng kiếm, lại tại Lý Thiên Mệnh trong tay trong nháy mắt hợp nhất. Thần Tiêu Đệ Tam kiếm, ba kiếm bạo phát. Hai tay cầm kiếm, một kiếm chặt chém. Răng rắc. Theo Phệ Hỏa Yêu Lang một tiếng rên rỉ, làm thiếu niên kia rơi trên mặt đất thời điểm, một cái cự đại đầu sói loảng xoảng một tiếng, đã đập vào sau lưng của hắn, huyết vẩy giữa trời. Dạng này rung động trong tấm hình, Lý Thiên Mệnh giật mình không nghe thấy, ánh mắt như máu, trực tiếp cùng đế ma hỗn độn hội tụ cùng một chỗ, lại trong nháy mắt thẳng hướng một đầu khác Ngự Phong Yêu Lang. Không sai, ba đời ngự thú sư, cũng là như thế tùy hứng. Cho dù là song sinh ngự thú sư, cũng đỡ không nổi Lý Thiên Mệnh nhiều người ưu thế, nhất là, hắn chẳng những nhiều người, mà lại đều là tinh nhuệ, đều là thái cổ hỗn độn cự thú. Lần này thánh chi cảnh giới thuế biến, để chúng nó ba cái huyết nhục năng lực dồi dào trưởng thành, đừng nhìn Huỳnh Hỏa tiểu, áp xúc đều là tinh hoa. Lúc này Huỳnh Hỏa nhìn đến Phệ Hỏa Yêu Lang bị giết, trong lòng hiểu ý, trực tiếp chuyển rời đến Ngụy Vô Thượng bên kia, cùng Ngụy Vô Thượng so đấu kiếm thuật. Lý Thiên Mệnh cùng Miêu Miêu chạy nhanh đến, cản lại nổi giận Ngự Phong Yêu Lang. Hết thảy đều tại đất đèn hỏa quang ở giữa. Cái kia nổi giận Ngự Phong Yêu Lang, thi triển thần thông, 100.000 bão cát, trong lúc nhất thời kinh khủng phong bạo cuốn tới, cát bụi đầy trời. Nhưng là, nó hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình phong bạo tựa hồ bị suy yếu. Đó là bởi vì, cái này đài chiến đấu, chính là thời gian tràng phạm vi. Ông, Lý Thiên Mệnh thiên chi dực cuốn lên. Bay lên, tốc độ lần nữa gia tăng, thậm chí xé rách phong bạo, xuất hiện ở Ngự Phong Yêu Lang trước mắt. Mà giờ khắc này, Miêu Miêu thần thông hồn thiên điện ngục đồng thời buông xuống. Cái kia hồn thiên điện ngục, như là to lớn tia chớp màu đen ma bàn, từ trên trời giáng xuống, đập vào Ngự Phong Yêu Lang trên đỉnh đầu. Xì xì xì, mãnh liệt xoay tròn lôi đình vòng xoáy, đem Ngự Phong Yêu Lang phong tỏa trong đó, xé rách màu đen lôi đình không ngừng phóng tới thân thể của hắn. Điện Ngự Phong Yêu Lang ra chóc thịt bong. Ngay tại nó bị điện giật sụp đổ, hoảng sợ trong nháy mắt, một bóng người xuyên thấu hết thảy, xuất hiện tại nó yếu ớt nhất bụng. Đó là Lý Thiên Mệnh. Phốc phốc. Một khắc này, Lý Thiên Mệnh giơ lên hai thanh Đông Hoàng kiếm, đâm vào bụng của nó. Song phương cứ như vậy giao thoa mà qua. Ao ao ao. Mọi người ngốc trệ nhìn đến, cái kia Ngự Phong Yêu Lang bụng bị mở ra hai đầu vết thương thật lớn. Ngũ tạng lục phủ xôn xao mà ra, toàn bộ đập xuống đất. Nó gào lên thê thảm, ngã trên mặt đất, trong nháy mắt mất mạng. Ngươi! Làm Lý Thiên Mệnh nhìn lại thời điểm, Ngụy Vô Thượng đã ngây ra như phỗng. Hắn sớm đã không có trước đây giễu cợt cùng kiêu ngạo, càng không thần đô quyền quý đệ tử cảm giác ưu việt, hắn hiện tại, chỉ là một cái nội tâm sụp đổ phế vật. Tại Lý Thiên Mệnh tiến công phía dưới, hắn tựa như là một con thỏ, hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Hiện tại hai đầu cộng sinh thú chiến tử, coi như có thể tại trong vòng một canh giờ, chuyển hóa làm cộng sinh linh, hắn cũng phế đi một nửa, về sau đừng nghĩ bắt kịp người đồng lứa. Thực tế như vậy, cũng là vạn kiếm xuyên tâm. Trong mắt của hắn Lý Thiên Mệnh, tóc trắng đã nhuốm máu, khi ánh mắt của hắn như tử thần một dạng, khóa chặt Ngụy Vô Thượng thời điểm, Ngụy Vô Thượng biết rõ, cái gì gọi là hoảng sợ. Loảng xoảng, tại hắn thất thần ở giữa. Huỳnh Hỏa Xích Phiêm Hoàng kiếm đánh bay hắn Phong Hỏa Yêu Đao, làm hoàng cái kia cái đuôi phía trên lưu tinh chùy đập vào trên người hắn. Phốc! Dạng này trọng kích đánh lên đến, Ngụy Vô Thượng cơ hồ đem ngũ tạng lục phủ đều phun ra, trong lúc nhất thời, hắn như diều bị đứt dây một dạng đập xuống đất. Ầm! Toàn bộ thập phương chấn ma chiến trường, giờ phút này hoàn toàn tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ. Cơ hồ mỗi người hai mắt đều trừng đến rất lớn. Khả năng có người đoán trước, này lại là một trận đặc sắc chiến đấu, nhưng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, đây là một trận không chút huyền niệm nghiền ép. Mọi người còn đến không kịp thư giãn cứng ngắc mặt, đúng vào lúc này. A, Ngụy Vô Thượng toàn thân nhuốm máu,
nhưng vẫn là bò lên. Hắn sụp đổ trong ánh mắt viết đầy dữ tợn, cơ hồ là trong nháy mắt, hắn theo chính mình tu di giới chỉ bên trong, lấy ra một quyển sách. Đi chết đi! Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, như cái dân liều mạng. Tránh ra! Lý Thiên Mệnh tay trái hất lên, điện ma cửu thiết liên lóe lên, đâm vào cái kia thiên văn thư phía trên. Phản ứng của hắn, có thể nói đã nhanh như thiểm điện. Bất quá, vẫn là đã chậm một bước. Ngụy Vô Thượng trên thân máu tươi nhiều lắm, hắn bắt được thiên văn thư thời điểm, máu tươi thì nhiễm trên đó, thiên văn thư liền đã dẫn động. Điều này nói rõ, cái này rõ ràng không là chính hắn thiên văn thư. Bất quá, bị phán định thất bại cùng phản sát Lý Thiên Mệnh, cái kia cái trọng yếu. Đương nhiên là phản sát. Oanh! Thiên văn thư trong nháy mắt xé rách, uy lực khủng bố bạo phát đi ra, tạo thành một đạo chướng mắt kim sắc quang thứ. Cái kia quang thứ ẩn hóa thành một đạo cự đại kim sắc trường thương, hướng về Lý Thiên Mệnh ám sát mà đến, kinh thiên động địa. Nhìn uy lực này, ít nhất là nhị tinh thiên văn thư, giá trị hơn vạn thánh tinh cũng có thể, thậm chí có tiền mà không mua được. Nhìn như vậy lên, Lý Thiên Mệnh chết chắc. Phanh phanh phanh. Tiếp đó, liên tục vang lên ba tiếng. Mọi người còn không thấy rõ ràng, ba tòa Bích Sơn thì ngăn tại Lý Thiên Mệnh trước mắt, tại cái kia kim sắc quang thứ trùng phong bên trong. Ba tòa Bích Sơn liên tục bật nát. Bích Sơn tuy nhiên bị phá, nhưng lại cản trở kim sắc quang thứ tốc độ. Chỉ cần trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh thiên chi dực chấn động, bay lên thương thiên, cùng cái kia kim sắc quang thứ xoa chân mà qua. Kim sắc quang thứ phạm vi không lớn, Lý Thiên Mệnh trên không trung tới cái dạng thẳng chân, hữu kinh vô hiểm. Ngọa tào! Hắn mồ hôi lạnh ào 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 chảy xuống, nếu không phải mình dạng thẳng chân được nhanh, đoán chừng hai chân cũng bị mất. Linh Nhi, người kém chút bị bi kịch, Lý Thiên Mệnh nói. A, à, đối phương họng súng muốn là nhấc lên một chút, người thì không hạnh phúc. Nói giỡn liền nói cười, Lý Thiên Mệnh lại một chút cũng không ngừng lại. Sau một khắc, hắn thì xuất hiện ở Ngụy Vô Thượng trước mắt. Người không chết. Cho đến lúc này, Ngụy Vô Thượng biểu lộ, mới bị hoảng sợ chìm ngập. Hắn chả muốn từ tu di giới chỉ xuất ra đồ vật đến, nhưng... Lý Thiên Mệnh màu đen đông hoàng kiếm càng nhanh. Một kiếm phi lên, trực tiếp đem Ngụy Vô Thượng đầu kia tay, đánh bay ra ngoài. Ngụy Vô Thượng tại chỗ mồ hôi lạnh toát ra, đau đến run rẩy. Ngừng, ta tự phế tu vi, Ngụy Vô Thượng thanh âm xé rách nói. Ta tin ngươi cái quỷ. Lý Thiên Mệnh xuất thủ, khả năng chỉ có trong nháy mắt cơ hội. Cái này Ngụy Vô Thượng liền làm trái quy tắc thiên văn thư đều dùng được, hắn thoát ly nguy hiểm về sau. Nếu là sẽ tự phế tu vi, Lý Thiên Mệnh theo hắn họ. Ngay tại màu đen đông hoàng kiếm đánh bay một đầu tay trong nháy mắt, hắn kim sắc đông hoàng kiếm, đã theo Ngụy Vô Thượng thánh cung bên trong xuyên qua. Mệnh tuyền nổ tung, xé rách ra dữ tợn vết thương, vô số thánh nguyên vọt ra, tán thành thiên địa linh khí, lá rụng về cội. Ngụy Vô Thượng ngây người tại chỗ. Hắn lấy thê thảm ánh mắt, cúi đầu nhìn thoáng qua bụng đông hoàng kiếm, lại hoảng sợ mà tuyệt vọng nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Ngươi! Phốc phốc! Hắn đang muốn nhục mạ, trong nháy mắt đó, Lý Thiên Mệnh trên tay màu đen đông hoàng kiếm, đã đâm vào đầu lưỡi của hắn phía trên. Ta không muốn nghe ngươi nói chuyện, Lý Thiên Mệnh nói. Ngụy Vô Thượng sắc mặt nhăn nhó, ánh mắt kém chút đụng tới, nước mắt ào 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 chảy xuống. Siêu! Lý Thiên Mệnh quất ra song kiếm, một chân đá vào trên lồng ngực của hắn. Cái này a gào thảm Ngụy Vô Thượng, như là diều bị đứt dây bay ra ngoài. Trực tiếp nện xuống đài chiến đấu, đập xuống đất, nhấc lên từng trận bụi đất. Từ hắn sau khi hạ xuống, vang một tiếng bang động, sau đó, cái này thập phương chấn ma đạo tràng, lại không bất kỳ thanh âm gì. Mọi người ngốc trệ nhìn qua. Trên chiến đài, Lý Thiên Mệnh cùng người không việc gì một dạng, thu hồi đông hoàng kiếm, sau đó lấy ra một bản Bích Sơn thư, nói. Các vị nhìn kỹ, Ngụy Vô Thượng làm trái quy tắc sử dụng thiên văn thư, nhưng ta cũng không có. Đây là tác phẩm của ta Bích Sơn Thư, 2000 thánh tinh một phần, hoan nghênh mọi người trước tới mua, thời điểm then chốt, có thể bảo trụ nhất mệnh. Số lượng có hạn, tới trước được trước. Hắn nhẹ nhõm lúc nói chuyện, ngọn lửa kia tiểu phượng hoàng rơi vào trên đỉnh đầu của hắn, ngậm một cọng cỏ, hai cánh chống nạnh, uy phong bát diện. Một cái khác manh ngu xuẩn mèo con thì vùi ở trong ngực của hắn, giãn gân cốt một cái, dễ chịu ngủ. Ở tại sau lưng. Cái kia to lớn song đầu long nhìn lấy Lý Thiên Mệnh đỉnh đầu cùng bả vai, nóng lòng muốn thử, xem ra, nó cũng muốn để Lý Thiên Mệnh làm tọa kỵ của nó. Lý Thiên Mệnh dễ chịu,
Bất quá, cái này thập phương trấn ma đạo tràng, vẫn là lặng ngắt như tờ. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, tại cái kia đạo tháp đỉnh chóp, hắn thấy được Tây Phương Điện Vương Ngụy Kỵ. Đương nhiên, hắn cũng nhìn thấy vị Lai Điện Vương, Bạch Mặc, cùng Sinh Linh Điện Vương, Ti Đồ Thanh Lúa còn có một số kẻ không quen biết. Lý Thiên Mệnh lường trước, chính mình có thể thuận lợi cầm xuống Ngụy Vô Thượng, không có Tây Phương Điện người ngăn cản, khẳng định cùng Bạch Mặc bọn họ tại đạo tháp phía trên có quan hệ. Hiển nhiên, đây là một trận vô cùng công bình chiến đấu. Hắn đối Bạch Mặc bọn người, mỉm cười, lấy đó tôn trọng. Phía trên kia, cuối cùng có người tới đón Ngụy Vô Thượng. Thời khắc này Ngụy Vô Thượng sắc mặt trắng bệch, đau đến toàn thân kêu thảm, muốn giận mắng đều nói không ra lời. Mọi người nhìn nét mặt của hắn, đã hoàn toàn cải biến. Hắn cộng sinh thú đều đã chết, thánh cung bị xuyên thấu, đã là thuần chủng phế nhân, triệt để đã mất đi bất luận cái gì nói chuyện quyền lực, dạng này xuống tràng, kỳ thật so chết còn khó chịu hơn. Đến đón lấy có rất nhiều năm, hắn đều phải sống ở trong cơn ác mộng. Ngụy Vô Thượng, Lý Thiên Mệnh hô một tiếng, mọi người nhìn lại. Chúc ngươi sinh nhật khoái lạc. Hắn câu này, để Ngụy Vô Thượng lần nữa phun máu, triệt để hôn mê bất tỉnh, mềm ngã xuống trưởng bối trong ngực. Dù là đã hôn mê, hắn vẫn thất khiếu chảy máu. Tràng diện lại lần nữa tĩnh mịch. Tất cả mọi người ngẩng đầu thời điểm, đều có thể nhìn đến Tây Phương Điện Vương trên hai mắt loại kia âm lãnh, hung tàn, táo bạo. Xem xét lại Bạch Mặc bọn họ, sắc mặt lạnh nhạt, tựa hồ đối với đây hết thảy đều sớm có đoán trước. Ngụy Vô Thượng hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Vừa rồi ai nói hắn thực lực không cường tới, vừa tới thánh chi cảnh giới, có thể đánh bại Ngụy Vô Thượng. Đây không phải thiên tài, là cái gì? Đáng sợ đến có chút vượt qua tưởng tượng. Đánh mặt đi. Huống chi, hắn vừa mới sử dụng Bích Sơn Thư, xác thực không có tích huyết, trong nháy mắt dẫn động, điều này nói rõ hắn vẫn là cái thần văn sư. Ta cũng không muốn nói, chẳng lẽ liền không có người có thể đứng ra đến, cho chúng ta cổ thị tộc ra một hơi, để hắn phách lối thành như vậy phải không? Rất hiển nhiên, câu trả lời là không ai. Thập phương đạo cung bên trong, địa bảng phía trên tất cả cổ thị tộc đệ con, lấy, Ngụy Vô Thượng, mạnh nhất. Trừ phi thượng cổ hoàng tộc người lúc này thời điểm ra mặt. Hiện tại dục đế đăng cơ, địa bảng phía trên đã không có Đông Dương thị, làm Lý Thiên Mệnh tên xuất hiện tại địa bảng thứ 10 thời điểm. Đi lên nhìn, phía trước có 5 cái Khương thị hoàng tộc. Nói thật, Lý Thiên Mệnh xuất thủ quá ác, đạo cung vốn thuộc tứ đại phương điện, cùng thần đô thế lực 6 cái phương điện, triệt để vạch mặt đi. Đúng, đây là chuyện sớm hay muộn. Vừa mới đoán trước vị Lai Điện Vương, đem Tây Phương Điện Vương ngăn cản. Nói đến Tây Phương Điện Vương vi quy a, nói tốt công bình giao phong, lại cho Ngụy Vô Thượng nhị tinh thiên văn thư. Kim thương thư, uy lực. Đầy đủ giết chết địa bảng 10 vị trí đầu bất luận một vị nào. Cái kia Lý Thiên Mệnh đều kém chút mất mạng. Mất mặt. May mắn cái này Lý Thiên Mệnh cảnh giới không cao, muốn là hắn tu luyện tốc độ nhanh, vậy liền không ai có thể trị được hắn. Cảm giác phía trên, phía ngoài hỗn loạn, dẫn đến đạo cung bên trong cũng có chút hỗn loạn, không biết hai loại thế cục biến hóa, phải chăng có liên lụy. Một cái là hoàng tộc tranh đấu, một cái là đạo cung cùng thần đô thế lực khắp nơi đánh cược, giống như không sao chứ. Nhưng vì cái gì, sẽ phát sinh trong cùng một lúc. Thấy không, Tây Phương Điện Vương cùng Địa Chi Điện Vương vung tay mà đi. Lần này ăn thiệt thòi lớn như vậy, ta đoán chừng bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ. Vốn là thần đô thế lực phương điện, nội bộ có mâu thuẫn, nhưng là vị Lai Điện Vương cách làm, rất có thể để bọn hắn liên hợp lại a. Ta đoán cũng thế, hết thảy 6 cái phương điện, đệ tử lại càng thêm xuất chúng, ta cũng không tin bọn họ có thể địch nổi. Thần đô thế lực nhiều năm như vậy, tại đạo cung thành lập rắc rối khó gỡ thế lực, cung chủ cũng không dám quăng ra, bọn họ dám cầm. Mọi người đều có chút không nghĩ ra. Vị Lai Điện Vương bọn họ, ở đâu ra đảm lượng cùng bản sự. Mọi người nghe ta nói. Thế nào? Mọi người suy nghĩ một chút, là không phải là bởi vì trong hoàng tộc đấu, tiên đế băng hà, thần đô tổng thể thế lực chìm xuống, cho nên ám điện bên kia cho rằng là cơ hội. Thừa cơ chèn ép đạo cung bên trong thần đô thế lực. Chèn ép hoàng tộc. Dù sao, cổ thị tộc, võ thánh phủ, đều là hoàng tộc bộ hạ. Có khả năng a? Ta cảm thấy vẫn là chớ nói lung tung đi, dù sao chỉ là đệ tử ở giữa tranh đấu, người trẻ tuổi huyết khí phương cương, động thủ bất chấp hậu quả rất bình thường. Cái này Lý Thiên Mệnh cũng là không não chủ, nói không chừng vị Lai Điện Vương cũng nhức đầu hắn đây.
cũng là nhìn chúng hắn tương lai khả năng tồn tại tiềm lực mà thôi. Đúng, không nên nói lung tung đi. Cẩn thận bị người có quyết tâm để mắt tới. Có thể ta vẫn cảm thấy, bọn họ có chút cầm tiểu bối vì thương, trở nên gay gắt mâu thuẫn, áp bách thượng cổ hoàng tộc ý tứ. Không tệ, Lý Thiên Mệnh là Lý Mộ Dương nhi tử, Lý Mộ Dương cùng thượng cổ hoàng tộc đối kháng qua. Hắn vẫn là Lý Thị Thánh tộc hậu nhân, Lý Thần Tiêu là ai? Đã từng đến thượng cổ hoàng tộc không thở nổi nhân vật. Đạo cung đã từng cũng là hoàng tộc bại tướng dưới tay, bị bức phải co đầu rút cổ ở chỗ này. Bây giờ tiên đế băng hà, ta nhìn ám điện bên kia thật giống như là muốn. Im miệng. Đúng. Một trận chiến này ý vị như thế nào, không ít kinh nghiệm một chút phong phú, khứu giác nhạy bén điểm người, khả năng thấy rõ ràng. Cuối cùng, Lý Thiên Mệnh là bọn họ một thanh kiếm. Bọn họ muốn đem thanh kiếm này, chơi thành trình độ gì? Rất nhiều người nhìn thoáng qua thập phương thiên địa bảng. Giờ phút này, Lý Thiên Mệnh tên tại người thứ 10. Nhưng, đến lúc đó bảng danh sách kết thúc, hắn sẽ ở đâu? Tại rất nhiều người lau mắt mà nhìn trong ánh mắt, Lý Thiên Mệnh bốn người bọn họ điệu thấp rời đi. Sau khi chiến đấu, Khương Phi Linh giải trừ phụ linh, xuất hiện tại đại chúng trong tầm mắt. Nàng có như thế không thể tưởng tượng thủ đoạn, không cần phải co lại trong góc, cho dù có người nhìn lấy, Lý Thiên Mệnh cũng muốn cho nàng sinh hoạt tại dưới Thái Dương. Cùng mọi người giống nhau, cầm giữ có sinh mệnh tự do. Đạo cung người sớm muộn đều sẽ nhận biết nàng, Lý Thiên Mệnh gọn gàng mà linh hoạt, để cho nàng hiện thân. Tối hôm qua có nghe đồn nói, Tô Hồng Âm Thiên Sư động thủ thời điểm, Lý Thiên Mệnh nhưng thật ra là tại Linh Uẩn Chi Địa. Lúc ấy Tô Thiên Sư ám sát, chính là cái này gọi Khương Phi Linh nữ tử, từ đó chọc giận Lý Thiên Mệnh. Thần Đô là cái phong lưu chi địa, từ xưa đến nay Mỹ vô số người, anh hùng thích trưng diện, các cường giả đối Mỹ nhân tranh đoạt, từ xưa đến nay liên tục không ngừng. Bao nhiêu Mỹ nhân vót đến nhọn cả đầu, muốn leo lên ngang ngược, gả vào hào môn. Bởi vì Mỹ nhân mà nhấc lên chiến tranh, càng là tầng tầng lớp lớp. Thậm chí có hoàng tử tranh giành tình nhân, thủ túc tương tàn, chỉ vì chiếm được Mỹ nhân nở nụ cười. Cổ chi đại đế hậu cung 3.000 giai nhân, thu hết thần quốc đẹp nhất người, từng cái diễm khuynh thiên hạ, người nào không hâm mộ. Thượng cổ hoàng tộc như thế cường thịnh, truyền thừa mấy ngàn đời, còn nối dõi vô số, dựa vào là cũng là thế thiếp thành đàn. Nữ tử thiên tư tốt, hậu nhân tự nhiên càng có thiên phú, còn nối dõi càng mạnh, tông mạch càng lớn. Vô số trong năm, phàm là có quốc sắc dung nhan thiếu nữ thiên tài, không khỏi bị hoàng tộc tranh đoạt, thậm chí tạo thành máu chảy thành sông. Cái này gọi Khương Phi Linh nữ tử, tuy nhiên không thú nguyên tu vi, nhưng lại dài mấy năm, sợ là cái hỏa quốc ương dân yêu vật, dù sao, nàng vừa biểu hiện ra thần kỳ năng lực, tuyệt đối khiến người ta trông mà thèm. Tất cả mọi người đã nhìn ra. Đúng, nàng tại Lý Thiên Mệnh trên người thời điểm, có thể cảm nhận được hắn chiến lực tăng vọt, còn một cặp cánh, thậm chí còn có một số cổ quái lĩnh vực lực lượng. Tạo thành ngụy vô thượng giảm tốc, thậm chí có vô hình vách tường. Có thể nói ra những lời này. Nói rõ những người này không phải đệ tử, mà chính là thiên sư. Hoặc là thần đô thế lực khắp nơi trưởng bối. Kỳ thật, mọi người đánh giá thấp nàng. Nói thế nào? Hiện tại, nàng cũng đã là một cái hỏa quốc ương dân yêu nữ. Trạng vạng tối, thần đô rơi ra mưa nhỏ. Giọt mưa ào ào, sắc trời phá lệ âm trầm, gọi người toàn thân như có con kiến đang bò, mười phần khó chịu. Màn mưa bên trong. Khương Ngọc có chút mờ mịt. Đi tại thần đô trên đường phố. Trong đầu của hắn, không ngừng trọng phóng lấy cái kia hình ảnh. Sau khi chiến đấu kết thúc, nữ hài kia kéo Lý Thiên Mệnh cánh tay, nụ cười của nàng rất sạch sẽ, nàng xem thấy Lý Thiên Mệnh bên mặt ánh mắt, để lộ ra thật sâu yêu thương. Gọi người phát điên, gọi người sụp đổ. Trời đang đổ mưa, lòng đang rỉ máu. Khương Ngọc, người qua đây. Bỗng nhiên, phía trước có người đang gọi. Khương Ngọc ngốc trệ một chút, hắn ngẩng đầu. Nhìn đến một đám người vừa vặn theo bên người đi qua. Đám người kia khoác trên người lấy màu đen áo choàng, đầu đội mũ rộng vành phía dưới vây quanh lụa đen, cho nên thấy không rõ lắm tướng mạo, chỉ biết là từng cái thân hình cao lớn, khí tức cẩn trọng. Cái thanh âm kia, Khương Ngọc rất quen thuộc, hắn toàn thân chấn động, vội vàng đi tới. Đám người này cầm đầu cái kia, nhẹ nhàng kéo ra mũ rộng vành hạ lụa đen, hiện ra nửa tấm màu đen mặt. Cái này nửa gương mặt đen như mực, nhưng không xấu xí, thậm chí có một loại uy nghiêm kinh khủng, gọi người chỉ nhìn một chút, đáy lòng đều đang run rẩy. Thái tử điện hạ,
Khương Ngọc liền vội vàng quỳ xuống đất, ánh mắt có chút run rẩy. Lên, nam tử nói. Vâng, Khương Ngọc liền vội vàng đứng lên, hắn biết đối phương trang phục đơn giản xuất hành, cho nên cũng không dám náo ra động tĩnh. Nghe nói ngươi vẽ lên một chương, giang sơn mỹ nhân đồ, cho ta xem một chút. Nam tử buông xuống mũ rộng vành lụa đen, truyền tới thanh âm càng thêm tĩnh mịch. Vâng, Khương Ngọc xuất ra một cuốn quyển trục, đưa cho nam tử. Khương Ngọc, nghe nói người đem thần đô có tên tuổi trẻ mỹ nhân, đều họa ở phía trên thật sao? Nam tử một bên mở ra quyển trục, vừa cười hỏi. Là, nhìn không ra a, mặt ngoài nhã nhặn, thực chất bên trong vẫn là chúng ta hoàng tộc đức hạnh. Xem xét người huyết mạch thì rất thuần, nam tử chế nhạo nói. Bên cạnh hắn cái kia 7-8 cái người áo đen, đều cười theo. Vâng, Khương Ngọc cúi đầu, ào 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 giọt mưa, không ngừng theo hắn ướt nhẹp tóc dài phía trên rơi xuống. Lúc này thời điểm, nam tử đã đem quyển trục mở ra, sau đó liếc một chút quét tới. Cố Tích Ngọc, Cố Tô Úc Giao, Khương Vũ Phi, Khương Vũ Đồng, Triệu Khả Tâm, Tiêu Ngọc Hòa, Mộ Bắc Bắc, Trì Lan. Trong mắt người chúng mỹ nhân, có một nửa ta đều chơi qua, ta đang chuẩn bị đem các nàng đều thu nhập ta Thiên Nguyên cung, đây. Nam tử nhếch miệng cười một tiếng. Điện hạ uy vũ, Khương Ngọc thực sự không biết nên nói cái gì, dù sao, tâm còn đang rỉ máu. Khương Ngọc, ta hỏi ngươi, ngươi cũng ưa thích trung gian mỹ nhân này sao? Nam tử cúi đầu xuống hỏi, ánh mắt của hắn xuyên thấu lụa đen, có vô cùng áp bách lực. Trung gian, đó là hắn vừa dựa theo ấn tượng, vẽ lên, là hắn đắc ý nhất tác phẩm. Đúng. Khương Ngọc toàn thân chấn động, hắn chú ý tới, nam tử bên trong, có một cái cũng chữ. Khương Ngọc không dám, hắn nội tâm run rẩy nói. Không có việc gì, đùa ngươi chơi. Nam tử cười nói, người bên cạnh đều cười. Hắn sau khi nói xong, đem cái kia giang sơn mỹ nhân đồ trả lại Khương Ngọc, sau đó vỗ vỗ bờ vai của hắn. Điện hạ nhưng có phân phó, Khương Ngọc xông pha khói lửa, không chối từ. Hắn mồ hôi lạnh ứa ra. Nghe cho kỹ tối nay đi ta nơi đó, ta cũng cho ngươi một vật, các loại Lý Mộ Dương nhi tử khiêu chiến ngươi ngày ấy, ngươi giúp ta giết hắn. Thanh âm nam tử rất bình thản, giống là nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Vâng, Khương Ngọc ánh mắt huyết hồng. Ngụy Kỵ não tử có bệnh, cầm một bản nhị tinh thiên văn thư làm át chủ bài, ha ha, làm trò hề cho thiên hạ. Bọn họ lại tại cười. Khương Ngọc không dám nói gì, bởi vì, bọn họ là toàn bộ thần đô bên trong. Không thể nhất trêu chọc một đám người. Khương Ngọc cùng Ngụy Vô Thượng, chỉ là thần đô tiểu nhân vật. Mà hắn, là thần đô bên trong, tất cả tiểu bối đế vương. Thậm chí, có thể quyết định thần quốc mệnh mạch. Dựa theo bối phận, hắn hẳn là Khương Ngọc thúc thúc bối. Tất cả mọi người thấy rõ ràng, đúng không? Cô nương này, thế nhưng là cái kỳ nhân, không biết nàng cưỡi tại trên người của ta sẽ có cái gì thuế biến. Nam tử híp mắt, cùng người bên cạnh nói chuyện. Đều muốn biết đây, mọi người nói. Điện hạ, bất quá là một đạo thánh chỉ sự tình, làm gì phiền toái như vậy? Có người hỏi. Người đây liền không hiểu được, nữ nhân là con mồi, trọng yếu là đi săn quá trình. Tùy tiện đưa tới cửa đều là dòng chi tục phấn, địch nhân nữ nhân, đều có thừa phân. Nam tử thản nhiên nói. Điện hạ có thể nghĩ lập nàng làm thái tử phi. Vậy nhưng đến thận trọng suy nghĩ một chút, dù sao, nàng này mặc dù rượu. Lại sống không được mấy năm, mà ta đã định trước bất tử bất diệt. Nam tử nhìn về phía hoàng thành, ánh mắt thâm trầm. Tay của hắn, đè xuống Khương Ngọc đầu, tiện tay một nhóm, Khương Ngọc lăn trên mặt đất vài vòng, đứng lên lại cúi đầu quỳ, không nhúc nhích. Hắn toàn thân đã ướt đẫm, trên thân tất cả đều là nước bùn, trong miệng đều có bùn nhão, hắn cố dám phun ra, trực tiếp nuốt xuống. Trong dạ dày lăn lộn, tâm đã xé rách. Ngẩng đầu thời điểm, nam tử đã đi xa. Mà giờ khắc này, Khương Ngọc ánh mắt đỏ thẫm, hình dáng như hung thú. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Số 1 đình viện, trong phòng tu luyện, đêm. Thiên địa đen nhánh, nơi này lại tinh quang tới lui, vô số thiên văn đường vân, chiếu rọi tại trên mặt tường, phù quang du tẩu, phảng phất giống như tiên cảnh. Lúc này, một tủ sách, hai cái ghế dựa, một khoản một mặc một sách. Hai người thành đôi. Ngũ thải ban lan dưới ánh sao, thiếu niên nam nữ trên mặt, nổi lên chói lọi quang mang. Bọn họ trên mặt khẽ cười ý, không nhìn lẫn nhau, chỉ nhìn tay nhỏ nắm lấy đại thủ, chấp bút viết. Cái kia nhúng mực ngòi bút,
tại không linh thư phía trên, viết ra màu xanh lam huỳnh quang. Ngòi bút bay múa, ánh sáng màu lam sở hướng, nguyên một đám màu xanh lam như văn tự giống như thiên văn đường vân, ở trong sách xuất hiện, nhảy lên như trong biển tinh linh, bọn họ hội hợp lại, dường như một vùng biển mênh mông biển lớn màu xanh lam, đặt ở một chương nho nhỏ trên bàn sách. Ca ca, chuyên tâm điểm, lần thứ nhất họa cái này nhất tinh thiên văn thư, hải linh thư, ta cũng không có niềm tin chắc chắn gì đây. Khương Phi Linh ánh mắt chuyên chú tại viết phía trên, khẽ mỉm cười nói. Hào quang màu xanh nước biển chiếu rọi tại trong ánh mắt của nàng, dường như một đôi mắt này, đã hóa thành bảo thạch màu lam. Không có nắm chắc, vậy ngươi còn có thể nói chuyện với ta đây. Lý Thiên Mệnh cười nói. Kỳ thật quá trình này, hắn chỉ cần vì đó cung cấp thánh nguyên, mặc cho Khương Phi Linh khống chế tay của mình. Ta cũng có thể một tâm phân nhị dụng, nàng dí dỏm cười nói. Trên thực tế, nàng suy nghĩ cái này hải linh thư nửa tháng, tâm lý nắm chắc. Nghịch ngợm, Lý Thiên Mệnh nở nụ cười, nói, cái này, hải linh thư, mặc dù chỉ là nhất tinh, nhưng là đối với ta trợ giúp rất lớn, nó có thể phóng xuất ra rất nhiều nước biển, tuy nhiên nước biển là thiên văn biến thành, nhưng đang đối chiến bên trong, cùng chân thực chênh lệch không có mấy. Chỉ cần có nhất định biển cả điều kiện, Lam Hoàng thực lực có thể mạnh hơn, mà huỳnh hỏa có thể bay lên trời, miêu miêu tia chớp ở trong nước biển cũng có thể có uy lực tăng thêm. Cái này hải linh thư, rất thích hợp ta. Nó có thể đem bất kỳ địa phương nào, cưỡng ép sửa đổi vì ta chiến trường. Dù sao, Lam Hoàng sau khi sinh, nắm giữ thái cực hồng mông thể Lý Thiên Mệnh, thân thể như núi, càng không sợ biển cả. Đúng, bằng không, ta cũng sẽ không trước nghiên cứu cái này, hải linh thư. Khương Phi Linh ôn nhu cười nói. Linh Nhi, ngươi thử qua nhị tinh thiên văn thư sao? Vài ngày trước Ngụy Vô Thượng, Kim Thương Thư cũng là nhị tinh thiên văn thư. Lý Thiên Mệnh hỏi. Thử qua. Có chút khó hiểu, ta còn phải tuần hoàn từng bước đi, từng bước một tới. Nhị tinh thiên văn thư độ khó khăn rất cao. Nam thiên hộ hải kết giới chỉ là nhị tinh thiên văn kết giới. Ta nếu là có thể viết ra nhị tinh thiên văn thư, vậy chúng ta suy nghĩ một chút, đều có thể bố trí ra hộ hải kết giới. Khương Phi Linh nói. Nói cách khác, Ngụy Vô Thượng vì phế bỏ ta, kém chút dùng một cái hộ hải kết giới. Ca ca, người sai, không tính thương lam long mạch, hộ hải kết giới giá trị. Còn không bằng Kim Thương Thư. Khương Phi Linh nói. Ta dựa vào, thần văn sư thật kiếm lời a. Lần trước bán thánh tinh không nhiều lắm, Bích Sơn Thư cũng sử dụng hết. Mấy ngày nay trước làm ít tiền, ta cùng Tiểu Phong lại đi Linh Uẩn chi địa bế quan đi. Lý Thiên Mệnh nói. Được rồi, Linh Nhi phải cố gắng dưỡng bạn trai á. Ăn bám cảm giác, thật tốt. Lý Thiên Mệnh cảm khái nói. Nói thật, từ xưa đến nay, thần văn sư tuy nhiên đều rất có tiền. Nhưng đại đa số tu luyện cảnh giới, đều không so những người khác cao bao nhiêu. Nguyên nhân căn bản là cái gì? Đó là bởi vì, nghiên cứu thiên văn thư cùng thiên văn kết giới, cần tiêu hao thời gian dài, làm trễ nải cảnh giới tu hành. Linh Nhi là phương diện này thiên tài đứng đầu, đều phải mỗi ngày hao tổn ở chỗ này, lại càng không cần phải nói còn lại người mới học. Bất kỳ một cái nào thần văn sư, đều phải hoa một nhiều hơn phân nửa thời gian ở phương diện này. Thời gian tu hành, khả năng không đến người khác một nửa. Đây cũng là rất nhiều người không dám nghiên cứu thần văn sư chi đạo lý do, chỗ tốt mặc dù nhiều, nhưng cũng có nỗ lực, nhất là mới học giai đoạn, rất khó chịu nổi. Xem xét lại Lý Thiên Mệnh, hắn sở trường tại tu hành phương diện, nếu là chậm trễ thời gian, rất có thể không cách nào công phá vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp, muốn là không có người, thần văn sư chỗ tốt lại nhiều đều vô dụng. Mà bây giờ... Hắn cùng Linh Nhi hết thảy viết thiên văn thư, quá trình bên trong, còn có thể chậm rãi học được một hai, thậm chí có nàng chỉ dẫn, thuần thục về sau, hắn cũng có thể viết sách, Bích Sơn Thư. Cứ như vậy, hắn ở phương diện này tiêu tan tốn thời gian, ít càng thêm ít, căn bản không chậm trễ tu hành. Ta tại thần văn sư con đường này phía trên, có thể sẽ chậm một chút, nhưng cũng so còn lại người mới học nhanh hơn. Lý Thiên Mệnh nghĩ thầm. Nói tóm lại, dùng một cái hình dung. Cái kia chính là, thoải mái. Ca ca, người cảm thấy sao? Hải Linh Thư viết đến 2/3 thời điểm, Khương Phi Linh đột nhiên hỏi. Người nói là đạo cung sự tình. Lần trước ta đánh bại Ngụy Vô Thượng về sau, tốt hướng bên ngoài đều đang đồn, đạo cung giống như muốn nhân cơ hội này, trọng đoạt 6 đại phương điện trưởng khống quyền. Này bằng với cùng thần đô thế lực khắp nơi đối nghịch. Bất quá, đây đúng là thời cơ tốt nhất, bởi vì đây là đếm từ ngàn năm nay. Thượng cổ hoàng tộc thời khắc yếu đuối nhất. Đông Dương Lăng một ngày không đi ra,
Dục đế cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lý Thiên Mệnh nói, tại trận này đánh cược bên trong, người đại biểu tân sinh lực lượng, xông lên phía trước nhất, các trưởng bối dùng ngươi, đến sò xét thần đô thế lực khắp nơi phản ứng. Khương Phi Linh nói, Linh Nhi còn thật thông minh, Lý Thiên Mệnh cười nói. Thế nhưng là, nếu như vậy, sẽ có hay không có một loại bị lợi dụng cảm giác đâu? Khương Phi Linh hỏi, chuyện này không thể nghĩ như vậy, Linh Nhi, ta cùng thập phương đạo cung quan hệ, càng phải nói thành là, lợi ích thể cộng đồng. Lý Thiên Mệnh nói như thế nào đây? Ngươi tính toán nhìn, đệ nhất, cha ta là Lý Mộ Dương, hoàng tộc cừu nhân, nếu như không phải càn đế băng hà, ta hiện tại rất có thể liền bị bọn họ giết, hoặc là dùng để làm ban đầu dẫn dụ cha ta đến đây mồi nhử, cho nên, ta cùng bọn hắn không chết không thôi, đúng không? Lý Thiên Mệnh nói, đúng. Thứ hai, ta bởi vì mẫu thân quan hệ, cùng Lý Thị Thánh tộc có liên lụy, còn có nghĩa phụ cùng khinh ngữ. Bởi vì là thứ nhất tổ tiên cùng thập phương đạo cung quan hệ, tăng thêm hiện tại nghĩa phụ cùng đạo cung ở giữa liên lụy, ta hoàn toàn thuộc về đạo cung một bộ phận, thậm chí là đời mới trọng yếu nhất cái kia bộ phận. Tăng thêm cái này mấy lần biểu hiện, bọn họ xem trọng ta, cơ hồ cùng nghĩa phụ tương đương. Đúng không? Ừm, Khương Phi Linh gật đầu. Như vậy chuyện này, liền cần nghĩ đến thông suốt một chút. Ta hòa hoàng tộc có thù, bọn họ muốn giết ta, mà đạo cung sẽ tận lớn nhất trình độ bảo trì ta. Lại cùng ta có thiên ti vạn lũ liên lụy. Còn có bạch tỷ tỷ các loại nhiều như vậy bằng hữu ở chỗ này. Thậm chí ngay cả Tiểu Phong đều hòa hoàng tộc có thù. Ta tại hoàn cảnh như vậy và thế cuộc bên trong, chỉ có một đầu đường có thể đi, cái kia chính là lấy đạo cung làm hậu thuẫn, đối kháng lên cổ hoàng tộc. Ta không cần đi tính toán, ta có phải hay không bị bọn họ sử dụng. Bởi vì, chúng ta thuộc về lẫn nhau giúp đỡ, lẫn nhau tạo nên. Lý Thiên Mệnh chân thành nói. Nói nhiều như vậy dễ nghe lời nói, ta xem là bởi vì ngươi đối bạch tỷ tỷ nhớ mãi không quên a. Khương Phi Linh bĩu môi nói. Đùa ngươi, không cần quá nghiêm túc. Ha ha. Sung sướng trong không khí, Hải Linh Thư hoàn thành. Tiếp đó, là truyền thống ôm ngủ phân đoạn. Không cho phép đem Đông Hoàng kiếm mang lên giường. Tốt. Cảnh ban đêm chính nồng. Linh Nhi, kỳ thật ta làm đây hết thảy, còn có một cái mục đích quan trọng nhất. Cái gì đâu, Khương Phi Linh hỏi. Ta muốn biết, hắn có phải là thật hay không nhưng nghe đồn nói, là cái sát hại người yêu, phẩm hạnh thấp kém người. Ta ở chỗ này thanh danh vang dội, hắn nhất định sẽ nghe được tên của ta, có lẽ có một ngày, hắn sẽ đến nói cho ta biết hết thảy. Nếu như hắn không đến, như vậy ta muốn tự mình đi hỏi hỏi cổ hoàng tộc những cái kia đứng đầu nhất nhân vật, đến hỏi ra chân tướng. Cái này cần đạo cung có thể có trấn áp hoàng tộc lực lượng. Ta mới có tra hỏi tư cách. Đây là ta tại thần đô, mục tiêu lớn nhất. Lý Thiên Mệnh ánh mắt nóng rực nói. Ngươi nói hắn, là cha ngươi Lý Mộ Dương sao? Ừm, ca ca, ngươi thật sự là một cái vì mục tiêu, sẽ nỗ lực gấp trăm lần nỗ lực người. Quá khen. Nhưng là cái gì? Ngươi nói loại này tuyệt hảo lời nói thời điểm, có thể đem Đông Hoàng kiếm cầm xuống đi sao? Hắn meo. Chỉ có thể chiến thuật áp súng. Thần đô, phong nguyệt giang, phong trần một con đường. Trên đường phồn hoa như gấm, màu sắc sặc sỡ. Muôn tiếng nghìn hồng bên trong, thanh thanh hòa lâu, tuy nhiên không phải lớn nhất cái kia một nhà lầu phường, nhưng lại ưu nhã nhất một nhà. Nghe nói, thanh thanh hòa lâu bên trong mỹ nhân, đều xuất thân không thấp, các nàng tinh thông thi từ ca phú, âm luật ca múa. Rất nhiều tài hoa danh gia, đều tụ tập ở này. Nơi này mỹ nhân, chỉ bán nghệ, chẳng nhiều cái gì. Tại thần đô ngợp trong vàng son vòng tròn bên trong, nơi này xem như một dòng nước trong. Thần đô quyền quý thị tộc con cháu, kỳ thật không thường tới nơi này, bình thường tới nói, chỉ có một loại tình huống sẽ đến, đó chính là đồng hành bên trong có nữ tử. Lúc này, thanh thanh hòa lâu một gian rộng rãi mà tao nhã gian phòng bên trong, trên đài đang có 7-8 cái thanh nhã đồ trắng nữ tử tại uyển chuyển nhảy múa, hai bên có người đánh đàn. Có người thổi sáo, có người ngâm sướng. Đây đều là mỹ nhân, có thể nói tú sắc khả san. Tại cái này uyển chuyển rung động lòng người nhạc khúc âm thanh bên trong, lúc này bầu không khí, làm nổi vừa vặn. Dưới đài, có thất người thiếu niên nam nữ, ngồi trên mặt đất. Bọn họ trước mắt trên bàn có sơn hào hải vị, mỹ tử món ngon, đều chính là linh túy, thánh ma thú chi thịt nấu nướng mà thành, chỗ tốt cực lớn, giá cả đắt đỏ. Nhưng những người này không thế nào hưởng dụng,
càng không nhìn ca múa, chỉ nói. Những người này, Khương Ngọc tuy nhiên ngồi ở chủ vị, nhưng hắn lại nhìn lấy uống rượu, không làm sao nói. Cùng còn lại ăn mặc 10 phần đắc thể đồng bạn so sánh, hắn thậm chí có chút nhếch nhác, ánh mắt đờ đẫn. Phải biết, hắn từ trước đến nay đều là thần đô bên trong, Ngọc công tử, tự cho mình là, bực này trạng thái, thật đúng là không thấy nhiều. Khương Ngọc, người gần nhất sao như thế uể oải, chẳng lẽ để cái kia Lý Thiên Mệnh dọa sợ? Lo lắng hắn đoạt ngươi vị trí thứ nhất. Lúc này người nói chuyện thân mặc hắc bào phía trên có thêu rất nhiều mãnh thú. Hắn dáng người rất cao, 10 phần thon dài, ánh mắt hẹp dài, sống mũi rất cao, sắc mặt hơi âm u, so Khương Ngọc xem ra, ngược lại là muốn hung hãn không ít. Kỳ danh là Khương Thừa Phong. Hắn đã từng cũng là Đông Dương Thị, gần nhất mới đổi tên. Gia gia của hắn trước mắt chấp trưởng 15 quân mạch, đồng thời là đạo cung, tử linh điện, điện vương, chính là càn đế thứ 15 con trai, cùng Khương Ngọc nãi nãi, Khương Tiễn Ảnh, địa vị tương đương. Không phải, Khương Ngọc lắc đầu. Khương Ngọc ca ca khẳng định tại tưởng niệm cái nào mỹ nhân a. Còn không mau đem ngươi giang sơn mỹ nhân đồ lấy ra nhìn xem. Nghe nói ngươi đem Úc Giao, Vũ Phi cùng Vũ Đồng đều vẽ lên. Các nàng đều muốn nhìn một chút, ngươi đem các nàng vẽ thành ra sao đâu. Nói chuyện chính là một cái xem ra hơi tuổi nhỏ điểm thiếu niên, tên là Khương Tuấn Hách, dài đến 10 phần tuấn tú. Hắn là đã từng 18 hoàng mạch hoàng thái tôn, gia gia của hắn, cũng là thập phương đạo cung điện vương một trong, chấp trưởng Đông Phương Điện. Hắn lúc nói chuyện, trong phòng còn có 3 vị nữ giả nam trang thiếu nữ. Kỳ thật, liếc một chút đều có thể nhìn ra các nàng là nữ tử. Các nàng một chút hóa trang một chút, tại phong nguyệt giang ngược lên đi, liền sẽ không quá làm người khác chú ý. Đối với giang sơn mỹ nhân đồ, các nàng hiển nhiên vừa yêu vừa hận, sợ là lo lắng cho mình bị họa xấu đi. Trong đó, Khương Vũ Phi cùng Khương Vũ Đồng, chính là một đôi song sinh tỉ muội, tướng mạo hoàn toàn tương tự, khí chất lại hơi có khác biệt, hai người cùng một chỗ, có chút rung động lòng người. Một vị khác, tên là Cô Tô Úc Giao. Nàng là thần đô linh lung các người, tại đạo cung tương đối thần bí, rất ít gặp người, cũng tính là diễm danh lan xa. Thanh lãnh cao ngạo nàng, danh tiếng so bên cạnh hai vị hoàng tộc tỉ muội còn càng phải vang dội một số. Đã từng Khương Ngọc cũng rất thưởng thức các nàng, nhất là Cô Tô Úc Giao. Nhưng, cái kia trời mưa xuống, nghe được người kia một câu về sau, hắn nhìn cái này 3 nữ tử ánh mắt, đều có chút lãnh đạm. Khương Ngọc ca ca, nhanh lấy ra đi, Khương Tuấn Hách hưng phấn nói. Không mang đến, lần sau đi, không phải muốn thảo luận chuyện phản kích à, khác để ý đến. Khương Ngọc uống một ngụm rượu mạnh, hơi có chút say. Khương Ngọc, người xách khẩu khí đi. Khương Thừa Phong đứng dậy, tựa hồ có chút sinh khí. Hắn trầm giọng nói. Người đừng quên, thập phương thiên địa bảng hết hạn trước cái kia nửa tháng, luận chiến trường, sẽ chuyển rời đến, thập phương nói thiên chiến tràng, trên bảng danh sách 100 vị trí đầu đệ tử, coi như bế quan đều được đi ra, tiến hành sau cùng bài danh đọ sức, tiếp tục nửa tháng, đến lúc đó đối toàn bộ thần đô mở ra. Đến lúc đó, người ta phụ mẫu thậm chí nửa cái hoàng tộc nhân vật trọng yếu đều sẽ đến. Đây là việc quan hệ hoàng tộc mặt mũi nhất chiến, trước kia không ai khiêu khích không quan trọng, mặc kệ là cổ thị tộc, võ thánh phủ, linh lung các, vậy cũng là nhà mình huynh đệ tỉ muội, mọi người có thể tùy tiện chơi đùa. Hiện tại có người khi nhục phía trên, đem Ngụy Vô Thượng cho chỉnh thành dạng này, chúng ta những thứ này làm huynh đệ, không báo thù cho hắn, không còn gì để nói. Muốn là chúng ta thật thua, cá nhân mặt mũi việc nhỏ, liền cổ chi thần nguyên đều không phải là sự tình, mấu chốt là chúng ta hoàng tộc mặt mũi hướng chỗ nào đặt. Mấy ngày nay trưởng bối cho chúng ta bao nhiêu áp lực, chính ngươi rõ ràng. Cái này nếu để cho đạo cung người cưỡi đến trên đầu chúng ta 7 người này, toàn bộ đều phải lấy cái chết tạ tội. Khương Thừa Phong nói một hơi một đống lớn, ánh mắt của hắn có chút thiêu đốt. 3. Khương Ngọc đem rượu ấm đập xuống đất, trực tiếp dọa đến trên đài trình diễn khiêu vũ cô nương về sau co rụt lại, nhạc khúc im bặt mà dừng. Hắn đứng lên, ánh mắt sáng rực nói, Khương Thừa Phong, những lời này, ta dùng ngươi nói với ta. Ngươi không dùng hù dọa ta, tất cả mọi người là huynh đệ. Ta nhắc nhở ngươi cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi yên tâm, Lý Thiên Mệnh nếu là thật có thể xông lên, còn có chúng ta cản ở phía trước, cái kia cản chúng ta có thể cản, ngươi đều chưa hẳn cần muốn xuất thủ. Có điều, nếu quả như thật đến ngươi cái kia, chính là chúng ta mấy cái đều làm hư. Hy vọng ngươi khi đó có thể cho hoàng tộc tranh giành khẩu khí,
chúng ta nhất tộc trưởng khống mảnh này cương vực thời gian dài như vậy, cho tới bây giờ không ai có thể tại đỉnh đầu chúng ta phía trên dương oai. Cha ta nói, đạo cung cái này rõ ràng nhất muốn mượn thế trấn áp chúng ta, nếu như Lý Thiên Mệnh dẫn đầu, áp cho chúng ta tiểu bối không thở nổi, bọn họ liền sẽ dần dần dựa vào khí thế cùng dư luận tan rã chúng ta, đem thế lực xếp vào đến các hào phóng trong điện. Chúng ta, không có bất kỳ cái gì thua lý do. Khương Thừa Phong kịch liệt đối mặt. Ngươi yên tâm đi, ta cho dù chết, đều muốn kéo hắn đệm lưng. Khương Ngọc nhếch miệng, ngồi xuống, ánh mắt phức tạp. Vậy là được rồi, Khương Thừa Phong khoát khoát tay. Gian phòng bên trong triệt để an tĩnh. Một hồi sau, Thừa Phong, ngươi nói thiên địa bảng quyết chiến trước, còn có một cái biện pháp, có thể tan rã thế công của bọn hắn, nói nghe một chút đi. Lúc này nói chuyện, là một cái bạch y nữ trang công tử. Nàng tóc dài buộc lên, không thi phấn trang điểm, nhưng cũng rõ ràng lãnh như tuyết, thực chất bên trong một cỗ lãnh diễm mười phần có tư vị. Nàng chính là cô Tô Úc Giao. Linh Lung Các chính là nữ tử thiên hạ, nàng có thể ở nơi đó thì diễm áp quần phương, trở thành nổi bật nhất tiểu bối, có thụ trọng dụng, có thể thấy được lốm đốm. Mọi người nghe cho kỹ. Cái này biện pháp cũng là, chúng ta phát động đến bọn ta 6 cái phương điện đệ tử, chuyên chọn trên bảng danh sách 4 người bọn họ phương điện người hạ thủ. Lý Thiên Mệnh đã bắt đầu, chúng ta đi học hắn, gặp người thì phế, xuất thủ hung ác một chút. Thời gian kế tiếp, điên cuồng khiêu chiến bọn họ, tiêu tốn bọn họ cự chiến số lần, để bọn hắn không thể không nghênh chiến, không thể không thảm bại. Tất cả mọi người không ngu ngốc, đều biết đây là sự trả thù của chúng ta. Chúng ta thì chọn những cái kia không có bối cảnh các phương cảnh vực hậu nhân ra tay. Bọn họ bị đánh, chỉ có thể oán hận Lý Thiên Mệnh hại bọn họ, sau đó xin đổi được chúng ta phương điện đến, mới có thể tránh miễn kết cục bi thảm. Cứ như vậy, chúng ta người càng ngày càng nhiều, bọn hắn người càng ngày càng ít, càng ngày càng hoảng, thậm chí tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Ta xem bọn hắn làm sao trấn áp chúng ta. Khương Thừa Phong sau khi nói xong, quét mắt mọi người, hiển nhiên đã tính trước. Hung tàn như vậy biện pháp, là ngươi nghĩ sao? Cô Tô Úc Giao nói. Không là, là gia gia của ta nói. Khương Thừa Phong thẳng thắn nói. 15 hoàng gia. Bọn họ hai mặt nhìn nhau. Đúng, bất quá, cụ thể còn phải dựa vào chúng ta, đi kích động các hào phóng điện đệ tử đi chấp hành. Từ chúng ta tới huy động, Khương Thừa Phong nói. Đây cũng là ngươi hôm nay, để cho chúng ta mục đích tới nơi này. Ừm, được, đã có 15 hoàng gia mở miệng, hiển nhiên cũng cùng chúng ta trưởng bối chào hỏi. Các vị, làm bọn họ đi. Càng thảm càng tốt. Đến lúc đó, bọn họ tứ đại phương điện đều không người. Ta muốn biết, sắc mặt của bọn hắn, sẽ có nhiều đặc sắc. Muốn khóc cũng không kịp đi. Những ngày qua, Lý Thiên Mệnh bán mới Bích Sơn Thư, lấy được hơn 10.000 thánh tinh, lập tức liền thành thổ tài chủ. Tiền nhiều hơn, Lý Thiên Mệnh không chứa được, các loại phát tiền. Lý Khinh Ngữ ngọt ngào hô một tiếng ca, Lý Thiên Mệnh vung tay lên một cái, làm cho không tệ, thưởng ngươi 1.000. Làm ca, cho muội muội khen thưởng, thiên kinh địa nghĩa. Dạ Lăng Phong tại trên mặt đất đấu tất suất, hắn thấy gấp, đem trong đó một cái nắm chết rồi, Lý Thiên Mệnh nện một túi thánh tinh đi xuống, nói, làm tốt lắm, tiền thưởng. Bồi Khương Phi Linh đi dạo chân bảo đường phố, coi trọng cái gì mua cái gì, dù sao chính nàng có là thánh tinh. Sau cùng, liền Bạch Tử Căng đều tới, nàng ngọt ngào hô một tiếng Thiên Mệnh ca ca, Lý Thiên Mệnh vội vàng xuất ra 1.000, nói, Bạch tỷ tỷ ngươi tuyệt đối đừng kêu nữa. Ta đây là hao tài thiêu tai, ngươi đừng để Linh Nhi nghe thấy được. Được rồi nha, vậy sau này giúp ngươi bán đồ, ta muốn đập ngươi một thành lợi nhuận. Không phải vậy, Bạch Tử Căng liếc mắt đưa tình, để Lý Thiên Mệnh toàn thân khẽ run rẩy. Ngươi quả nhiên là cái thần giữ của. Ngươi biết quá muộn. Đoạn thời gian gần nhất, Bích Sơn thư họa hơn nhiều, có Linh Nhi dẫn đường, hắn chậm rãi nếm thử chính mình viết, tuy nhiên thất bại tỷ lệ rất cao, nhưng tối thiểu thành công qua một bản. Điều này nói rõ, hắn cũng coi như nhất tinh thần văn sư. Loại tình huống này, về sau sẽ càng ngày càng tốt. Xác suất thành công đều là chậm rãi tăng lên. Không giống như là Khương Phi Linh, cơ hồ đạt tới 6 thành trở lên. Nói thật, có Linh Nhi tại thần văn sư phương diện hộ giá hộ tống, Lý Thiên Mệnh lớn nhất tinh lực, vẫn là tại đế hoàng thiên ý cùng thánh chi cảnh giới trên tu hành. Linh Uẩn chi địa, là hắn thường đi địa phương. Hắn đã có thể đi khu thứ nhất. Đoạn này thời gian, Dạ Lăng Phong cũng tương đương ra sức, hắn đánh bại một cái gọi Khương Vũ Đồng thượng cổ hoàng tộc,
hiện tại đứng hàng thập phương thiên địa bảng thứ 8, so Lý Thiên Mệnh cao hơn 2 tên. Bọn họ cùng một chỗ tại khu thứ nhất tu hành. Lý Thiên Mệnh vốn cho rằng, ở chỗ này có thể cùng 10 vị trí đầu đối thủ ngẫu nhiên gặp, nhưng hắn đến sau này, phát hiện bọn họ rất ít tới. Nói không chừng, bọn họ bởi vì thiên địa bảng quyết chiến, làm còn lại chuẩn bị đi. Một ngày này, lúc trạng vạng tối, Lý Thiên Mệnh cùng Dạ Lăng Phong cùng một chỗ, theo linh uẩn chi địa trở về. Tuy nhiên khoảng cách thiên địa bảng quyết chiến còn có hơn 2 tháng, nhưng đạo cung bầu không khí càng ngày càng nghiêm túc. Hắn đã nhìn ra, rất nhiều người nhìn lấy ánh mắt của hắn, hoặc là căm hận, hoặc là oán niệm, tựa hồ trung lập người cũng không nhiều. Rất kỳ quái, hắn tại đạo cung, tựa hồ biến thành chuột chạy qua đường. Không phải nói, chúng ta người tuy nhiên thiếu, nhưng cũng có 2-3 thành, làm sao nhìn thấy 10 người, 9 người đều giống như ta bẻ bọn họ tổ phần. Lý Thiên Mệnh có chút nghi hoặc. Đạo cung thượng cổ hoàng tộc nhiều lắm, nơi này tài nguyên tu luyện, trên cơ bản đều bị Khương thị hoàng tộc sở chiếm cứ, khắp nơi đều là họ Khương. Cho nên, Dạ Lăng Phong cũng là xem ai đều không vừa mắt. Loại này không vừa mắt, đến từ huyết mạch cùng linh hồn. Tại những oán niệm này trong ánh mắt, Lý Thiên Mệnh về tới vị nhất lâu số 1 đình viện. Cửa giống như đứng đấy một người. Lý Thiên Mệnh híp mắt xem xét, đây chẳng phải là Khương Ngọc A. Đã từng Đông Dương Ngọc. Hiện tại địa bảng đệ nhất. Đây chính là Lý Thiên Mệnh hiện tại số 1 đối thủ, hắn đứng tại cửa ra vào làm cái gì? Lý Thiên Mệnh cùng Dạ Lăng Phong đi tới. Có việc, Lý Thiên Mệnh hỏi. Khương Ngọc hôm nay ăn mặc rất thỏa đáng, tóc trải chỉnh chỉnh tề tề, rất có mạch thượng nhân như Ngọc, công tử thế vô song cảm giác. Hắn nhìn Lý Thiên Mệnh liếc một chút, không có phản ứng. Có bệnh, Lý Thiên Mệnh đẩy cửa ra, trong đình viện Khương Phi Linh nghe được động tĩnh, vội vàng chạy ra. Ca ca, ta vừa học được, ánh mắt của nàng lóe sáng lấy, rõ ràng muốn tranh công, bất quá lời còn chưa nói hết đâu, liền thấy đứng ở cửa một người khác. Linh Nhi cô nương, có thể cùng ngươi nói một câu sao? Khương Ngọc ánh mắt ôn nhu, lấy ánh mắt nóng bỏng nhìn lấy nàng. Đóng cửa, ca ca, Khương Phi Linh sắc mặt lạnh lẽo. Hiển nhiên, gia hỏa này ở bên ngoài lưu lại đã nửa ngày. Lý Thiên Mệnh quay đầu, thân thủ một cửa. Nhưng Khương Ngọc lại đưa tay ngăn lại. Hắn vẫn không thấy Lý Thiên Mệnh, mà chính là lộ ra ôn nhuận nụ cười. Linh Nhi cô nương, ngươi là thế gian đẹp nhất thần nữ, ô uế chi đồ không xứng với ngươi, ta thích ngươi, ta yêu ngươi. Một ngày nào đó, ta hy vọng ta có thể cảm động ngươi, để ngươi trở thành tân nương của ta. Khương Ngọc lấy dũng khí, vô cùng vang dội mà động tình nói một câu, nghe được bên ngoài người vây xem xôn xao. Lan, Khương Phi Linh đã nói một chữ. Hảo cảm người, Bạch Si, Lý Thiên Mệnh bộp một tiếng, đóng cửa lại. Hắn rất khó chịu. Nếu không phải là bởi vì sớm muộn sẽ ở thập phương nói thiên chiến trận tỉ thí, ở chỗ này động thủ không có ý nghĩa, hắn liền trực tiếp động thủ. Ca ca, hắn cố ý a, cảm giác là muốn chọc giận ngươi. Khương Phi Linh cau mày nói. Không có chuyện, ta biết, hắn tiến đến bên tai của nàng, ôn nhu nói, trước thực lực tuyệt đối, hết thảy âm mưu quỷ kế, đều là con cọp giấy. Không chịu nổi một kích. Minh Bạch. Tới gần nửa đêm, bốn vị điện vương bỗng nhiên đều tới. Theo thứ tự là Vị Lai Điện Vương, Bạch Mặc, Sinh Linh Điện Vương, Tư Đồ Thanh Hòa, Nam Phương Điện Vương, Tần Cửu Phủ, cùng Thiên Chi Điện Vương, Vi Sinh Vũ Mạt. Lý Thiên Mệnh gần nhất mới biết được, thập phương đạo cung bên trong có một cái Vi Sinh gia tộc, từ xưa truyền thừa đến bây giờ. Thiên Chi Điện Vương Vi Sinh Vũ Mạt, chính là trong đó nhân vật trọng yếu. Tại Vi Sinh gia tộc bên trong, còn có một người địa vị vượt qua Thiên Chi Điện Vương, người kia cũng là thập phương cung chủ. Không sai, cung chủ họ tên, Vi Sinh. Lý Thần Tiêu thê tử Vi Sinh Dư Âm, chính là Vi Sinh gia tộc một cái tổ tiên. Lúc trước, đệ nhất tổ tiên tại cổ chi thần quốc sông Sáo, chính là tại cái này thập phương đạo cung, nhận biết Vi Sinh Dư Âm. Bốn vị điện vương, có chuyện gì? Lý Thiên Mệnh vội vàng đi ra hỏi. Thiên Mệnh. Người gần nhất nghe nói thập phương thiên địa bảng biến hóa sao? Bạch Mặc hỏi. Không có, ta chuyên tâm tu hành, không sao cả chú ý, thế nào? Đối phương tại châm đối không có thế lực đệ tử, bước đến bọn hắn chuyển đầu hoàng tộc trận doanh. Không phục tùng thì ra tay độc ác, có tổ chức có sắp xếp, là làm cho chúng ta nhìn. Bạch Mặc trầm giọng nói, nét mặt của hắn có chút nghiêm túc, hiển nhiên không có dự liệu được, đối phương sẽ sử dụng cái này gieo xuống làm phương pháp.
Rất nghiêm trọng, Lý Thiên Mệnh hỏi. Tạm thời còn có thể khống chế, nhưng khoảng cách thiên địa bảng quyết chiến còn có hơn 2 tháng, cái này hơn 2 tháng, đầy đủ bọn họ phá đổ đệ tử của chúng ta. Đến đón lấy ám điện những huynh đệ kia con nối dõi, cũng sẽ nhận cường điệu nhằm vào. Đáng tiếc chúng ta ít người, mà lại tại cấp độ này phía trên phản kích đối phương, lại càng dễ rơi vào tầm thường, khiến người ta lên án. Nếu như không có biện pháp giải quyết, cứ như vậy mang xuống, hậu quả sẽ khá nghiêm trọng. Bạch Mặc cau mày nói. Bọn họ đối với cái này đều rất phẫn nộ. Điện vương tới tìm ta, phải chăng có biện pháp giải quyết, cần ta làm? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có, cung chủ nói có thể đem thiên địa bảng ngày quyết chiến sớm. Càng sớm tiến hành càng tốt, Bạch Mặc nói. Cái này đều được. Sửa đổi quy tắc khó mà nói, nhưng là điều chỉnh ngày không có gì. Đường đường cung chủ, cái quyền lợi này vẫn phải có. Mà lại, sửa đổi ngày, thần đô các phương cũng bắt không được nhược điểm gì. Bạch Mặc nói. Ta hiểu được, cụ thể ngày sớm tới khi nào, có phải hay không quyết định bởi tại ta cái gì thời điểm có lòng tin, cầm xuống thập phương thiên địa bảng. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng, cho nên, người cảm thấy sớm đến ngày nào tốt. Muốn không nói trước một tháng, như thế chí ít có thể lấy giảm bớt một nửa tổn thất. Bạch Mặc hỏi. Bốn vị điện vương. Cho ta 5 ngày thời gian là có thể. Lý Thiên Mệnh nói. Có ý tứ gì? Bốn người bọn họ hơi hơi ngốc trệ. Ta nói, sau 5 ngày, tiến hành thiên địa bảng quyết chiến. Ngươi chắc chắn chứ? Ta xác định. Bốn người bọn họ hai mặt nhìn nhau. Như vậy, ngày mai thông báo. Thập phương thiên địa bảng ngày quyết chiến kỳ điều chỉnh, thần đô thế lực khắp nơi nghị luận ầm ĩ. Mặc dù có chút kháng nghị, có thể cái này dù sao cũng là thập phương cung chủ làm quyết định, thập đại điện vương đều không dị nghị, càng không tới phiên người bình thường có dị nghị. 5 ngày thời gian, thoáng qua mà qua. Rất nhiều người còn không có kịp phản ứng, ngày quyết chiến lặng yên đến. Một ngày này, thập phương đạo thiên chiến trường, biển người mãnh liệt, tiếng người huyên náo. Nơi này là đạo cung lớn nhất chiến trường, chừng 1 triệu chỗ ngồi. Lịch sử đến nay, nơi đây đều là thiên tài xưng hùng, cường giả hoành không xuất thế thánh địa. Không chỉ là đạo cung đệ tử, thậm chí thần đô có thật nhiều tranh phong, luận bàn, đều sẽ mượn dùng trường hợp này. Phóng tầm mắt nhìn tới, chiến trường này tựa như là một mảnh bát ngát cánh đồng bát ngát, có núi có nước, hướng bên trong nhét vào mấy triệu người, cũng không thành vấn đề. Chiến trường bốn phía, thành lập thật cao chỗ ngồi đài, hiện lên hình vòng vây quanh, chỗ ngồi từng tầng đi lên điệp ra, cơ hồ có thể bảo đảm bất kỳ một vị trí nào, đều có thể thấy rõ ràng trên chiến trường tranh đấu. Địa bảng sau cùng tranh đoạt sẽ kéo dài 15 ngày. Cho nên, hôm nay liền đến chàng người xem, đã làm tốt nửa tháng, đều ở nơi này quan chiến chuẩn bị. Nhân số tạm thời không coi là nhiều, ước chừng có hơn 200.000 người, nhưng không ít người còn đang kéo dài vào chàng, cuối cùng rất có thể đầy áp. Đạo cung cũng không hạn chế người bên ngoài quan chiến, cổ chi thần quốc lớn như vậy, chỉ là thần đô thì có rất nhiều người, đối lần này tranh phong cảm thấy hứng thú. Đạo cung nội bộ cục thế biến hóa, rất nhiều người đều có nghe nói. Đến cùng như thế nào, hôm nay liền có thể xem cho rõ ngọn ngành. Lúc này thời điểm, địa bảng quyết đấu còn chưa bắt đầu, phóng tầm mắt nhìn tới, thập phương đạo thiên chiến trường đầu người dày đặc, rất nhiều quen biết người tập hợp một chỗ, nghị luận ầm ĩ. Bọn họ chỗ đàm luận sự tình, không có gì hơn là Lý Thiên Mệnh tội tử thân phận, còn có đạo cung đối với hắn coi trọng cùng che chở. Còn nữa, thì là thảo luận thượng cổ hoàng tộc mặt mũi vấn đề. Trong đó dính đến thần đô phe phái đấu tranh, thậm chí là thập phương cung chủ, động tác, những thứ này bộ phận, bọn họ trò chuyện khá là cẩn thận. Trước mắt, địa bảng trước 100 đều tụ tập ở chỗ này. Chấn ma đạo tràng bên kia, còn có người tại tiếp tục khiêu chiến, trông cậy vào có thể xông vào 100, đi tới nơi này. Chỉ còn lại thời gian nửa tháng, bọn họ hy vọng không lớn. Cái này cũng đã gần 1 năm, nếu có thể tiến 100, đã sớm tiến vào. Ta nghe nói 6 đại phương điện những khi này. Làm cho không thế lực không bối cảnh đạo cung đệ tử chuyển đầu 6 đại phương điện, đạo cung bên này sớm quyết chiến, ngược lại là hữu hiệu làm dịu áp lực. Nghe nói là Tử Linh Điện Vương, Khương Ám, chủ ý. Thật là độc ác, cho thập phương cung chủ đều lên bài học. Thú vị! Đúng vào lúc này, lần này địa bảng quyết chiến người chủ trì, vị lai điện điện quân, Bạch Tử Phong, tuyên bố bắt đầu quyết chiến. Rất hiển nhiên, hắn không có giới thiệu thần đô thế lực khắp nơi quý khách. Trước kia đều có giới thiệu, nhưng lần này không có,
có thể là bởi vì không có tới đại nhân vật gì, cũng có thể là bởi vì đạo cung không muốn giới thiệu. Bắt đầu quyết chiến về sau, rất nhiều người ngẩng đầu, hướng thập phương đạo thiên chiến trường đằng sau nhìn qua, bên kia cũng là trấn ma đạo tràng. Tại cái hướng kia, thập phương trấn ma trụ kình thiên mà đứng, ngồi ở chỗ này, cũng có thể nhìn đến trên cây cột kia hoàng kim văn tự, nhìn đến bài danh. Tầm mắt của mọi người, trên đại thể rơi vào hai cái vị trí. Hạng nhất, địa chi điện, Khương Ngọc. Hạng 10, vị lai điện, Lý Thiên Mệnh. Đạo thiên chiến trường cao nhất vị trí, có một tòa thương sắc cung điện. Lúc này, thương sắc trong cung điện, đang có chư nhiều nhân vật trọng yếu, ngồi ở chỗ này. Vị trí này ở trên cao nhìn xuống, tầm mắt rõ ràng nhất, toàn bộ đạo thiên chiến trường thu hết vào mắt. Nơi đây bao trùm tại một triệu ngồi trên tiệc, cao thượng tôn quý, biểu dương xuất hiện ở tràng nhân vật, tại đạo cung chí cao thân phận. Trong cung điện người không nhiều, phóng tầm mắt nhìn tới, trên cơ bản đều là trưởng bối, lại đều trăm tuổi khoảng chừng. Trong đó, sinh linh điện vương, Tư Đồ Thanh Hòa, nhiều tuổi nhất. Hắn đã gần 150 tuổi. Lấy thiên chi thánh cảnh 300 niên đại hạn đến xem, tiếp qua 2-30 năm, hắn thời đỉnh cao thì sẽ đi qua, ngược lại bắt đầu suy bại. Ở tại bên người, còn có Bạch Mặc, Vi Sinh Vũ Mạt, Tần Cửu Phủ ba vị điện vương. Bọn họ đều là ám điện xuất thân. Bốn người bọn họ chỗ ngồi một chút dựa vào gần một chút, trung gian giống 2-3 cái, một bên khác thì ngồi đấy 5 người. Theo thứ tự là Tây Phương Điện Vương, Ngụy Kỵ. Địa Chi Điện Vương, Khương Tiến Ảnh. Tử Linh Điện Vương, Khương Ám. Đông Phương Điện Vương, Khương Kiêu. Bắc Phương Điện Vương, Triệu Thần Hồng. Trong đó, Tử Linh Điện Vương, Khương Ám, là tiên đế, cản đế, thứ 15 con. Đông Phương Điện Vương, Khương Kiêu, thì là cản đế thứ 18 con. Dục đế là huynh trưởng của bọn hắn, hắn đăng cơ trước, hai vị này trưởng khống một phương hoàng mạch điện vương đều là Đông Dương Thị, là đã từng thập ngũ hoàng tử cùng là thập bát hoàng tử. Nhưng bây giờ, liền hai vị điện vương, đều không thể không sửa họ. Đến mức Bắc Phương Điện Vương, Triệu Thần Hồng, chính là thần quốc thiên võ đại nguyên soái, thuộc về Võ Thánh Phủ, chính là thần quốc võ tướng đại biểu nhân vật, tại Võ Thánh Phủ bên trong, ảnh hưởng rất lớn. Còn có một cái, quá khứ điện vương, đồng thời là Linh Lung các phó các chủ, nhưng là nàng hôm nay không có đến. Thần quốc cùng đạo cung thế lực, tại cái này 10 vị điện vương ở giữa, một phân thành hai. Hai phương diện sắc trầm tĩnh, không rên một tiếng. Chuyện cho tới bây giờ, đều biết đối phương mục đích, đơn giản cũng là ra chiêu phá chiêu, không có gì để nói nhiều. Khương Kiêu, thập tam ca bên kia sẽ phái người tới đi. Nói chuyện chính là Tử Linh Điện Vương Khương Ám. Hắn là một cái cao lớn mà âm lãnh người, tuổi gần trăm tuổi, như một đầu liệp ưng, ánh mắt hẹp dài, thực chất bên trong hung hãn vô cùng. Ai biết được, bất quá, người ta bây giờ thế nhưng là dục đế bệ hạ. Lại xưng hô hắn là thập tam ca, muốn chặt đầu. Đông Phương Điện Vương Khương Kiêu cười nhạt nói. Người này tuổi tác không nhỏ, nhưng là vẫn có Ngọc Thụ Lâm Phong cảm giác, hiển nhiên tuổi tác thời điểm, cũng là cái phong lưu nhân vật. Bọn họ vừa dứt lời dưới, sau lưng liền truyền đến tiếng gõ cửa, sau đó có người mở cửa, tương lai người dẫn vào tiến đến. Vừa vặn trung gian chỗ ngồi trống không, người tới liền đi tới. Đây là một người mặc hắc kim sắc trường bào nam tử. Đại khái 6-70 tuổi, từ bên ngoài nhìn vào đến nhiều lắm là 30, so tại chỗ chư vị điện vương đều muốn tuổi trẻ khí thịnh một số. Bất quá, sắc mặt của hắn không thế nào đẹp mắt, hắn sau khi vào cửa, thì hướng về phía Khương Ám, Khương Kiêu hô một tiếng, thập ngũ thúc, 18 thúc liền chính mình ngồi xuống, không coi ai ra gì. Đông Dương Phần, cha ngươi để ngươi đến xem trò vui đâu. Khương Ám nhàn nhạt hỏi. Đúng, đem nhàm chán vô ý nghĩa sự tình đều giao cho ta. Ra sức sai xử là được rồi. Đông Dương Phần nói. Hắn chả giữ lại Đông Dương cái họ này, đã nói lên hắn là dục đế dòng chính. Hiện tại, ngoại trừ dục đế con cháu đàn ông, đều phải họ Khương. Tâm nới lòng điểm đi, chúng ta cũng không nghĩ tới, cha ngươi hơn 30 nhi tử, hắn sẽ dựng lên, tiểu cửu, làm thái tử. Dù sao, ngươi mới là hắn trưởng tử, Tử Linh Điện Vương Khương Ám nói. Hiển nhiên, cái này Đông Dương Phần. Chính là dục đế con trai trưởng, cái này đệ nhất đại hoàng tử. Đáng tiếc, dục đế đăng cơ về sau, dựng lên Đông Dương Phần, cửu đệ, vì thái tử. Như Khương Ám, Khương Kiêu hai vị này, còn có Khương Tiến Ảnh phu quân thất hoàng tử, tại càn đế băng hà, dục đế đăng cơ về sau, kỳ thật cũng sẽ không tiếp tục tính toán hoàng tử, chuyển thành thân vương rồi. Thôi đừng chém gió,
khiến người ta chế giễu. Các ngươi những lão hồ ly này, đến cùng là thật an ủi ta, vẫn là tâm lý mỉa mai chế giễu, ai biết được. Bất quá, chuyện này nói trắng ra là, cũng coi như khó lường cái gì, ai nói thái tử liền có thể kế thừa hoàng vị. Gia gia của ta đều nấu chết mấy cái thái tử rồi. Ha ha, Đông Dương phần cười ha ha, nhún nhún vai, giả bộ như không quan trọng dáng vẻ. Hắn tư thế ngồi có chút lười nhác, siêu siêu vẹo vẹo, như thế dục đế một mạch truyền thống. Đông Dương phần, cha ngươi liền để ngươi đến xem a. Hắn không có cử động gì. Đông Phương Điện Vương Khương Kiêu hỏi. Cử động, hắn vội vàng bắt kẻ phản quốc đâu, lại nói, cái kia phản tặc sẽ không giấu ở các ngươi vậy đi. Đông Dương phần cười nói. Chớ nói nhảm, ba vị điện vương lạnh lùng nói. Ha ha, các ngươi hai cái, tìm cái thời gian tự mình đi theo cha ta nói rõ ràng, đem vị cho đứng. Cha ta là tiên đế di chỉ chính thống, đế thú tự mình truyền chỉ, kế thừa đế vị chính là thiên mệnh. Kẻ phản quốc sớm muộn muốn chết, các ngươi làm gì tính quan kỳ biến đâu. Đông Dương phần nói. Ngươi đừng có lại nói bậy, thật tốt đem tính tình này sửa lại đi. Đều bao nhiêu tuổi, nói chuyện không giữ mồm giữ miệng. Chúng ta thượng cổ hoàng tộc, tự nhiên vì hoàng tộc đế vương hiệu lực, còn dùng chỗ đứng. Tự nhiên là đứng tại bệ hạ bên này. Khương Ám thản nhiên nói. À, dạng này một số đối thoại, vị lai điện vương bọn họ đều có thể nghe thấy. Rất hiển nhiên, dục đế bên kia trọng tâm còn tại, Đông Dương Lăng, trên thân, tựa hồ cũng không thế nào chú ý, Khương Ám tình cảnh của bọn hắn. Đông Dương phần. Cha ngươi thật không nói, để ngươi tới làm cái gì? Khương Ám hạ giọng hỏi. Có a, cho các ngươi mang theo cái hậu thủ, để cho các ngươi đứng ở thế bất bại. Đạo cung muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, ra đều cho bọn hắn lột bỏ tới. Đông Dương phần trợn mắt một cái, nhìn một chút vị lai điện vương bọn họ, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Khương Ám, Khương Kiêu cùng Khương Tiến Ảnh liếc nhau một cái. Bọn họ biết đại khái, Đông Dương phần là có ý gì? Sau đó, trong mắt lòng tin mạnh hơn, địa bảng quyết chiến đã bắt đầu. Bất quá, hiện tại khiêu chiến, trên cơ bản đều là mười mấy tên ở giữa cạnh tranh. Mỗi người đều muốn trèo lên trên, đánh cho coi như kịch liệt. Có thể đứng hàng 100 vị trí đầu, tối thiểu đều là thánh cảnh tầng thứ 2 trở lên, đại đa số đều là tầng thứ 3, đối toàn bộ cổ chi thần quốc tới nói, bọn họ đều là kinh thiên chi tài. Những người này... Bất kỳ một cái nào phóng tới Đông Hoàng cảnh, đều là có thể cùng trưởng bối quyết đấu tồn tại. Bất quá, mọi người lại không thấy được Lý Thiên Mệnh cùng Dạ Lăng Phong. Dựa theo quy củ, bọn họ nhất định phải đợi tại thập phương đạo thiên chiến trường, tạm thời chưa từng xuất hiện, là bởi vì chiến đấu không có lan đến gần bọn họ. Dù sao, 10 vị trí đầu những người khác, tạm thời cũng không có xuất hiện. Đạo thiên chiến trường một chỗ trong mật thất. Lý Thiên Mệnh cùng Dạ Lăng Phong. Chính ở chỗ này tu hành. Gian này mật thất lên trồng chất rất nhiều thánh tinh, tiêu tán đi ra thiên địa linh khí, cơ hồ tạo thành trạng thái dịch. Tình cảnh này đầy đủ nói rõ một việc, có tiền tùy hứng. Lần trước đánh bại Ngụy Vô Thượng, cho tới hôm nay ngày quyết chiến, trung gian không sai biệt lắm có hơn nửa tháng. Thánh chi cảnh giới tu hành, vẫn là so thiên ý cảnh giới muốn khó rất nhiều. Có điều, quyết chiến hết thảy tiếp tục 15 ngày, không ai khiêu chiến ta. Ta không cần phải gấp gáp ra ngoài. Lý Thiên Mệnh đứng ở cửa sổ, ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy trên chiến trường chiến đấu. Hắn hiện tại là lấy lớn nhất mã lực, tốc độ cao nhất đột tiến. Vừa mới đến thánh chi cảnh giới, phá Đông Hoàng kiếm tầng thứ 2 môn, hiện tại vàng, đen song sắc thiên văn cùng một chỗ suy nghĩ, tăng thêm hắc ám cánh tay đối Đông Hoàng kiếm những thứ này kỳ diệu thiên văn phân tích cùng phân giải, Lý Thiên Mệnh tiến triển thần tốc. Động tất chi nhãn bên trong. Đông Hoàng kiếm hai trọng môn kim hắc hai sắc màu thiên văn cộng đồng hội tụ, tại dung hội biến hóa bên trong, dần dần tiến vào Lý Thiên Mệnh thức hải, ngưng kết tại đế hoàng thiên ý lên. Hoàng hốt ở giữa, hắn lại thấy được cái kia ngàn thước cao đế hoàng, đưa lưng về phía chính mình, thống ngự chúng sinh. Lý Thiên Mệnh theo cái này vị đế hoàng trên thân, đi suy nghĩ đế hoàng thiên ý hàm ý. Mặc dù nói, khoảng thời gian này tiến triển, không bằng thiên ý cảnh giới thời điểm, nhưng song lại còn có thời gian. Lý Thiên Mệnh không nóng nảy. Phập phồng không yên, ngược lại dễ dàng rối tung lên. Tiếp tục đi. Bọn họ bài danh đều tại ta phía trên, chỉ có thể chờ đợi ta khiêu chiến. Cho nên, nửa tháng này, cái gì thời điểm đánh, chủ yếu còn nhìn ta. Như vậy, liền chờ ngày cuối cùng lại ra tay, đầy đủ. Đạo thiên chiến trường mật thất rất nhiều, không
không chỉ là Lý Thiên Mệnh bọn họ còn không có ra mặt, Khương Ngọc, Khương Thừa Phong bọn họ, đồng dạng không có. Khác trong một gian mật thất. Lần trước tại Thanh Thanh Hòa Lâu, tụ hội người trẻ tuổi, đều ở chỗ này. Trong đó, Khương Vũ Đồng đã bị Dạ Lăng Phong đánh bại. Bảy người ánh mắt lãnh đạm, nhìn lấy phía dưới trên chiến trường tranh đấu, mặt không biểu tình. Chúng ta chỉ có thể chờ đợi, không thể chủ động xuất kích. Tuổi nhỏ Khương Tuấn Hách hỏi. Bọn họ bài danh so với chúng ta thấp, khiêu chiến không được. Xác thực chỉ có thể chờ đợi, bất quá không quan trọng, thời gian nửa tháng, chớp mắt đã đến. Cô Tô Úc Giao thản nhiên nói. Nghe nói cái kia Lý Thiên Mệnh tiến bộ rất nhanh, nhưng biện pháp của chúng ta, bước đến bọn hắn sớm tiến hành quyết chiến. Kỳ thật đối với chúng ta có lợi. Khương Thừa Phong có chút đắc ý, dù sao đây là gia gia hắn Tử Linh Điện Vương Khương Ám nói lên diệu kế, 10 phần có hiệu quả. Hắn ngẩng đầu nhìn liếc một chút Khương Ngọc, hắn phát hiện, những ngày này hắn rất kỳ quái. Bất quá, đều đến một bước này, hắn lười nhắc nhiều lời. Đúng vào lúc này, loảng xoảng, mật thất cửa lớn, bị bỗng nhiên đá văng ra. U, đều ở đây. Bên ngoài đi tới một người mặc màu đỏ thẫm giao nhau cẩm y thiếu niên, khóe miệng của hắn treo một tia tà tiếu, đi bộ có chút lỏng lỏng lẻo lẻo, y phục cũng ăn mặc lộn xộn. Đông Dương trước, người tới làm cái gì? Khương Thừa Phong đứng lên, sắc mặt có chút trầm tĩnh hỏi. Nhìn người nọ, những người khác nhìn không được lui về sau hai bộ, nhất là Khương Vũ Đồng cùng Khương Vũ Phi tỉ muội, ánh mắt hơi có một chút e ngại. Liên quan gì đến ngươi, cút xa một chút, cẩn thận chuẩn bị cho ngươi tiến hoàng cung làm thái giám, lão tử gần nhất vừa vặn thiếu thái giám. Đông Dương trước âm u nói, sau khi nói xong, hắn nhìn Khương Thừa Phong im miệng không nói, bỗng nhiên lại vui vẻ, cười nói, Khương Thừa Phong, ngươi lá gan thật nhỏ a, tại đạo cung tu luyện lớn lên, cũng là sợ. Khương Thừa Phong khẽ cắn môi, không có đánh trả. Mọi người đều biết, Càn Đế tại thời điểm, chỉ định Đông Dương Lăng cùng Đông Dương Dục Lưỡng Mạch tại Hoàng Cung tu luyện, hắn tự mình chỉ dẫn. Bây giờ, Đông Dương Lăng một mạch hạch tâm toàn bộ mất tích. Hoàng Cung chỉ còn lại có hiện tại, Dục Đế, một mạch. Cái này, Đông Dương trước, từ nhỏ đều không cùng Khương Ngọc, Khương Thừa Phong tại một con đường lên, hắn tiếp nhận chính là Thượng Cổ Hoàng tộc Tinh Anh chỉ đạo. Rất hiển nhiên. Càn Đế tự mình chỉ dẫn Hoàng Thái Tôn, nhất định sẽ ưu tú rất nhiều. Giờ phút này, Đông Dương trước ánh mắt quét tới, nói, các vị, ta tới nơi này, cũng là nói với các ngươi một việc. Đều nghe cho kỹ, hôm nay muốn là lấy không được đệ nhất, liên lụy chúng ta hoàng tộc mất đi mặt mũi, các ngươi năm cái họ Khương đều phải chết, trưởng bối không sẽ giết ngươi nhóm, về sau tại thần đô lăn lộn, ta sẽ làm chết các ngươi. Nghe rõ chưa? Trong mật thất lặng ngắt như tờ. Khương Ngọc, người minh bạch chưa? Đông Dương trước đi lên phía trước, duỗi ra hai ngón tay, nắm khóe miệng của hắn. Đây là một loại nhục nhã động tác. Đường đường thượng cổ hoàng tộc, tại huyết hỏa bên trong quật khởi nhất tộc, làm sao có người loại này ra mịn thịt mềm ra hỏa, thật sự là mất mặt. Làm đến ta đều muốn thử xem công phu của ngươi. Đông Dương trước cười ha ha một tiếng, buông tay thời điểm hung hăng đập Khương Ngọc bắp đùi, ánh mắt tràn đầy xâm lược tính. Ngươi cảm thấy người dạng này cả lơ phất phơ, không coi ai ra gì, liền có thể lộ ra ngươi là hoàng tộc chính thống a? Khương Ngọc mặt không chút thay đổi nói. Đúng, ta là Đông Dương Thị, ngươi là Khương Thị, ta tại Hoàng Thành tu hành, ngươi chỉ có thể ở đạo cung, sau đó, ngươi cùng ta cạnh tranh tư cách cũng không có. Khương Ngọc, hắn đem gừng cái chữ này, nói đến nhất là trọng. Hiện tại, gia gia của ta Dục Đế, là mới cổ chi đại đế. Đông Dương trước đắc ý cười nói. Đáng tiếc, cha ngươi, Đông Dương Phần, là trưởng tử, lại không phải thái tử. Khương Ngọc nói, ngươi muốn chết, Đông Dương trước biến sắc. Không dám, Đông Dương hoàng tộc, hạch tâm hoàng mạch, đi thong thả không tiễn. Khương Ngọc nói, ngươi xong, Đông Dương trước bật cười một tiếng. Hắn quay người quét mắt liếc một chút mọi người, nhìn đến bọn họ ánh mắt kính sợ, hắn lại nở nụ cười, rốt cục rời đi. Ngươi cùng hắn đối nghịch, Khương Thừa Phong đau đầu nói. Khương Ngọc không có đáp lại, nhìn lấy đạo thiên chiến trường xuất thần. Tiếp đó, ngẫu nhiên có không có mắt hoàng tộc, cổ thị tộc hoặc là võ thánh phủ đệ tử khiêu chiến Lý Thiên Mệnh, hắn liền đi xuống tùy tiện giải quyết, không thế nào ảnh hưởng tu hành tiến trình. Phần lớn thời gian, hắn cùng Dạ Lăng Phong hai người đều không thế nào ngôn ngữ, phía ngoài chiến đấu tại tiếp tục, Lý Thiên Mệnh lại tâm như niêm phong. Hắn xếp bằng ở thánh tinh trong vòng vây, tay trái hắc ám cánh tay ngón tay. Dường như cắm vào Đông Hoàng kiếm bên trong,
đi thăm dò thanh kiếm này mang tới bản nguyên. Đế hoàng, thượng cổ hoàng tộc, chính là đế hoàng nhất tộc, bọn họ thống trị một phương này khắp nơi, lịch sử vô cùng xa xưa. Điện vương nói, bọn họ là chinh phục, nhất tộc, nghiền ép hết thảy, thiết kỵ sở hướng, thây ngang khắp đồng, không có một ngọn cỏ. Bây giờ toàn bộ cổ chi thần quốc, đều một mực trưởng khống trong tay bọn hắn. Cái này, chính là thượng cổ hoàng tộc đế hoàng chi đạo A. Chân chính đế đạo, cần phải là cái dạng gì, hắn một mực tại suy nghĩ. Ta đứng tại đạo cung trên lập trường, cùng bọn hắn dỗi. Cảm thụ ý chí của bọn hắn, cũng có thể phong phú ta đối đế hoàng thiên ý lý giải. Hắn vuốt ve đông hoàng kiếm, truy cứu thiên văn, dần dần đạt tới quên tình trạng của ta. Bên ngoài rất hỗn loạn, nhưng hắn động tất chi nhãn, làm cho hắn đắm chìm trong sâu nhất huyền ảo bên trong. Căn bản nhất một điểm là đế người, nhất định phải đủ mạnh, mới có thể trấn trụ cương vực, hù sợ yêu ma quỷ quái, như quỷ xà thần. Cho nên, dục đế với ta mà nói là nghịch thiên cường giả, nhưng đối thần quốc tới nói, không đủ mạnh. Cho nên, hắn đế hoàng chi đạo, không hết hoàn mỹ. Nói như vậy, đế hoàng thiên ý, bản chất nhất một mặt, là cường giả ý chí. Những ngày qua, hắn trở lên cổ hoàng tộc làm bản gốc, muốn rất nhiều. Hắn có chút hâm mộ nhìn Dạ Lăng Phong liếc một chút. 80.000 người cùng một chỗ thảo luận, thật sự là cường. So sánh phía dưới, lĩnh hội đế hoàng thiên ý, Lý Thiên Mệnh bất quá chỉ có người cô đơn. May mắn, hắn đi đường rất vững vàng. Theo thời gian trôi qua, thập phương đạo thiên chiến trường càng ngày càng sao động. Mắt nhìn lấy thiên địa bảng quyết chiến đều phải kết thúc, trò vui đâu. Trước mắt, chỉ còn lại một ngày thời gian. Lúc trước tiến hành, đều là 10 vị trí đầu bên ngoài đọ sức, địa bảng trên cùng bài danh, trên cơ bản không động tới. Bây giờ thập phương đạo thiên chiến trường, đã đầy ắp, sau một ngày địa bảng quyết chiến liền sẽ kết thúc. Nhưng là, bọn họ là đến xem thượng cổ hoàng tộc trừng trị tội tử đó a. Cái này đều sắp kết thúc rồi, trong truyền thuyết Lý Mộ Dương chi tử đâu. Cũng chờ hắn đã nửa ngày, hắn đổ là hướng bên trên khiêu chiến A, sẽ không phải là cố ý đến khôi hài A. Rất nhiều người bất mãn nói. Truyền thuyết hôm nay thượng cổ hoàng tộc muốn vì mặt mũi mà chiến, mấu chốt là, khiêu chiến bọn họ mặt mũi người đâu. Thì thừa một ngày, kết quả rất mau ra tới. Dù sao không đánh mà lui, càng biết khiến người khác cười đến rụng răng. Đạo cung nghĩ như thế nào, chuyện lớn như vậy, cầm Lý Mộ Dương nhi tử tới làm thương đùa nghịch. Thật có ý tưởng này, thay cái đáng tin cũng thành. Cái này đều nhẫn nhịn nửa tháng, rõ ràng là không dám lên. Loại thuyết pháp này, vài ngày trước thì có người tại truyền. Chỉ là, càng là đến thời khắc cuối cùng, nói đến càng nhiều người. Toàn bộ thập phương đạo thiên chiến trường, có vô số Khương thị hoàng tộc trưởng bối phận, có cổ thị tộc dòng chính nhân vật, võ thánh phủ tướng lãnh giám đốc điều hành, có linh lung các mỹ nhân, thậm chí có đến từ phụ cận mấy cái đại cảnh vực tông môn nhân vật. Đạo cung đệ tử chiếm cứ tỷ suất cũng không tính là cao. Trong đó, Khương thị hoàng tộc số lượng chân thực kinh người, toàn bộ thần đô, 1/4 người họ Khương. Những người này đều là theo hạch tâm nhất Đông Dương thị, từng bước một phân ra tới. Bạch Tử Phong, có thể đem Lý Mộ Dương đứa con kia làm ra đến sao? Tất cả mọi người là đến xem náo nhiệt, thì cái ngày này, còn không ra, đùa nghịch chúng ta đây. Có người rất không nhịn được nói. Bạch Tử Phong đang muốn nói chút gì, đúng vào lúc này. Rất nhiều người cũng đã nhìn đến, Lý Thiên Mệnh cùng Dạ Lăng Phong cùng một chỗ, theo chỗ tối tăm phòng tu luyện đi ra. Bọn họ đóng cửa thật kỹ, sau đó từng bước trầm trọng, bước lên thần đô thế lực vây xem bên trong, chỉ ít có 99% người, đều chưa thấy qua hắn. Vốn đang làm cho xôn xao đạo thiên chiến trường, lúc này mới một chút lắng xuống. Những người này ngồi tại chỗ cao, lấy số lượng hàng trăm ngàn ánh mắt, lấy xem kỹ ánh mắt đánh giá Lý Thiên Mệnh. Bọn họ đa số đều là trưởng bối, ánh mắt có chút âm hàn, có ít người thì mang theo một chút lãnh mạc ý cười, thậm chí suy cười một tiếng, ánh mắt ý vị sâu xa. Đây chính là Lý Mộ Dương nhi tử. Nghe nói không có kế thừa cha hắn bản sự. Lý Mộ Dương ở vào tuổi của hắn, đến thiên chi thánh cảnh, tại hắn trước đó, mấy ngàn năm qua đều không người tại 20 tuổi tới trước thiên chi thánh cảnh a. Đúng, về sau 20 năm. Hắn vượt qua khó khăn nhất thiên chi thánh cảnh, hắn tác nghiệt trước, đã bước vào cổ chi thánh cảnh. Nghe nói cái này Lý Thiên Mệnh còn có Lý Thần Tiêu năm kiếp luân hồi chi thể, không biết vì sao kém Lý Mộ Dương nhiều như vậy. Trước đó vài ngày vừa nghe nói hắn tu thành thánh cảnh.
Đạo cung thuyết pháp là, hắn năm kiếp luân hồi chi thể thiên phú không tại tốc độ tăng lên, mà tại vượt cấp khiêu chiến năng lực. Thật sự là kỳ hoa năng lực, tu luyện cảnh giới nhanh cao, không cần vượt cấp. Lúc này, bên trong chiến trường vừa vặn không người khiêu chiến, cho nên, Lý Thiên Mệnh 10 phần dứt khoát, trực tiếp bước vào chiến trường. Nơi này đã đánh 14 ngày, bảng danh sách trên cơ bản định hình. Tại vô số ánh mắt hoài nghi bên trong, hắn đối Bạch Tử Phong nói, Điện Quân, ta muốn khiêu chiến địa bảng hạng 7. Thập phương thiên địa bảng 10 vị trí đầu khiêu chiến quy tắc là, mỗi người chỉ có thể khiêu chiến thứ tự cùng mình không cao hơn 3 tên đối thủ. Làm hạng 10, Lý Thiên Mệnh lần thứ nhất khiêu chiến cực hạn, cũng là địa bảng thứ 7. Chuẩn, địa bảng thứ 7, Khương Tuấn Hách, nghênh chiến. Bạch Tử Phong sắc mặt lạnh nhạt nói. Nghe nói như thế, nhàm chán cơ hồ 14 ngày đạo thiên chiến trường, cuối cùng náo nhiệt. Rất nhiều trưởng bối không lại nói xấu, mà chính là lấy hoài nghi, lạnh lùng ánh mắt, nhìn lấy cái này tại gió bạo hạch tâm thiếu niên. Hắn chẳng những thân phận phức tạp, hoàn thành đạo cung binh khí, hắn đến cùng có bản lãnh gì, lập tức liền có thể công bố. Chí ít, lấy hắn đánh bại Ngụy Vô Thượng thực lực, còn chưa đủ vào hôm nay dương oai. Ngay tại lúc này, Khương Tuấn Hách từ trên trời giáng xuống, thực sự trên chiến trường. Hắn là Đông Phương Điện Vương, Khương Kiêu, thích nhất cháu trai, ánh sáng mặt trời mà rực rỡ, tướng mạo đẹp trai, cái này vừa ra trận, liền đưa tới thiếu nữ trẻ tuổi nhóm từng trận thét lên. Lý Thiên Mệnh, ta nói cho. Khương Tuấn Hách ánh mắt thiêu đốt, hắn lường trước Lý Thiên Mệnh cái thứ nhất liền sẽ khiêu chiến chính mình, rốt cục các loại đến giờ khắc này, cho nên nhiệt huyết sôi trào, đang muốn mở miệng đe dọa. Đột nhiên, Lý Thiên Mệnh không thấy. Một bóng người lóe lên một cái rồi biến mất, xông về Khương Tuấn Hách. Đây là cái gì tốc độ? Khương Tuấn Hách não tử ngẩn ngơ. Hắn biết, Lý Thiên Mệnh xuất thủ, liền hắn một câu đều không muốn nghe. Người coi ta là Ngụy Vô Thượng, hắn giận quát một tiếng. Siêu, thiếu niên tóc trắng kia, đã xuất hiện tại hắn trước mắt. Một quyền kia nhanh như lôi đình, nếu như điên cuồng. Tam sinh ma quyền, diệt thế nhất quyền. Cút, trong một sát na, Khương Tuấn Hách dùng ba loại phản kích thủ đoạn, hắn binh khí đều còn chưa kịp lấy ra, chỉ có thể thi triển một loại trưởng pháp, lại thêm khẩn cấp mang ra cộng sinh thú, đồng thời dưới chân gia tốc, ý đồ né tránh. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, tại tuyệt đối lực lượng chấn áp phía dưới, hắn tất cả phản kháng, đều là phí công. Tại an tĩnh trong chiến trường, thanh âm này có chút chấn động màng nhĩ. Mọi người bất ngờ nhìn đến. Lý Thiên Mệnh một quyền đánh ra, Khương Tuấn Hách xương tay tại chỗ gãy mất, hai cánh tay đều bóp méo. Một quyền kia uy lực, đánh vào Khương Tuấn Hách lồng ngực lên, nhất thời, nơi này liền lõm lún xuống dưới. Mà lại, Khương Tuấn Hách cả người trong nháy mắt bay trên trời, kêu đau đớn lấy đập xuống đất, liền không có lại đứng lên. Đây là, trong nháy mắt chiến bại, một hơi không đến. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, Khương Tuấn Hách cộng sinh thú, ngược lại là xuất hiện. Chỉ tiếc, nó xuất hiện cũng vô dụng, chỉ có thể sững sờ tại nguyên chỗ, nhìn lấy chính mình ngự thú sư còn chưa khai chiến, đã trọng thương. Giờ khắc này, chiến trường có chút yên tĩnh. Khương Tuấn Hách cộng sinh thú, chính là thượng cổ hoàng tộc độc thuộc cộng sinh thú, Lý Thiên Mệnh không khỏi chăm chú nhìn thêm. Nghe nói, thượng cổ hoàng tộc, có hai đại bản nguyên cộng sinh thú. Chỉ có thuần chính nhất huyết mạch, mới có thể kế thừa hai loại cộng sinh thú, lần trước Khương Nam Thành, hắn cộng sinh thú liền đã cùng hoàng tộc quan hệ không lớn. Cái này hai đại cộng sinh thú, phân biệt là hoàng tộc hạch tâm nam tính cộng sinh thú, Cửu Anh, cùng hoàng tộc nữ tử cộng sinh thú, Tướng Liễu. Nghe nói, tối cao tầng thứ Cửu Anh cùng Tướng Liễu, đều là nắm giữ 9 cái quái vật cự thú, nhưng là một chút có khác nhau. Hai loại cự thú đầu, đều thuộc về xà, nhưng là Cửu Anh đầu rắn, thô to mà dữ tợn, bao trùm lấy cẩn trọng lân giáp, có sắc bén hàm răng, cắn lực kinh người, khoang miệng hình dáng như cự ngạc. Mà lại, thân thể của hắn chính là một đầu cự thú, có tráng kiện chi sau cùng linh hoạt chân trước, còn có một đầu thô to cái đuôi, cùng lam hoang cái đuôi không sai biệt lắm, theo phần lưng đến cái đuôi, đều hiện đầy gai nhọn. Đến mức Tướng Liễu, hình thể thì phải nhỏ một chút, đầu rắn mượt mà mềm nhẵn, thân thể chính là cự xà thân thể, mà không phải cự thú. Cho nên, Tướng Liễu, kỳ thật cũng là rắn khổng lồ 9 đầu. Thượng cổ hoàng tộc, nam Cửu Anh, nữ Tướng Liễu, truyền thừa ngàn đời. Nhưng, cũng không phải là tất cả Cửu Anh thú cùng Tướng Liễu xà, đều nắm giữ 9 đầu. Hoàn toàn ngược lại,
đối hai loại cộng sinh thú tới nói, chín đầu là hiếm thấy nhất, là huyết mạch thuần túy nhất, thiên tư cao nhất biểu tượng. Thí dụ như cổ tri đại đế Càn Đế đế thú, chính là nắm giữ chín cái đầu cửu anh thú. Thượng cổ trong hoàng tộc, mặc kệ nam nữ, chỉ cần là thuần chủng hậu nhân, cộng sinh thú đầu càng nhiều, trên cơ bản mang ý nghĩa thiên tư thì càng cao. Đầu số lượng, là thần nguyên tiến hóa đều không thể gia tăng. Lần trước Dạ Lăng Phong đánh bại Khương Vũ Đồng thời điểm, Lý Thiên Mệnh nhìn qua cái kia nàng cộng sinh thú, đó là một đầu nắm giữ ba cái đầu rắn tướng liễu xà, một xà phân ra ba cái đầu, đã đầy đủ hung hãn. Mà trước mắt, cái này một đầu Khương Tuấn Hách cộng sinh thú, hiển nhiên thuộc loại vì cửu anh, nhưng, nó lại nắm giữ bốn cái thô to đầu cùng thân thể khôi ngô. Rất hiển nhiên, cửu anh so tướng liễu cường. Đây chính là thượng cổ hoàng tộc từ xưa đến nay, nữ tử địa vị đều tương đối thấp nguyên nhân. Khương Tuấn Hách cộng sinh thú, chính là cấp 6 thánh thú, tên là Thanh Phong Cửu Anh, nắm giữ bốn cái lớp vảy màu xanh bao trùm giữ tận đầu, hắn trên ánh mắt hết thảy có 65 tinh điểm. Nói cách khác, cái này Thanh Phong Cửu Anh coi như tiến hóa làm cổ thánh thú, bốn cái đầu sẽ không lại gia tăng. Cộng sinh thú đầu số lượng, tại thượng cổ hoàng tộc là thiên phú biểu tượng, vừa xem hiểu ngay. Nắm giữ cửu anh thú, đã là thuần chính huyết mạch biểu tượng, lại có bốn cái đầu, càng chứng minh Khương Tuấn Hách địa vị. Bất quá, cái này Thanh Phong cửu anh mới ra đến, liền để huynh hỏa bị Miêu Miêu nhào tới, giết đến sợ chết khiếp, vội vàng mang theo Khương Tuấn Hách chạy trốn. Hiển nhiên, vừa đối mặt, Khương Tuấn Hách thua vô cùng thê thảm. Cái này Khương Tuấn Hách cảnh giới gì? Thánh cảnh tầng thứ 5, bất quá, so Ngụy Vô Thượng có thể cường một số. Lý Thiên Mệnh lần trước đánh bại Ngụy Vô Thượng, có nhẹ nhàng như vậy sao? Hẳn không có. Làm Lý Thiên Mệnh nhẹ nhõm bước ra chiến trường, cầm xuống địa bảng thứ 7 thời điểm, thập phương đạo thiên chiến trường, an tĩnh có chút lợi hại. Bọn họ đưa mắt nhìn Lý Thiên Mệnh rời đi, trong ánh mắt, đối thực lực của thiếu niên này, đã có nhất định khái niệm. Nói đến, có thể vượt cấp khiêu chiến, cũng là một loại bản sự. Ngươi vừa mới có thể không phải như vậy nói. Đánh mặt. Nhìn nhìn lại đi. Cùng là một người không thể liên tục xuất chiến, tạm thời cũng không có những người khác quấy rầy, cho nên Lý Thiên Mệnh mới ra đến, Dạ Lăng Phong thì đi xuống. Liên quan tới thiếu niên tóc đen này, mọi người hiểu biết đại đa số đều là thần bí, tạm thời, bọn họ chỉ biết là Dạ Lăng Phong có đánh bại Khương Vũ Đồng thực lực, cũng biết hắn liền cộng sinh thú đều không có. Cho nên, đại đa số người đều không để ý tới hắn bao nhiêu tồn tại. Hiện tại toàn trường tiêu điểm đều tại Lý Thiên Mệnh trên thân, ai cũng biết, hắn sẽ còn về sau đi. Dạ Lăng Phong khiêu chiến địa bảng thứ 5, Bắc Phương Điện, Triệu Thiên Lục. Triệu Thiên Lục đến từ Võ Thánh Phủ, là Bắc Phương Điện Vương Triệu Thần Hồng người. Không may mắn chính là, hắn đụng phải là Dạ Lăng Phong. Nhưng lại may mắn là, hắn không phải lên cổ hoàng tộc. Tiếp đó, thánh cảnh tầng thứ 5 Triệu Thiên Lục, bị Dạ Lăng Phong tại chỗ đánh tan. Cái kia trên linh hồn đâm nhói, Triệu Thiên Lục sợ là trung thân khó quên. Một trận chiến này Dạ Lăng Phong biểu hiện ra cường thế, vẫn là đưa tới không ít người chú mục. Trên thực tế, khoảng cách Dạ Lăng Phong lần trước đột phá, đã có tầm một tháng. Ngay tại vừa mới, hắn cùng Lý Thiên Mệnh phía dưới trước khi đến, hắn mới vừa vặn đến thánh cảnh tầng thứ 5. Con đường này càng là về sau đi, khả năng thì càng khó, lần này bỏ ra một tháng mới đi ra khỏi một bước này. Đã vượt ra khỏi Lý Thiên Mệnh dự tính. Nhưng may mắn, hắn cùng Dạ Lăng Phong đều tại quyết chiến kết thúc trước, hoàn thành nhiệm vụ. Trong đó, Lý Thiên Mệnh sớm 5 ngày, đột phá tới thánh cảnh tầng thứ 2, cho nên, hắn đã chờ Dạ Lăng Phong 5 ngày, sẽ cùng nhau xuống tới. Cái này Dạ Lăng Phong thủ đoạn rất kỳ quái, lần này kết thúc, triệt để tra rõ ràng. Sau trận chiến này, rất nhiều người đều có loại ý nghĩ này. Bọn họ tựa hồ dự cảm. Hai cái này thiếu niên, hôm nay tựa hồ muốn làm một cuộc đại sự. Đến đón lấy. Địa bảng thứ 7 Lý Thiên Mệnh, khiêu chiến địa bảng thứ 4. Hắn chỉ cần vượt qua cửa ải này, liền có thể trực tiếp đối mặt địa bảng đệ nhất Khương Ngọc. Đến lúc đó, liền có thể hoàn thành mục tiêu, đạt được cổ chi thần nguyên. Nếu như dựa theo dự tính, hôm nay nhất định sẽ rất thuận lợi. Lý Thiên Mệnh nghĩ thầm. Nhưng, hắn biết những người này. Nhất định sẽ liều chết ngăn cản chính mình trèo lên đỉnh. Bất quá không quan hệ, hắn cũng làm rất chuẩn bị thêm, hôm nay, chính là vì trấn áp lên cổ hoàng tộc mà đến. Địa bảng hạng tư quá khứ điện, Cô Tô Úc Giao. Trên chiến trường, một cái rung động lòng người thiếu nữ,
nếu như hồ điệp, phiêu phiêu dục tiên, rơi vào Lý Thiên Mệnh trước mắt, dung mạo của nàng cùng như hồ điệp khí chất, đưa tới không ít tán thưởng. Linh lung các xuất thân, càng làm cho trên người nàng, tăng thêm 3 phân thân bí. Làm địa bảng thứ 4, nàng đã là đạo cung cái tuổi này, đệ tứ cường tồn tại. Phóng nhãn toàn bộ cổ chi thần quốc, trừ ra mấy cái Đông Dương hoàng tộc, đều có thể đứng hàng 10 vị trí đầu. Lý Thiên Mệnh xem qua tài liệu, cảnh giới của nàng là địa thánh cảnh tầng thứ 6, so Khương Tuấn Hách, Ngụy Vô Thượng cũng cao hơn lên nhất trọng. Hắn cộng sinh thú, cửu thải mộng sinh hồ điệp, hết thảy có 67 cái tinh điểm. Đây là hiếm thấy mê hồn hệ cộng sinh thú, nghe nói, cùng cô Tô Úc Giao làm người thích hợp, đa số đều đắm chìm trong mê huyễn bên trong, sống không bằng chết. Dạng này một cái như mộng ảo thiếu nữ, xuất hiện tại Lý Thiên Mệnh trước mắt, hắn cái kia ứng đối ra sao? Lý Thiên Mệnh, hôm nay, ngươi sẽ dừng bước tại này. Ta sẽ để ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là không phải động thủ, liền để ngươi quỳ xuống cho ta. Cô Tô Úc Giao ánh mắt âm trầm nói. Thế mà, 20 hơi thở sau. Cô Tô Úc Giao đầu tóc rối bời, áo quần rách nát, toàn thân đều là bùn đất cùng máu tươi, quỳ trên mặt đất, khóc không ra nước mắt. Tại bên người nàng, một cái chín màu chói lọi hồ điệp, bị điện giật đến tại vũng bùn bên trong run rẩy. Cái kia lập lòe cánh bị huỳnh hỏa xé thành mảnh nhỏ. Ngươi là mê hồn hệ ngự thú sư, Lý Thiên Mệnh không nhịn được cười. Loại này khoa chân múa tay, hoàn toàn bị động tất chi nhãn khắc chế, liền Dạ Lăng Phong linh hồn ám sát, đều không trấn áp được có thái nhất tháp Lý Thiên Mệnh, lại càng không cần phải nói nàng. Cái này cô Tô Úc Giao đối người khác mà nói rất mạnh, đối Lý Thiên Mệnh tới nói, cùng Khương Tuấn Hách không có gì khác biệt. Cút, Lý Thiên Mệnh nói. Cô Tô Úc Giao thế giới quan, cơ hồ đều hỏng mất. Nàng vừa mới nói khoác lác, không nghĩ tới 20 hơi thở thời gian đều nhìn không được, đường đường thần đô có tên mỹ nhân, bị Lý Thiên Mệnh đè xuống đất quỳ đi xuống, mặt mũi mất hết. Khi nàng hai mắt đẫm lệ mông lung rời đi thời điểm, thập phương đạo thiên chiến trường, lần nữa lâm vào trong an tĩnh. Lần này, hắn có thể bay thẳng đệ nhất, khiêu chiến Khương Ngọc. Giờ khắc này, rất nhiều hơn cổ hoàng tộc, sắc mặt đã tái nhợt. Lần này thập phương thiên địa bảng khiêu chiến, đã đến đặc sắc nhất kích thích thời khắc. Lý Thiên Mệnh, đến cùng có thể không thể đại biểu đạo cung, dung chuyển thượng cổ hoàng tộc mặt mũi, quét ngang hoàng tộc con cháu, đứng tại chỗ cao nhất, tầm mắt bao quát non sông. Cái này lo lắng, còn muốn chờ một lát nữa mới công bố. Bởi vì, trước lúc này, Dạ Lăng Phong còn muốn xông đi lên một lần. Địa bảng thứ hai cũng có phần thưởng phong phú, chỉ ít so với hắn hiện tại hạng năm tốt. Địa bảng thứ hai cái tên đó, tên là Khương Thừa Phong. Khương Thừa Phong, đồng dạng là thánh cảnh tầng thứ 6, so Dạ Lăng Phong cao hơn ra một cảnh giới. Đây là một trận, song phong chi chiến. Làm Dạ Lăng Phong biết được, cái này âm lãnh hung hãn người, lại là đời trước cổ chi đại đế, càn đế, hoàng thái tôn, hắn cộng sinh thú nắm giữ thuần chính cửu anh huyết mạch về sau, hắn thầm hai mắt màu đỏ, sát cơ lẫm liệt. Tiểu Phong, không thể giết người. Lý Thiên Mệnh dặn dò. Được, Dạ Lăng Phong gật đầu. Ngươi ngẩng đầu nhìn xem xét, cái này 1 triệu người chỉ ít 200.000 người họ Khương, ngươi muốn giết người, điện vương nhóm sẽ rất nhức đầu. Lý Thiên Mệnh nói. Minh bạch, nhưng về sau có thể chứ? Dạ Lăng Phong hỏi. Nhìn tình huống này, sợ đến lúc đó, người giết đều giết không sạch sẽ. Lý Thiên Mệnh nhếch miệng nói. Hắn nhìn lấy cái kia vô số Khương thị hoàng tộc. Lấy lạnh lùng ánh mắt nhìn mình chằm chằm, ánh mắt rõ ràng đang cảnh cáo hắn. Là hắn biết, như tiếp tục như vậy, tương lai tuyệt đối không có khả năng bắt tay giảng hòa. Thiên Mệnh ca, ta đi. Dạ Lăng Phong nói. Tiểu Phong. Giết người không được, nhưng đối phương muốn là rất nhảy mà nói, có thể cho điểm nhan sắc nhìn xem. Đồng thời, cũng cho những thứ này cảnh cáo chúng ta thần đô các cường giả nhìn một chút, chúng ta là dọa không được. Tốt. Hắn mắt sáng rực lên. Sau đó, quay người, bước vào chiến trường. Tại tiếng người huyên náo bên trong, Khương Thừa Phong thì đứng đối diện với hắn. Hai con mắt, cứ như vậy đụng vào nhau. Dạ Lăng Phong, tại Khương Ngọc cầm xuống Lý Thiên Mệnh trước đó, ta chuẩn bị đem ngươi phế đi. Khương Thừa Phong thản nhiên nói. Được, Dạ Lăng Phong có chút hưng phấn nói. Tốt, ngươi là kẻ ngu sao? Khương Thừa Phong khinh bỉ nói. Không phải. Ta muốn người đối với ta hung ác một chút, Dạ Lăng Phong nói. Ha ha, Khương Thừa Phong cười, sự thật chứng minh, người này thật là cái kẻ ngu. Nói như vậy, ta
ta liền có thể xuất thủ hung ác một điểm. Dạ Lăng Phong nhếch miệng cười một tiếng. Đó là một loại ngây thơ nụ cười. Ngây thơ đến, khiến người ta rùng mình. Khương Thừa Phong. Thập phương đạo thiên chiến trường 1 triệu chỗ ngồi phía trên, có người đang gọi. Khương Thừa Phong ngẩng đầu. Phế bỏ hắn thánh cung, hai chân chém đứt. Có ít người muốn cưỡi đến chúng ta hoàng tộc trên đầu, vậy liền gãy mất chân của bọn hắn, liền có thể gãy mất si tâm vọng tưởng. Ha ha! Thượng cổ hoàng tộc trải qua hơn vạn năm truyền thừa cùng mở rộng, nhân số thực sự nhiều lắm. Bọn họ cười vang, kéo theo mấy trăm ngàn người xem đều đi theo cười to, trong lúc nhất thời toàn trường ồn ào. Tốt, Khương Thừa Phong trên thân nhiệt huyết dâng trào. Nói thật, những năm qua thiên địa bảng quyết chiến, có thể có hôm nay 1/3 người cũng không tệ rồi. Mà lại, hôm nay tới đại đa số đều là trưởng bối. Khương Thừa Phong rất rõ ràng, nếu để cho bọn họ nhìn sướng rồi, suốt này ngụm khí, mình tại thần đô địa vị, đều có thể nước lên thì thuyền lên. Cái kia hàn khí lẫm liệt ánh mắt, nhìn chòng chọc vào Dạ Lăng Phong. Hắn đã thấy, cái kia Dạ Lăng Phong hai tay nắm hai đem đoản kiếm, lại hoặc là nói là dao găm, trên đó lại có hơn 50 thánh thiên văn, nhìn đến lòng hắn sinh ghen ghét. Chỉ bằng ngươi cái này đông hoàng cảnh giấy nhũi, cũng có thể dùng binh khí tốt như vậy. Ánh mắt của hắn đốt đốt lên, tham niệm điên cuồng sinh sôi. Đinh! Khương Thừa Phong trong tay, xuất hiện một thanh màu đen đao, trên chuôi đao có một cái huyết sắc quỷ nhãn, chính ảo 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 đổ máu, trên thân đao hết thảy có 44 điều thánh thiên văn, ngay tại du tẩu. Đây là ám minh quỷ vương đao. Tuy nhiên so nhiên huyết phách kiếm kém một chút, nhưng nó trùng thiên sát khí đồng dạng kinh người. Oanh! Cùng lúc đó, một đầu màu đen nhánh cự thú, xuất hiện ở Khương Thừa Phong dưới trướng, đem thân thể cõng. Cái này một đầu cự thú khoác trên người lấy cẩn trọng vảy giáp màu đen, nanh vuốt đều phá lệ dữ tợn sắc bén. Kinh người hơn chính là, nó cái kia thon dài trên cổ, có một loại cùng loại đao phong gai xương, dài đến mấy mét, để nó đầu này tăng thêm cổ, hình dáng như một thanh khổng lồ đao. Cái này một đầu cự thú, hết thảy có 5 cái đầu, từ xa nhìn lại, tựa như là tráng kiện trong thân thể, dài ra 5 cây đại đao. Đây là, minh đao ám ma cửu anh. Nó tuy nhiên cùng thanh phong cửu anh đều là cấp 6 thánh thú, chỉ so với thanh phong cửu anh thêm một cái điểm sao, nhưng, lại thêm ra một cái đầu. Cái này chứng minh, Khương Thừa Phong thiên phú và tư bản, so Khương Tuấn Hách hiếu thắng. Đây hết thảy, đều là Khương Thừa Phong có thể vững vàng địa bảng thứ 2 lý do. Thần đô 20 tuổi trở xuống, trước năm cũng không có vấn đề gì. Hắn cộng sinh thú ngoại hình, thuộc về thượng cổ trong hoàng tộc lớn nhất dữ tợn loại kia. Cho nên vừa xuất hiện thì gây nên từng trận tán dương, hiển nhiên, hoàng tộc trưởng bối đối Khương Thừa Phong tràn đầy lòng tin. Đây là liên quan đến hoàng tộc mặt mũi chiến đấu, tự nhiên để bọn hắn càng cuồng nhiệt hơn. Người đi chết đi, cộng sinh thú cũng bị mất phế vật. Khương Thừa Phong làm tử linh điện vương Khương Ám cháu trai, tại thập phương đạo cung nắm giữ to lớn danh khí, nắm giữ sát thần tên. Nghe nói, hắn giết qua rất nhiều cùng hắn có tranh chấp đệ tử. Nhưng là đều bị hắn ra ra cho chân áp xuống. Lúc này thời điểm, hắn hung hãn bản tính bạo phát, xuất thủ thời khắc, không có chút nào lưu tình. Ầm ầm, minh đao ám ma cửu anh cái kia lớn như vậy thân thể trên chiến trường bôn tẩu, phóng tới Dạ Lăng Phong, chỗ đến, mặt đất rung chuyển. Cộng sinh thú còn chưa tới, thần thông đã thi triển, cái này minh đao ám ma cửu anh hết thảy có 10 cái huyết con mắt màu đỏ, bây giờ hung quang lấp lóe, vậy mà tại thi triển một loại nhãn thuật thần thông. Ám ma giới. Ong ong tương đương. Tại Dạ Lăng Phong trong mắt, thiên địa đột nhiên đen nhánh, vô số màu đen bóng mở ở bên người vần quanh, cái kia 10 con mắt không ngừng lắc lư, càng ngày càng gần. Dạ Lăng Phong khóe miệng, toát ra một tia hiếm thấy ý cười. Đối phương thật không thể giải thích hắn, lấy hắn dài nhất chỗ đến công kích hắn, tuyệt đối là múa búa trước cửa lỗ ban. Hắn rất thông minh, giả bộ như chúng chiều bị dáng vẻ mê hoặc, để Khương Thừa Phong buông lỏng cảnh giác. Liền ngay trong chớp mắt này, minh đao ám ma cửu anh cùng Khương Thừa Phong, đã giết tới trước mắt của hắn. Khương Thừa Phong mạnh, ở chỗ hắn cộng sinh thú, vậy mà có thể sử dụng cái này 5 cái như lưỡi đao một dạng đầu, thi triển chiến quyết. Bọn họ một người một thú, đồng thời thi triển, đêm tối trảm long đao trải qua. Cái kia minh đao ám ma cửu anh đao tuy nhiên chậm một chút, nhưng là số lượng nhiều, lưỡi đao kín không kẽ hở, uy lực đồng dạng đáng sợ. Một người một thú 6 đao. Sát cơ bao phủ. Đây là Khương Thừa Phong tất sát nhất kích, hắn không muốn làm quá phức tạp,
trực tiếp giải quyết đối thủ, mới có thể giữ vững hoàng tộc mặt mũi. Đúng vào lúc này, Dạ Lăng Phong hai mắt lóe lên. Hắn cũng không phải là nhằm vào Khương Thừa Phong, mà chính là nhằm vào linh hồn một chút yếu một ít Minh Đao Ám Ma Cửu Anh. Cái này cộng sinh thú năm cái đầu vung đến kịch liệt, coi là nó thần thông, ám ma giới, đã khống chế Dạ Lăng Phong, lại hoàn toàn không nghĩ tới, nó trong mắt con mồi bỗng nhiên bạo phát. Huyết một dạng sợi tơ, đột nhiên đâm vào hắn trong thức hải. Giống, Minh Đao Ám Ma Cửu Anh năm cái đầu, bỗng nhiên đồng thời kêu thảm, rõ ràng là bởi vì linh hồn nhói nhói. Trùng hợp chính là, cái này năm cái đầu chính đang thi triển đao pháp, lấy kín không kẽ hở công kích bao phủ Dạ Lăng Phong đây. Cái này bỗng nhiên thác loạn, dẫn đến một kiện không thể tưởng tượng sự tình phát sinh. Cái kia chính là, nó cái này năm thanh đao, đem chính mình chém. Phốc phốc, phốc phốc, liên tục mấy âm thanh cắt chém huyết nhục thanh âm. Mọi người kinh ngạc đến ngây người trông thấy, cái kia Minh Đao Ám Ma Cửu Anh năm cái lưỡi đao đầu, thì cùng đả kết giống như, chính mình chặt chính mình, chém ra máu me đầm đìa vết thương. Thậm chí, có cái đầu, kém chút bị chính mình chém đứt. Nói thật, không có người biết đây là có chuyện gì, chàng diện này xem ra tựa như là, Minh Đao Ám Ma Cửu Anh, thi triển chiến quyết phạm sai lầm, kém chút tự sát. Kể từ đó, cái này to lớn cộng sinh thú, cùng ngu ngốc một dạng cắm xuống dưới, lật lăn trên mặt đất kêu đau. Liền Khương Thừa Phong đều mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, bị quăng bay ra. Không có khả năng. Hắn một đôi nhãn cầu, cơ hồ đều muốn rớt xuống. Bọn họ cùng một chỗ luyện nhiều như vậy đao pháp, cho tới bây giờ đều không phạm sai lầm qua. Hôm nay làm sao có thể lâm trận trước, đem chính mình chém. Khương Thừa Phong còn tại ngốc trệ ở giữa, Dạ Lăng Phong liền đã hóa thành huyết sắc huyễn ảnh, đoạn kiếm trong tay đâm về đối thủ. Vô sinh thứ hồn kiếm thuật. Không mạng một kiếm. Huyết ảnh lấp lóe, chớp mắt đã tới. Chết, Khương Thừa Phong nhảy dựng lên, tay cầm cái kia ám minh quỷ vương đao, hắn không nhìn nữa cái kia chính bỏ dậy Minh Đao Ám Ma Cửu Anh, quay người thì cùng Dạ Lăng Phong giết ở cùng nhau. Đinh. Một chiêu thánh chiến quyết đêm tối trảm long đao trải qua, thẳng thắn thoải mái, làm cho Dạ Lăng Phong liên tiếp lui về phía sau. Ngươi cũng liền thánh cảnh tầng thứ 5 đi. Khương Thừa Phong cười lạnh một tiếng. Hắn phát hiện mình đánh giá cao đối thủ. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, Dạ Lăng Phong rất khó ngăn cản hắn áp chế. Dạ Lăng Phong lui về phía sau mấy bước, nhìn như bị đánh lui, lại tại cái này đột nhiên, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nói ngắn gọn, hắn tựa như là theo miêu miêu biến thành đế ma hỗn độn. Cái kia nháy mắt, Khương Thừa Phong bỗng nhiên cảm giác não tử nhói nhói. Trước mắt hắn Dạ Lăng Phong, trong nháy mắt hóa thành vô số tàn khuyết thi thể. Đó là từng trương máu me đầm đìa tay, mặc lấy rách dưới quần áo tù, giơ hai tay lên, hướng về Khương Thừa Phong đi tới. Thượng cổ hoàng tộc, nạp mạng đi. Thật thê thảm, chúng ta thật thê thảm, ta muốn các ngươi một dạng thảm. Ăn hắn, lá lách, tâm gan, phổi, đều ăn hết. Lỗ tai, ánh mắt, cái mũi, đầu lưỡi, nối liền nhau, thiêu nướng lên ăn, hạ điểm quả ớt, thìa là, lau chút dầu. Dùng thịt của hắn đến ép dầu. Những âm thanh này, tựa như là con kiến tại trên lỗ tai bò sát, Khương Thừa Phong không tin trên cái thế giới này có quỷ. Nhưng là giờ khắc này, hắn thật sự là run run. Đây con mẹ nó chính là cái gì? Hắn mãnh liệt phung đầu, trước mắt núi thây biển máu còn tại loạn lắc. Cúi đầu xem xét, một cái 3 tuổi khoảng chừng tiểu cô nương bắt lấy bắp đùi của hắn, ngây thơ mỉm cười nhìn hắn, sau đó nói, ca ca, ta muốn ăn thịt của ngươi. Vừa nói xong. Nàng dùng bén nhọn hàm răng, cắn lấy trên đùi của hắn. A! Khương Thừa Phong kêu đau đớn một tiếng, không phải chân đau, mà chính là não tử đau. Hắn đã cảm nhận được nguy hiểm chí mạng, nhưng là, Dạ Lăng Phong ở nơi nào? Đều chết cho ta, Khương Thừa Phong nhắm mắt lại, dùng lỗ tai đến phân biệt phương vị, không ngừng huy kiếm quét ngang. Phốc phốc! Bỗng nhiên, đao của hắn đâm vào huyết nhục. Hắn còn cho là mình giết Dạ Lăng Phong. Nhưng là mở mắt xem xét, ở trước mắt kêu đau đớn, là hắn cộng sinh thú. Minh Đao Ám Ma Cửu Anh mới vừa lên đến, lại bị hắn chặt một đao. Có ma. Khương Thừa Phong nội tâm chấn động. Đương nhiên là có. Khương Thừa Phong, các ngươi nhất tộc sát nghiệt quá nặng, các ngươi quật khởi, giết sạch đối thủ, hút khô thương sinh chi huyết. Các ngươi là chân chính hung đồ, lấy đốt giết cướp đoạt để ý chí, bao nhiêu người thây nằm tại thần đô phía dưới, tòa thành trì này. Xây dựng ở 10 tỷ người hài cốt phía trên.
để Khương Thừa Phong lớn nhất run rẩy là, cái này là hắn thanh âm của mình, tựa như là, mình tại nói chuyện với chính mình. Đánh giám, đại lục ở bên trên vĩ đại nhất thị tộc chi quật khởi, nhất định phải đoạt thiên địa chi tạo hóa, lấy nhật nguyệt chi thần ánh sáng, trấn áp thiên địa vạn dân, lấy sinh linh làm nô, mới có thể có thông thiên chi lộ, vĩnh thế bất diệt. Khương Thừa Phong ánh mắt đẫm máu và nước mắt nói. Bất quá, từ đầu tới đuôi nói chuyện, vẫn chỉ có chính hắn. Tại Dạ Lăng Phong linh hồn áp chế dưới, hắn đã triệt để rối loạn. A! À, một tiếng huyết nhục bị xé nứt thanh âm. Một bóng người xuất hiện tại Khương Thừa Phong trước mắt. Một thanh huyết sắc đoản kiếm, theo Khương Thừa Phong sau lưng xuyên ra ngoài. Khương Thừa Phong trừng to mắt, sắc mặt nhăn nhó, nhìn trước mắt cái này lãnh đạm tóc đen huyết nhãn thiếu niên. Hắn vươn tay, nhưng tay cầm đều đang run rẩy, làm thánh cung bị xuyên thấu, thánh nguyên hóa thành linh khí tiêu tán thời điểm, trên tay hắn binh khí đều cầm không vững. Khương Thừa Phong, bị phế. Từ lúc hắn nội tâm tại quỷ mị bên trong dãy giụa, nhìn đến đầy trời biển máu thời điểm, hắn liền đã nhất định thua. Dạ Lăng Phong một kiếm phế đi hắn, bất quá là trong dự liệu sự tình. Thế nhưng là, Khương Thừa Phong vô pháp tiếp nhận sự thật này. Loại trường hợp này chiến bại, đối bất kỳ một cái nào hoàng tộc tới nói, đều là không thể tiếp nhận khuất nhục. Là bị phụ thân, gia gia, cho tổ tiên hổ thẹn. Càn đế không có băng hà trước, hắn Khương Thừa Phong vẫn là Đông Dương Thị, vẫn là Hoàng Thái Tôn. Tại thần đô, hắn là thanh danh đỉnh chính là nhân vật. Mà bây giờ, hắn bị một cái đông hoàng cảnh tới vô danh tiểu tốt phế bỏ. Thậm chí, người này còn không có cộng sinh thú. Dạ Lăng Phong, ta muốn đào ra trái tim của ngươi, dùng răng xé nát. Hắn máu và nước mắt ào 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 chảy ra, lại lấy lớn nhất âm ngoan ánh mắt nhìn lấy Dạ Lăng Phong. Trong mắt hắn, nhìn không đến bất luận cái gì hoảng sợ. Bởi vì, hoàng tộc ý chí, không thể xóa nhòa. Trái tim, Dạ Lăng Phong trong ánh mắt sát cơ mãnh liệt. Lúc nói chuyện, hắn mặt khác một thanh kiếm trực tiếp đâm về Khương Thừa Phong ở ngực. Hắn khả năng không có nghĩ đến làm như vậy, nhưng là thực chất bên trong thù không đợi trời chung, đốt cháy linh hồn của hắn. Tiểu Phong ca ca, giết hắn, vô số người đang gọi hắn. Tiểu Phong, bỗng nhiên một câu càng thanh âm vang dội, đinh tai nhức óc. Đây là tới tự thanh âm bên ngoài. Đến từ Lý Thiên Mệnh. Lúc này thời điểm, Dạ Lăng Phong nhiên huyết phách kiếm, vừa mới đâm vào Khương Thừa Phong huyết nhục. Bất quá, hắn cuối cùng dừng lại. Sau một khắc, hắn chẳng những không có đâm vào đi, ngược lại quất ra một cái khác đem cắm ở thánh cung phía trên nhiên huyết phách kiếm, xoay người rời đi. Hắn hướng về Lý Thiên Mệnh cái phương hướng này đi tới. Mà cái kia Khương Thừa Phong, thì bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Thiên Mệnh ca, Dạ Lăng Phong cổ họng có chút thiêu đốt, hắn hô hấp càng ngày càng trầm trọng, từng bước một gia tốc hướng về Lý Thiên Mệnh mà đến. Tới, Lý Thiên Mệnh liền vội vàng kéo hắn. Nhìn nơi này, tại một cái ẩn nấp góc độ bên trong, hắn dùng mê linh chi đồng để Dạ Lăng Phong nhìn thoáng qua. Khỏe chưa, Lý Thiên Mệnh vỗ vỗ phía sau lưng của hắn hỏi. Tốt, tốt, Dạ Lăng Phong hít thở sâu một hơi. Trong mắt huyết tinh cuối cùng biến mất. Nhìn đến người nào, Lý Thiên Mệnh cười xấu xa hỏi. Ngươi, ngươi không mặc quần áo. Dạ Lăng Phong mờ mịt nói. Ta dựa vào, Lý Thiên Mệnh sọ não một choáng, kém chút thổ huyết, mẹ nó, bình thường điểm, ta và ngươi là không thể nào. Mê linh chi đồng, đó là sắc dụ chi thuật A. Lần này, trên người Khương Phi Linh cùng cộng sinh không gian bên trong ba cái cộng sinh thú, đã cười phun ra. Lý Thiên Mệnh cũng cười. Nhưng hắn không có cười bao lâu. Bởi vì, đúng vào lúc này. Dạ Lăng Phong. Trên chiến trường truyền đến một tiếng tê tâm liệt phế giống lên một tiếng âm. Đến từ Khương Thừa Phong. Hắn trả quỳ trên mặt đất, ánh mắt đẫm máu và nước mắt. Có thể nhìn đến, hắn sắc mặt đã vặn vẹo, như là dã thú nhìn chằm chằm Dạ Lăng Phong cùng Lý Thiên Mệnh. Các ngươi, nhất định sẽ chết tại ta hoàng tộc trong tay, cùng các ngươi có quan hệ tất cả mọi người. Đều sẽ bị chết sạch. Ánh mắt hắn bên trong tơ máu chảy rộng, khóe miệng lại chảy ra vẻ tươi cười. Sau đó, hắn giãy giụa lấy, mặt hướng những cái kia cao cao tại thượng, lấy lạnh lùng ánh mắt, nhìn lấy hắn thượng cổ hoàng tộc. Các vị trưởng bối, các vị tổ tiên, ta Khương Thừa Phong chiến bại, thật xin lỗi. Ta để hoàng tộc hổ thẹn, ta tội đáng chết vạn lần, xin đem ta thi thể ném ra thần đô, ta không xứng nắm giữ hoàng tộc thân phận. Hắn cùng Khương Tuấn Hách, Khương Vũ Đồng bọn họ khác biệt,
hắn là một cái cuồng nhiệt thị tộc ý chí người thừa kế. Phanh phanh phanh, hắn dùng hết khí lực, dập đầu 3 lần. Sau cùng, hắn nhìn về phía Thương Sắc cung điện phương hướng, đẫm máu và nước mắt rơi lệ nói, cha, gia gia, ta có lỗi với các ngươi, xin vì ta báo thù. Ta đã là phế nhân, không xứng còn sống, tiếp tục ném mặt của các ngươi, kiếp sau gặp lại, ta còn muốn sinh ở hoàng tộc. Sau khi nói xong, trong tay hắn một cây đoản kiếm, trực tiếp đâm vào lồng ngực của mình. Sau đó, rút kiếm, máu tươi dâng trào. Cái kia nhuốm máu thi thể trừng to mắt, nhìn hằm hằm Lý Thiên Mệnh cùng Dạ Lăng Phong, ngã xuống vũng máu bên trong. Giờ khắc này, toàn trường tĩnh mịch. Lý Thiên Mệnh sắc mặt nghiêm trọng. Hắn nghiêng đầu, nhìn lấy cái kia chiến bại quỳ trên mặt đất, ánh mắt huyết tinh, bệnh tâm thần Khương Thừa Phong. Hôm nay Khương Thừa Phong, để hắn nhớ tới chính mình vài ngày trước, cùng Bạch Mặc một trận đối thoại. Cái kia một trận đối thoại, mới khiến cho hắn thực sự hiểu rõ, cái gọi là thượng cổ hoàng tộc, đến cùng là một cái như thế nào thượng cổ thị tộc. Hắn chỉ có thể nói, nếu như Nguyệt Linh Lang còn sống, nàng gặp phải thượng cổ hoàng tộc, nàng nhất định sẽ yêu mến bộ tộc này. Bởi vì, bộ tộc này ý chí, cùng nàng tất cả ý nghĩ, đều không mưu mà hợp. Thậm chí, quân Thánh Tiêu đã từng lấy Thương Hải quốc bách tính đến làm bia đỡ đạn, bất quá là đuổi theo cổ hoàng tộc học tập thôi. Ngày nào đó, vị Lai Điện Vương, Bạch Mặc, thanh âm rất nặng nề. Bạch Mặc nói, tại mấy vạn năm trước thượng cổ thời đại, cái gọi là thượng cổ hoàng tộc, kỳ thật cũng là phương Bắc Minh Hải, cửu minh nhất tộc, bọn họ ngẫu nhiên đạt được thượng cổ thần vật, luân hồi kính diệt, lấy luân hồi kính diệt, hấp thu sinh linh mệnh hồn, dung hội tiến luân hồi kính diệt bên trong, lấy trợ bọn họ lĩnh hội thiên ý. Từ đó nhất tộc quật khởi, lấy thủ đoạn đẫm máu mở rộng địa bàn, thống trị cương vực, cuối cùng phá hủy thập phương đạo cung tiền thân, thành lập cổ chi thần quốc, tự xưng thượng cổ hoàng tộc. Cái này cái gọi là hấp thu mệnh hồn tu luyện phương thức, cùng nhiên hồn tộc có chút tương tự, nhưng khẳng định tầng thứ khác biệt. Tương đối, luân hồi kính diện khẳng định là một loại tàn nhẫn giết hại, mà lại hiệu suất tự nhiên không bằng nhiên hồn tộc lần này nhân duyên tế hội mạo hiểm. Luân hồi kính diện một lần mệnh hồn bổ sung, ít nhất phải 500.000 người, mà lại không nhất định có thể duy trì bao lâu thời gian. Cái này vài vạn năm đến, vô số hoàn cảnh bên trong, lặng yên chết tại luân hồi kính diện bên trong oan hồn vô số. Thần đô hạ mai táng thi thể, chớ nói 10 triệu, phải có 10 tỷ nhiều. Nói lên cái số này, Bạch Mặc thanh âm có chút run rẩy. Vài vạn năm, 10 tỷ, Lý Thiên Mệnh có chút tê cả da đầu. Đúng, cùng thiên địa vạn vật tranh chấp, người không vì mình, thiên chu địa diệt, chính là thượng cổ hoàng tộc tổ huấn, cũng là bọn họ thực chất bên trong ý chí. Cho nên, bọn họ cướp bóc toàn bộ thần quốc tư nguyên để bản thân sử dụng, bọn họ tàn nhẫn trả thù chèn ép tất cả đối thủ, bao quát để nhiên hồn tộc 20.000 năm muốn chết không được. Chỉ có thần phục cổ thị tộc, mới có thể sống sót. Chúng ta thập phương đạo cung, chiếm trước một chút thần quốc tư nguyên, bảo vệ đã từng truyền thừa, nhưng, bọn họ vẫn không vừa lòng, từng bước một thẩm thấu, nếu như không phải chúng ta người kiên trì, cái này 4 cái phương điện, chỉ sợ đều sẽ trở thành thế lực của bọn hắn. Không có có đạo cung, ám điện sẽ chỉ càng ngày càng nhỏ. Bọn họ bá đạo nhất, không chỉ là lướt đoạt bảo vật, càng là cướp bóc nữ nhân. Chính bọn hắn trong tộc, đều phân ra Đông Dương cùng Khương Thị 2 cái họ tên, lấy Đông Dương vi tôn, vì nam tử là hơn. Trong mắt bọn hắn, nữ tử bất quá là sinh đẻ công cụ. Cho nên, cơ bản mỗi cái hoàng tộc, đều hướng tới thê thiếp thành đàn. Vài vạn năm đến, phàm là xuất sắc nữ tử, đều vì bọn họ chiếm cứ. Để mà sinh ra thiên phú cao hơn hậu nhân, cam đoan cả tộc truyền thừa cùng hưng thịnh. Dù sao, bọn họ hạch tâm hoàng tộc thiên phú, theo cộng sinh thú đầu số lượng, cũng có thể thấy được tới. Một khi sinh ra cửu thú hậu nhân, vậy liền kiếm lợi lớn, đủ để oanh động cả nước. Thượng cổ hoàng tộc tối cường giả, mãi mãi cũng không phải cổ chi đại đế, mà chính là bọn họ thị tộc chi hồn. Cho nên, sinh đẻ cùng cướp bóc, là hoàng tộc nhất đẳng đại sự. Đến mức, bọn họ tộc thất hỗn loạn. Con nối dõi đông đảo, tôn bối so đời ông nội lớn tuổi đều có. Càn đế vừa băng hà không lâu a, nhưng hắn con nhỏ nhất, cùng dục đế cùng thế hệ, mới vừa vặn xuất sinh. Nói lên những thứ này, Bạch Mặc lắc đầu, hắn không phải cảm thấy buồn cười, mà chính là thất bại. Bởi vì, trong này kỳ thật có rất nhiều bất hạnh sự tình. Nói thí dụ như, thần quốc dân chúng thê lương sống qua ngày. Nói thí dụ như, nội bộ hoàng tộc huyết tinh báo thù. Chính vì bọn họ là như vậy nhất tộc,
Càn Đế băng hà về sau, thần đô mới sẽ có vẻ như thế sao động. Thậm chí, rất xem thêm không thấy hỗn loạn, giữa hệ phái đấu tranh, đã sôi nổi trên giấy. Kỳ thật ngươi cũng cảm thấy thật kỳ quái, vì cái gì bọn họ đều hư hỏng như vậy, ác như vậy, đúng hay không? Bạch Mặc hỏi. Có chút đi, tạm thời còn không có gặp phải một cái thuận mắt. Lý Thiên Mệnh nói. Kỳ thật cái này không kỳ quái, bởi vì, đây chính là thị tộc ý chí. Bọn họ tiểu bối vừa ra đời, quán thâu cũng là cướp bóc, cạnh tranh, bọn họ từ nhỏ nhìn đến hết thảy đều là như thế. Trưởng bối dạy bọn họ khi nam phách nữ, tổ huấn bức bách bọn họ sinh đẻ, cạnh tranh thân phận cùng mặt mũi. Dạng này thì tộc ý chí, rất tàn khốc cũng rất dữ tợn, nhưng xác thực bảo đảm bọn họ vài vạn năm truyền thừa không diệt, cường thịnh như lúc ban đầu. Ngoại trừ Thiên Mệnh công chúa, hoàng tộc trong lịch sử, căn bản không có một nữ nhân, nắm giữ địa vị chân chính. Bạch Mặc nói, Thiên Mệnh công chúa, vì cái gì? Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ hỏi. Bởi vì chuyện này rất thần kỳ. Càn Đế hơn 100 vóc dáng nữ, thì một đứa con gái. Thiên Mệnh công chúa sau khi chết, hắn vẫn không thể nào lại sinh ra nữ nhi tới. Bạch Mặc nói. Hơn 100 cái, hắn đều biết sao? Lý Thiên Mệnh ngốc trệ hỏi. Ngươi muốn biết lời nói thật sao? Ừm. Ngoại trừ phía trước 20 mấy cái, hắn cũng không nhận ra. Thiên Mệnh, ngươi có phải hay không cảm thấy, vượt ra khỏi sức tưởng tượng, luôn cảm thấy không có khoa trương như vậy sự tình tồn tại. Ngay từ đầu là, nhưng nghe ngươi nói bọn họ thị tộc ý chí, ta hiện tại cảm thấy không khoa trương. Dù sao lùm cây lớn, cái gì chim đều có. Mỗi người đều có chính mình sinh tồn chi đạo, chỉ ít đối chính bọn hắn tới nói, bọn họ làm hết thảy đều là đúng. Bọn họ thống trị thần quốc vài vạn năm, để vô số người buồn bã hô run rẩy. Lý Thiên Mệnh nói, đúng, bọn họ cảm thấy mình là đúng. Bất quá, buồn cười chính là, hơn 40 năm trước, bọn họ đã mất đi luân hồi kính diện. Bạch Mặc bỗng nhiên mỉm cười. Lý Thiên Mệnh toàn thân chấn động. Cha ta. Đúng, cha ngươi Lý Mộ Dương, là chúng sinh ân nhân. Ân nhân. Đúng, không phải vậy ngươi cho rằng, chúng ta vì sao như thế che chở ngươi, quang bởi vì Lý vô địch. Hắn cũng là cái không đáng tin cậy mãng phu. Cha ngươi mới là thần quốc trong lịch sử vĩ đại nhất người. Bạch Mặc thanh âm trầm trọng nói. Lý Thiên Mệnh lần đầu tiên nghe được thuyết pháp này. Theo thiên cổ tội nhân. Biến thành vĩ đại nhất người. Người biết, vì cái gì thần đô rất nhiều người, đều chán ghét cha ngươi, cùng chúng ta ý nghĩ khác biệt sao? Bạch Mặc hỏi. Lý Thiên Mệnh lắc đầu. Thỏ không ăn cỏ gần hang, hoàng tộc từ trước tới giờ không cầm thần đô bách tính làm mệnh hồn, dù sao thần đô người là thần quốc tinh anh. Bọn họ chủ yếu là đối các phương cương vực bên trong, xa xôi nhất tiểu quốc ra tay, một lần bất quá là mấy chục vạn người, đối toàn bộ thần quốc một chút ảnh hưởng đều không có. Thì cùng chăn heo giống như, bọn họ heo nhiều lắm. Bạch Mặc nói. Lý Thiên Mệnh biết, hắn nói tới các phương cương vực tiểu quốc, không phải liền là cùng loại Chu Tước quốc loại địa phương này sao? Quân Thánh Tiêu biết thượng cổ hoàng tộc chúng sinh mệnh hồn tu luyện, cho nên, hắn làm đông hoàng cảnh chấp trưởng giả, nhất định là lớn cổ hoàng tộc cung cấp qua tiểu quốc bách tính. Lý Thiên Mệnh bị trùng kích có chút lớn. Đối thần đô đám người tới nói, hoàng tộc lửa, không đốt tới trên người mình. Mọi người thì qua loa cho xong chuyện. Chân chính anh hùng, cũng sẽ luân vì trong mắt bọn họ phản đồ. Thần quốc quyền lên tiếng, trưởng khống tại thượng cổ hoàng tộc trong tay. Bọn họ nói cái gì, cái kia chính là cái gì? Bạch Mặc nói. Ta hiểu được, nhưng ta còn có một vấn đề. Ngươi nói. Cha ta tại sao muốn giết Thiên Mệnh công chúa? Chẳng lẽ là bởi vì, Thiên Mệnh công chúa cũng là ngươi nói cái chủng loại kia người? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không phải. Khương Linh Tịnh là cô nương tốt. Vậy tại sao? Ta đây cũng không biết, khả năng có còn lại quá trình đi. Dù sao, người nghe được, đều là thượng cổ hoàng tộc thuyết pháp, ai biết phát sinh qua sự tình gì. Bạch Mặc nói. Ừm. Lý Thiên Mệnh đã biết, Lý Mộ Dương cướp đi luân hồi kính diện mục đích, chỉ ít ở phương diện này phía trên, hắn là chính nghĩa. Cái này khiến Lý Thiên Mệnh một chút thở phào, hắn sợ nhất Lý Mộ Dương là một cái, chính mình cũng xem thường người. Mà bây giờ, hắn hiển nhiên không phải. Đến mức lúc trước chi tiết, chỉ sợ chỉ có cổ chi đại đế cùng Lý Mộ Dương hai người biết. Điện Vương, đã luân hồi kính diện trọng yếu như vậy, vì sao hơn 40 năm này, Càn Đế không liều mạng tìm kiếm. Thậm chí, ta xuất hiện về sau, hắn phản ứng cũng không cường. Cũng bởi vì hắn đại nạn đã tới, sắp bỏ mình, chi phối không được sao.
Lý Thiên Mệnh ngược lại nghi hoặc vấn đề này. Thiên Mệnh, ta có thể nói, chúng ta đều đang nghi ngờ vấn đề sau này. Nói thật, kỳ thật phần lớn người cũng không biết luân hồi kính diện chân chính hiệu dụng, nhưng chúng ta những người này là biết đến. Thượng cổ hoàng tộc nhân vật trọng yếu nhóm, càng rõ ràng không có luân hồi kính diện, bọn họ tầng thứ sẽ giảm xuống, tối thiểu nhất hiện tại dục đế đều không thành cổ thánh. Cái này 40 năm càn đế cần phải gấp đến độ gần chết mới đúng. Nhưng, hắn giống như không có. Bạch Mặc cau mày nói. Liền các ngươi cũng không biết. Hiển nhiên, cái này lo lắng, chỉ có thể lưu ở trong lòng. Thiên Mệnh công chúa, Khương Linh Tịnh, Vệ Tịnh, Lý Thiên Mệnh. Cái này bốn cái tên hoặc là xương hào ở giữa dây dưa, để Lý Thiên Mệnh bó tay toàn tập. Mấu chốt là, hiện tại càn đế đã chết, đoán chừng càng không biết. Cha người cùng hoàng tộc ở giữa sự tình rất phức tạp, có quá nhiều chuyện, chúng ta đều không rõ ràng. Bất quá, hắn đã không chết, một ngày nào đó, chân tướng sẽ nổi lên mặt nước. Bạch Mặc nói. Ừm. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hắn rất chờ mong ngày nào đó đến. Khương Thừa Phong tự sát sau. Toàn bộ thập phương đạo thiên chiến trường đều là tĩnh mịch, thời gian rất lâu bên trong, đều không một người nói chuyện. Kỳ thật Khương Thừa Phong động tác không tính nhanh. Còn nhiều có thể ngăn cản hắn người, nhưng là, giống như không có người làm như thế. Từ đầu đến cuối, hoàng tộc các trưởng bối, dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn lấy hắn. Thậm chí, Tử Linh Điện Vương Khương Ám, giống như đều chưa hề đi ra. Loại này tĩnh mịch, không biết kéo dài bao nhiêu thời gian. Thẳng đến thật lâu về sau, mới ra tới một người, đem Khương Thừa Phong chặn ngang bế lên, mang nữa cái kia trọng thương Minh Đao Ám Ma Cửu Anh, rời đi chiến trường. Từ đầu tới đuôi, nam nhân này chỉ quay đầu nhìn Lý Thiên Mệnh cùng Dạ Lăng Phong liếc một chút. Cái ánh mắt kia trắng bệch như tờ giấy, lộ ra sâu vô cùng lạnh lùng. Lý Thiên Mệnh biết hắn, hắn là Tử Linh Điện Điện Quân một trong, Khương Ám Nhi Tử, Khương Thừa Phong phụ thân. Thẳng đến hắn sau khi đi, toàn bộ chiến trường vẫn là không một người nói chuyện, vẫn là chết yên tĩnh giống nhau. Nhưng, chỉ cần ngẩng đầu nhìn lên, đều có thể nhìn đến những cái kia hoàng tộc người. Ánh mắt của bọn hắn đều cùng Khương Thừa Phong phụ thân một dạng, lạnh lùng mà âm u. Bọn họ không ồn ào, cũng không lại thả cái gì ngoan thoại, thì dùng loại ánh mắt này, lạnh lùng xem kỹ lấy tạo thành đây hết thảy người. Lần này, Lý Thiên Mệnh đáp lên bài học. Một cái Khương Thừa Phong, dạy hắn quen biết, cái gì gọi là thượng cổ hoàng tộc. Bọn họ cùng Thánh Thiên Phủ người hoàn toàn khác biệt. Thánh Thiên Phủ không có loại ý chí này, lúc trước giết Nguyệt Linh Lang. Bọn họ cũng chỉ là đang tức giận kêu gào, vô năng sủa inh ỏi. Thế mà, trước mắt cái này mấy chục vạn người, trên mặt của bọn hắn biểu lộ, không phải là bị đánh mặt sau quẫn bách, mà chính là sâu vô cùng lạnh lùng. Lạnh lùng như một phiến hải dương, đáy biển chôn giấu lấy vô số đao kiếm, vậy cũng là dữ tợn sát cơ. Cho nên, Lý Thiên Mệnh tại loại ánh mắt này bên trong, muốn bước vào chiến trường, hắn đối mặt áp lực, so với ai khác còn lớn hơn. 1 triệu người đạo thiên chiến trường, hoàn toàn tĩnh mịch, cái này không đáng sợ sao. Nhưng coi như thế, thiếu niên tóc trắng kia, vẫn là lấy trầm ổn cước bộ bước vào chiến trường, xuất hiện ở thượng cổ hoàng tộc tầm mắt phía dưới. Nơi này 1 triệu người xem, coi như không phải hoàng tộc, đó cũng là cổ thị tộc, hoặc là thần quốc đầy triều văn võ, các phương quan lại. Tại cái này mênh mông thần đều bên trong, ngoại trừ đạo cung, cơ hồ đều là thượng cổ hoàng tộc thiên hạ, tất cả mọi người cùng bọn hắn. Có thiên ti vạn lũ liên quan. Mà giờ khắc này, tại cái này im lặng ánh mắt chi hải bên trong, Lý Thiên Mệnh hít thở sâu một hơi, sau đó lấy lớn nhất nhẹ nhàng ngữ khí, nói. Vị lai điện đệ tử Lý Thiên Mệnh, khiêu chiến địa bảng đệ nhất. Hắn nói thanh âm không lớn, nhưng, tại cái này thế giới an tĩnh bên trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Một câu nói kia, như cùng một đầu to lớn phi điểu, cuốn lên vũ rực, tại tất cả mọi người trên đỉnh đầu bay qua. Gây nên quần áo bay phất phới. Loại kia khiêu khích ý vị, như thế nồng đậm. Thương sắc trong cung điện. Muốn không, hôm nay tới đây thôi à. Thiên Chi Điện Vương Vi Sinh Vũ Mạt nói khẽ. Đình chỉ không được, Bạch Mặc nói. Ừm, Tần Cửu Phủ gật gật đầu. Bạch Mặc hướng bên trái nhìn thoáng qua. Bên kia 5 vị điện vương tăng thêm Đông Dương phần, từ đầu đến cuối cũng không có động qua. Bạch Mặc ánh mắt đi qua thời điểm. Tử Linh Điện Vương Khương Ám, nhìn về bên này liếc một chút. Bọn họ nhìn nhau cười một tiếng. Nhưng, ánh mắt ở giữa va chạm, nhấc lên mới là cái này thập phương đạo thiên chiến trường phía trên, cuồng loạn nhất gió bão.
Khương Ám như người không việc gì một dạng, cúi đầu lại nhìn chiến trường, sau đó rốt cuộc không động tới. Bạch Mặc cũng quay đầu lại đến, ánh mắt kiên định nhìn lấy trên chiến trường Lý Thiên Mệnh. Hắn biết rõ, Khương Thừa Phong thành công. Một mình hắn tự vận, nhưng lại nâng lên giữa song phương, lớn nhất thiêu đốt lửa giận phong bạo. Mà bây giờ, Lý Thiên Mệnh đứng tại phong bạo chính giữa, địch nhân của hắn không chỉ là Khương Ngọc, mà chính là thượng cổ hoàng tộc vài vạn năm thị tộc ý chí. Tiếp đó, kết cuộc như thế nào? Bạch Mặc nhắm mắt lại. Từ nơi sâu xa, tiên liệt oan hồn, tại thiêu đốt lấy linh hồn của mình. Rất nóng, rất nóng. 1 triệu người xem bên trong nơi nào đó trong góc, có một đám đặc thù người. Bọn họ hất lên áo choàng, đứng tại chỗ ngồi phía trên, mang theo lụa đen mũ rộng vành, là một đám lớn nhất lạnh lẽo người. Còn thật có ý tứ, cầm đầu người kia nói. Điện hạ, Khương Ngọc có thể đánh được cái này Lý Thiên Mệnh à, có người hỏi. Nhìn lấy cũng được, dù sao cũng là thần văn sư, có chút thủ đoạn. So Khương Thừa Phong mạnh hơn nhiều, nam tử nói. Tốt nhất vẫn là đừng thua đi, hơi khó coi. Xem ra đạo cung thật là được đà lấn tới, không biết chết chữ viết như thế nào. Không quan trọng, người nào ra mặt người nào chết, đem cái này Lý Mộ Dương chi tử giết chết, lại nhìn quan sát, bọn họ muốn làm sao nhảy nhót. Nam tử nhếch miệng cười một tiếng. Cũng thế, người cho vật kia, giá trị 1 triệu thánh tinh, thần đều có thể xuất ra số tiền kia người đều không có mấy cái, dùng tại cái này tội tử trên thân. Thật sự là giết gà dùng đao mổ trâu, lãng phí. Không có việc gì, thánh tinh nha, ta có rất nhiều, thiên hạ này thánh tinh, tương lai đều là của ta. Mà lại, vật này có thể tỏa hồn, ta Linh Nhi còn phụ ở trên người hắn đâu, chỉ có thứ này, mới sẽ không ngộ thương nàng. Gió nhẹ nhẹ phẩy, thổi lên mũ rộng vành hạ lụa đen, trong mơ hồ, nửa tấm đen nhánh mặt, như ẩn như hiện. Điện hạ, nghe nói người đại ca Đông Dương phần tới. Còn đem hắn nhi tử Đông Dương trước mang đến. Đông Dương trước, mang đến bảo vệ mặt mũi a, đáng tiếc, không cần dùng. Trong gió lốc, công tử áo trắng Khương Ngọc, rơi xuống chiến trường, đi tới Lý Thiên Mệnh trước mắt. Hắn ánh mắt run rẩy nhìn lấy Lý Thiên Mệnh, không biết đang suy nghĩ gì. Khương Phi Linh, có phải hay không ở trên thân thể ngươi? Khương Ngọc hỏi. Lý Thiên Mệnh lười nhác đáp lại nàng. Trên chiến trường những cái kia chèn ép ánh mắt. Để Lý Thiên Mệnh tương đương khó chịu, mà những thứ này khó chịu, tiếp đó, muốn toàn bộ khuynh tả tại Khương Ngọc trên thân. Khương Ngọc, người thua cũng sẽ tự sát sao? Ta hỏi ngươi, các ngươi thượng cổ hoàng tộc, có phải hay không lưu hành chiến bại tự sát? Lý Thiên Mệnh xuất ra Đông Hoàng Kiếm, thanh âm lãnh đạm hỏi. Cùng lúc đó, hắn ba đầu cộng sinh thú một vừa xuất hiện. Huỳnh Hỏa ở tại trên bờ vai, Miêu Miêu cùng Lam Hoang thì rơi trên mặt đất. Khương Ngọc đồng dạng không có trả lời vấn đề của hắn. Hắn cùng còn lại hoàng tộc khác biệt, chủ yếu ở chỗ ánh mắt khác biệt, hắn không có giữ như vậy lệ. Nhưng, Lý Thiên Mệnh vẫn cảm thấy người này, trong lòng của hắn có bệnh. Hắn không quan tâm Khương Ngọc đến cùng là tại như thế nào trọng áp cùng cạnh tranh dưới, hình thành loại bệnh này. Hiện tại, hắn chỉ muốn để áp chế mình người nhìn một chút, tại ý chí của bọn hắn áp bách phía dưới, hắn Lý Thiên Mệnh, là như thế nào người. Đối thủ của hắn, Khương Ngọc, là thánh cảnh tầng thứ 6 song sinh ngự thú sư, cộng sinh thú đều có 69 cái điểm sao, vẫn là nhất tinh thần văn sư. Cái này, ngay tại lúc này địa bảng đệ nhất cường giả. Nghe nói tại toàn bộ thần đều, không tính cả đào tẩu Đông Dương Lăng một mạch, cũng có thể coi là tiến lên 3. 20 tuổi trở xuống, cái này thành cũng đã là tương đương dọa người rồi. Muốn không phải hắn nghiên cứu thần văn sư chi đạo, cảnh giới còn có thể sẽ cao một chút. Làm Lý Thiên Mệnh cộng sinh thú, xuất hiện tại vạn chúng tầm mắt bên trong thời điểm, Khương Ngọc hai đầu cộng sinh thú, đồng dạng xuất hiện. 69 ngôi sao, Lam Dực Huyền băng cửu anh, Hắc Thứ âm hải cửu anh. Một băng một nước, băng người sắc bén, thủy giả âm hàn. Lam Dực Huyền băng cửu anh, sinh một cặp to lớn cánh chim màu xanh lam, có thể bay trên trời, nó hết thảy có 6 cái đầu, chứng minh cái này Khương Ngọc thiên phú, tại toàn bộ hoàng tộc, quả thật có thể đứng hàng danh hào. Hắc Thứ âm hải cửu anh, đồng dạng nắm giữ 6 cái đầu, trên người hắn bắt mắt nhất chính là gai xương, lít nha lít nhít, bao trùm toàn thân, 6 cái đầu, như là lục căn lang nha bổng, tăng thêm cái đuôi có tam điều, đều là dữ tợn lợi khí. Đã từng có một loại thuyết pháp, cộng sinh thú bộ dáng, là một cái thị tộc tính cách cùng ý chí thể hiện. Đông Hoàng Tông bên trong,
Vũ Văn Thế gia hai huynh đệ tướng mạo cũng không tệ, nhưng là thao thiết cũng rất dữ tợn khó coi. Xem xét lại Lý thị thánh tộc Côn Bằng, thì cần đại khí rất nhiều. Thánh thiên phủ quân người sử dụng long, đồng dạng chính thống đại khí. Mà trên thực tế, quân gia trong lịch sử, ngoại trừ quân thánh tiêu cùng số ít người bên ngoài, cũng không có làm qua chuyện thương thiên hại lý gì, đồng dạng là lấy chính đạo cất bước. Này thượng cổ hoàng tộc, tại Lý Thiên Mệnh ngay từ đầu trong ấn tượng, đồng dạng chính thống đại khí, nhưng trước mắt cửu anh cùng tướng liễu, tựa hồ nhiều rất nhiều hung hãn cùng dữ tợn, thiếu đi quân vương chính khí. Cái này cùng bọn hắn nhất tộc đoạt thiên chi ý, không mưu mà hợp. Dù sao, bọn họ mấy vạn năm trước, gọi là cửu minh nhất tộc. Khương Ngọc hai đầu cộng sinh thú, cũng không bằng Lam Hoang thân thể to lớn, nhưng là đối mặt dạng này cự thú, bọn họ tựa hồ càng thêm hung hãn, không có chút nào vẻ sợ hãi. Hắn đứng tại hai đầu cửu anh ở giữa, trên tay cầm lấy một chi đại bút, trên đó cùng sở hữu 45 điều thánh thiên văn, có thể thấy được đây tuyệt đối là đỉnh phong thánh thú binh. Kỳ danh là Xuân Thu Mặc Bút. Bên trong thiên địa, sử dụng loại binh khí này người thật đúng là không nhiều. Ngay một khắc này, hai cái cũng không muốn nói người, hai người ba thú, trong nháy mắt trùng kích cùng một chỗ. Lần này, Miêu Miêu hóa thành đế ma hỗn độn, vì Lý Thiên Mệnh cản lại một đầu cửu anh, mà Lam Hoang oanh minh mà đi, như núi hoành hành, hai cái to lớn đầu rồng, so với đối phương sáu cái đầu đều lớn. Nó cự lực, đem cảnh giới kia cao nó không ít hắc thứ âm hải cửu anh, trực tiếp đỉnh bay ra ngoài. Đến mức huỳnh hỏa, nó vẫn là như cũ, xen lẫn trong Lam Hoang bên người giết ra tay, Lý Thiên Mệnh muốn để chúng nó tổ một đến đánh vỡ thăng bằng, đây là hắn cho tới nay chiến đấu sách lược. Bất quá, hắn hoài nghi là, Khương Ngọc có tư cách, để cho mình vì hắn chỉ định chiến đấu sách lược A. Mang theo hoài nghi Lý Thiên Mệnh, tay cầm trầm trọng mà to lớn đông hoàng kiếm, triển khai thiên chi dực, một kiếm biểu giết, phút chốc giết tới Khương Ngọc trước mắt. Hắn tam đại thánh nguyên tăng thêm đông hoàng kiếm vòng xoáy lực lượng, trong thân thể lăn lộn. Khương Phi Linh phụ linh, để chiến lực của hắn liên tiếp tăng vọt. Mãnh liệt đấu trí, để Lý Thiên Mệnh ý chí kinh thiên, hắn hai tay nắm ở đông hoàng kiếm, đột nhiên ra tốc. Một khắc này, luyện ngục mệnh tuyền, hỗn độn mệnh tuyền, hồng mông mệnh tuyền cùng đông hoàng vòng xoáy lực lượng, hội tụ tại trên thân kiếm. Tam đại thiên ý, tăng thêm đế hoàng thiên ý, dung hội trong đó. Xích Phiêm hoàng kiếm, Lôi Quân hoàng kiếm, Thương Hải hoàng kiếm cùng Thần Sơn hoàng kiếm tứ đại thần tiêu kiếm quyết, dung hợp thành một kiếm. Thời khắc này đông hoàng kiếm phía trên, thiêu đốt lên luyện ngục hỏa, còn có lôi đình quấn quanh, nặng nề như núi, cẩn trọng như hải, uy lực một đợt vượt qua một đợt. Đây là, thần tiêu kiếm thứ tư. Ngày này thánh chiến quyết trực tiếp bạo phát, nhấc lên kinh thiên chi năng, kiếm thế sở hướng, vô cùng ngăn cản. Khương Ngọc biến sắc, lại kiên trì giết tới. Băng phong tuyết quốc bút pháp hàn triều, tuyết vực. Liên tục hai chiêu. Loảng xoảng. Thần tiêu kiếm thứ tư nổ tung uy lực phía dưới, cái này Xuân Thu Mặc Bút trực tiếp gãy thành hai đoạn. Xoẹt. Nương theo lấy thánh thú binh đứt gãy, Lý Thiên Mệnh một kiếm giữ uy, bổ vào Khương Ngọc tay phải trên bờ vai, đây là hắn hội họa chi thủ, cũng là hắn viết thiên văn thư tay. Phốc phốc. Khương Ngọc, đoạn đi một tay. Huyết sắc đã tràn ngập cặp mắt của hắn. Siêu. Chỉ trong nháy mắt, một bản thiên văn thư trong nháy mắt xuất hiện. Khương Ngọc là thần văn sư, cho nên sử dụng thiên văn thư tốc độ cực nhanh. Đây là băng tiễn thư, Linh Nhi kiến thức rộng rãi, nói thẳng. Lý Thiên Mệnh quản nó là cái gì, tốc độ của hắn cũng nhanh, Bích Sơn thư trực tiếp lấy ra thi triển. Trong lúc nhất thời, Khương Ngọc băng tiễn thư hóa thành đầy trời băng tiễn, nhưng là toàn bộ đâm vào Bích Sơn thư phía trên, hoàn toàn không có công phá Lý Thiên Mệnh phòng ngự. Ngươi quá yếu. Lý Thiên Mệnh lần nữa đánh tới, đông hoàng kiếm đâm phá hư không, chỉ hướng Khương Ngọc Thánh Cung. Trận chiến đấu này, quá nhanh quá hung mãnh, vẫn là một trận nghiền ép. Địa bảng đệ nhất Khương Ngọc, hoàn toàn ngăn không được Lý Thiên Mệnh. Thậm chí, hắn cộng sinh thú, tại hai đánh ba tình huống dưới, cấp tốc sụp đổ, nhất là hắc thứ âm hải cửu anh, nó vừa bị Lam Hoang cuốn lấy, huỳnh hỏa trực tiếp xiết tiến vào bụng của nó, xé rách ra dữ tợn vết thương. Lam Dực Huyền Băng Cửu Anh tuy nhiên có thể tại Miêu Miêu trước mặt chiếm thượng phong, nhưng là thời gian ngắn muốn bắt lại, rất không có khả năng. Mà lúc này, bọn họ ngự thú sư, đã tan tác tại chỗ. Thánh thú binh gãy mất, cánh tay không có, liên tục hai lần sử dụng thiên văn thư, hoàn toàn cũng bị Lý Thiên Mệnh khắc chế nghiền ép. Kết thúc, Lý Thiên Mệnh giết tới trước mắt của hắn.
Ha ha! Trước mắt hắn Khương Ngọc, bỗng nhiên điên cuồng cười to. Lý Thiên Mệnh, kỳ thật, ta một chút đều không muốn giết ngươi. Ta chỉ là, không muốn để cho mỹ nhân như vậy, sống trên thế giới này, để ngươi trả đạp, để Đông Dương Phong Trần tiện nhân kia trả đạp. Khương Phi Linh quá hoàn mỹ, nàng cần phải sống ở trong mơ, không cần phải tại hiện thực ở giữa. Phốc phốc! Hắn còn chưa nói xong, Lý Thiên Mệnh Đông Hoàng Kiếm, đã theo hắn thánh cung bên trong xuyên qua. Khương Ngọc sắc mặt trắng bệch, hắn đã đánh mất lực lượng, nhưng lại còn tại cười, càng ngày càng si. Ngươi mới vừa nói cái gì? Lý Thiên Mệnh có chút không có nghe rõ. Hắn chỉ biết là, đối phương đã thua, phế đi. Khương Ngọc hai vai đang run rẩy. Hắn còn lại một cái tay, từ trong ngực lấy ra một quyển sách. Một bản thiên văn thư, quyển sách này, rất dày rất dày. Máu của hắn, đã nhiễm ở bên trên. Một khắc này, hắn cuồng nhiệt cười một tiếng. Lý Thiên Mệnh, có người ra 1 triệu thánh tinh, muốn mua mệnh của ngươi. Nhưng là, ta mặc kệ. Ta chỉ muốn khóa lại nàng hồn, để cho nàng chết tại tốt nhất tuổi tác, cùng ta cùng một chỗ, cùng xuống hoàng tuyền. Giờ phút này, Khương Ngọc cười ngớ ngẩn, mang theo giải thoát cùng thỏa mãn cảm giác. Làm ra đây hết thảy, hắn mừng rỡ như điên. Tại bệnh trạng giống như thượng cổ hoàng tộc trọng áp phía dưới, trong lòng của hắn vặn vẹo biến hình, đối loại này xuất trần vẻ đẹp, sinh ra dị dạng truy cầu. Hủy diệt, cũng là vĩnh tồn. Sinh không thể được đến, thì chết chung. Ánh mắt của hắn từ si nhập cuồng, trong tay cái kia thật dày thiên văn thư, đã bị máu tươi dẫn động, 1 triệu thánh tinh cấp bậc hiếm thấy chân bảo, sinh ra khí tức kinh khủng cùng uy hiếp chí mạng, dường như gừng trong tay ngọc ôm không phải thiên văn thư, mà chính là một cái thái cổ hung ma. Cái này khiến Lý Thiên Mệnh ngập trời giận dữ. Nói thật, nhắm vào mình đều bình thường, hắn sẽ chỉ lạnh lùng mà chống đỡ, không sẽ tức giận như thế. Ai biết, cái này Khương Ngọc vậy mà đem mục tiêu, chuyển rời đến Khương Phi Linh trên thân. Hắn đã bị làm phát bực, lần trước chặt Tô Hồng Âm đầu, lần này, hắn lửa giận ngút trời, trong lồng ngực núi lửa hoàn toàn phun phát ra. May mắn, đạo cung bên này sớm có phòng bị. 4 vị điện vương để hắn tham chiến. Dẫm lên thượng cổ hoàng tộc tranh đoạt đệ nhất, nếu là điểm ấy phòng bị đều không có, vậy liền quá sơ ý sơ suất. So đấu chiến lực, Lý Thiên Mệnh không sợ bọn họ. Làm trái quy tắc sử dụng át chủ bài, Lý Thiên Mệnh càng không sợ. Bởi vì, vài ngày trước, Bạch Mặc thì cho hắn lấy ra tam đại bảo mệnh pháp bảo. Đó là 3 bản thiên văn thư, phân biệt là nhị tinh, tam tinh cùng tứ tinh. Hắn nói, để Lý Thiên Mệnh căn cứ tình huống, đến xét sử dụng. Nếu như đối phương sử dụng nhị tinh thiên văn thư, vậy liền nhị tinh ngăn cản. Cứ thế mà suy ra. Thiên văn thư đẳng cấp, đại khái theo độ dày có thể phán đoán 1-2. Lúc ấy Lý Thiên Mệnh còn cho là mình một đêm chợt giàu, bất quá Bạch Mặc lại nói, không dùng được, còn phải trả lại hắn. Dù sao, cao nhất tứ tinh thiên văn thư, giá trị mấy trăm ngàn thánh tinh, thậm chí gần 1 triệu, mà lại, trên thị trường, có tiền đều có thể cũng mua không được. Bạch Mặc là đỉnh cấp tứ tinh thần văn sư, dạng này thiên văn thư, hắn khả năng đến hoa 1-2 năm, mới có thể viết ra một bản tới. Mà lại, xác suất thành công không cao. Rất hiển nhiên, vì để cho Lý Thiên Mệnh mạng sống, bọn họ xác thực rất bỏ được. Đây đều là Lý Thiên Mệnh tuy nhiên phẫn nộ, nhưng còn không hoảng hốt lý do. Cái này thần đều, lại không chỉ là thượng cổ hoàng tộc có tiền. Hắn thứ nhất mắt liền thấy, Khương Ngọc trong tay thiên văn thư độ dày. Chỉ ít đều là tứ tinh. Nhất tinh thiên văn thư mấy ngàn thánh tinh, nhị tinh mấy vạn, tam tinh 20-30 vạn, tứ tinh xác thực gần 1 triệu thánh tinh. Hắn không do dự, trực tiếp đem Bạch Mặc cho, tứ tinh thiên văn thư, lấy ra. Lúc này thời điểm do dự, chết liền không có. Tứ tinh thiên văn thư, bất động linh giới thư. Lấy ra trong nháy mắt, thì tích huyết dẫn động, cái kia một quyển sách hóa thành một cái trong suốt hình tròn lồng ánh sáng, đem Lý Thiên Mệnh bảo hộ ở trong đó. Khương Phi Linh ở tại trên thân, tự nhiên cũng tại cái này, bất động linh giới, phạm vi bên trong. Thì sau đó một khắc trong nháy mắt, ầm ầm, đối phương thiên văn thư, hóa thành một cái màu đen móng vuốt, bắt tới, lại bị bên cạnh hắn bất động linh giới ngăn trở. Tỏa hồn tử linh thư, rất nhiều người kinh hô một tiếng, kéo kéo, cái kia màu đen móng vuốt cùng bất động linh giới ma sát, sinh ra âm thanh chói tai. Nhưng bất động linh giới vẫn lù lù như núi. Đây là cùng cấp bậc trọng bảo, hiển nhiên, Lý Thiên Mệnh bọn họ bình yên vô sự. Ca ca,
ta xem qua cái này tỏa hồn tử linh thư giới thiệu, nó có thể khóa chặt một cái hồn linh, sau đó lại đem triệt để chôn vùi, huyết nhục vô tồn. Bất quá, nó cũng không phải là tiểu phong loại kia có thể công kích linh hồn thủ đoạn, cái gọi là tỏa hồn, chỉ là một loại khóa chặt mục tiêu linh hồn thủ đoạn, nó hiện tại khóa chặt ta, nhưng là bản nguyên nhất cùng thô bạo lực lượng, lại bị bất động linh giới chặn. Khương Phi Linh vừa còn giận nảy mình, bất quá, rất nhanh liền an lòng. Ý của ngươi là, chúng ta không sao. Đúng, yên tâm. Được. Tâm là thả đi xuống, nhưng là cái kia ngập trời chi nộ vẫn còn, ánh mắt của hắn đã hiện đầy tơ máu. Hắn nhìn chằm chằm Khương Ngọc. Các ngươi có phải hay không đều có bệnh, Linh Nhi làm sao trêu chọc ngươi nhóm, cả đám đều hướng về phía nàng đến. Tô Hồng Âm tới một lần, ngươi cái này bệnh thần kinh, một lần nữa. Dầm dầm dầm. Hai đại trí bảo còn tại làm hao mòn tranh phong, trước mắt Khương Ngọc sắc mặt bỗng nhiên thảm biến, lâm vào ngốc trệ cùng trong tuyệt vọng. Hắn thống khổ mà run rẩy, lần này không vâng lời Đông Dương Phong Trần, chính là vì thực hiện trong lòng si vọng. Nhưng là bây giờ, hắn thất bại. Tỏa hồn tử linh thư lực lượng, dần dần tiêu tán, cũng không thể đối Khương Phi Linh, sinh ra chút nào lực sát thương. Ha ha! Làm hết thảy tan hết về sau. Khương Ngọc sắc mặt đau thương, hắn che ngực, bị lớn nhất từ trước tới nay đả kích. Lý Thiên Mệnh, người thủ không được nàng, người hôm nay bảo vệ nàng, về sau, có lúc người hối hận. Đến lúc đó, người muốn khóc cũng không kịp. Khương Ngọc đẫm máu và nước mắt cười to. Lý Thiên Mệnh dẫn theo Đông Hoàng kiếm đi tới. Đáng tiếc, phù dung sớm nở tối tàn, về sau liền phải là tàn hoa bại liễu. Ánh mắt của hắn tràn đầy tuyệt vọng. Lý Thiên Mệnh đã nghe không nổi nữa. Bất quá, đúng vào lúc này. Khương Ngọc lấy ra một cây dao găm, hướng về chính mình trái tim đâm đi xuống. Lại là tự sát. Nhớ kỹ, ta gọi Đông Dương Ngọc, không gọi Khương Ngọc. Thật không hổ là thượng cổ hoàng tộc, trước khi chết đều như thế dứt khoát. Đinh. Đúng vào lúc này, khiến người ngoài ý sự tình phát sinh. Lý Thiên Mệnh một kiếm đánh bay Khương Ngọc dao găm. Hắn chẳng lẽ không muốn cho Khương Ngọc chết? Rất nhiều người nghi hoặc. Sau một khắc, lo lắng công bố. Phốc phốc, hắn Đông Hoàng kiếm, theo Khương Ngọc lồng ngực phía trên xuyên qua. Không có ý tứ, ở trước mặt ta, người không có cơ hội tự sát. Siêu, rút kiếm một khắc này, Khương Ngọc toàn thân cứng ngắc, ánh mắt trừng lớn, sau đó, thẳng tắp ngã trên mặt đất, không tiếng thở nữa. Kết quả một dạng, nhưng là quá trình có khác nhau. Hắn không phải tự sát mà chết, mà chính là bị Lý Thiên Mệnh giết chết. Đối với thượng cổ hoàng tộc tới nói, một cái là dứt khoát mà chết, một cái là sỉ nhục mà chết. Làm. Đông Hoàng kiếm đâm vào trên chiến đài, có thể Lý Thiên Mệnh, vẫn là phẫn nộ khó bình. Hắn không có để Dạ Lăng Phong giết người, bởi vì khi đó cục diện khác biệt, có thể Khương Thừa Phong tự sát, đã kéo ra đánh nhau vì thể diện, tăng thêm hiện tại Khương Ngọc chủ động sử dụng tứ tinh thiên văn thư, liền vì giết người, một trận địa bảng đệ nhất quyết chiến, đã luân vì sinh tử chiến. Kỳ thật, năm nay địa bảng quyết chiến đã biến vị, nó ý nghĩa, cũng sớm đã siêu việt cổ chi thần nguyên. Lý Thiên Mệnh cùng thượng cổ hoàng tộc ở giữa xung đột, đã đến chết người tình trạng. Giờ này khắc này, Lý Thiên Mệnh chống Đông Hoàng kiếm, ngẩng đầu quét mắt 1 triệu người xem, mãnh liệt bên trong hỏa diễm lăn lộn, cả giận nói. Cái nào đầu xúc sinh xa hoa như vậy, vì giết ta, ở chỗ này trắng trắng tiêu hao 2 triệu thánh tinh. Có tiền này, trực tiếp lấy ra. Đến trước mặt ta mua mệnh không được sao? Hắn nhớ tới đến đều rất khó chịu. Hắn cùng Linh Nhi cùng một chỗ, một tháng cũng liền hơn 10.000 thánh tinh, nếu như thần văn sư phương diện không có tiến bộ, cái này 2 triệu, bọn họ đến dẫy 20 năm. Thượng cổ hoàng tộc muốn giết quyết tâm của mình, đã đến loại trình độ này. Có loại chính mình đứng ra, khác làm loại này bẩn thỉu bị ổi sự tình, quang minh chính đại, xứng đáng các ngươi thượng cổ hoàng tộc thân phận tôn quý, không phải sao? Lý Thiên Mệnh nhếch miệng cười một tiếng. Lần này, thập phương đạo thiên chiến trường, theo sâu vô cùng lạnh lùng, đột nhiên oanh động. Đánh tan Khương Ngọc, đoạt được địa bảng đệ nhất, thậm chí còn tránh thoát khỏi 1 triệu thánh tinh giết hại, còn ở nơi này mở miệng châm chọc thượng cổ hoàng tộc. Loại này nhục nhã, tại chỗ tất cả mọi người, cơ hồ đều chưa bao giờ gặp. Oanh! Đi chết đi! To gan lớn mật! Vậy mà rất nhiều hoàng tộc trưởng bối phận, vượt qua mà ra. Đến hàng vạn mà tính, hướng về chiến trường vọt tới. Ông! Đúng vào lúc này, toàn bộ chiến trường phía trên, bỗng nhiên xuất hiện một cái trong suốt lồng ánh sáng.
trên đó thiên văn dày đặc, trong ngoài cùng sở hữu tam trọng, tầng tầng thủ hộ, đem chọn cái thập phương đạo thiên chiến trường triệt để phong tỏa. Đồng thời, đem thượng cổ hoàng tộc ngăn cản ở bên ngoài. Đây là thập phương đạo thiên kết giới. Một cái ngũ tinh thiên văn kết giới, cùng huyết kiếp kết giới cùng cấp bậc, nhưng là huyết kiếp kết giới uy lực ở chỗ giết hại, mà cái này thập phương đạo thiên kết giới uy lực ở chỗ cách trở, phòng thủ. Phanh phanh phanh. Nguyên một đám thượng cổ hoàng tộc, đụng ở phía trên, bắn đi ra. Tất cả dừng tay. Đúng vào lúc này, thương sắc trên cung điện điện vương đều đã xuất hiện, đi theo còn có mười mấy cái điện quân. Trừ cái đó ra, còn có một cái nam tử mặc áo bào đen, chính là dục đế đại hoàng tử Đông Dương Phần. Giờ khắc này, sắc mặt của mọi người, rất khó coi. Đối với thượng cổ hoàng tộc tới nói, Lý Thiên Mệnh làm hết thảy, đối bọn hắn tới nói đều là khiêu khích, dù là chỉ là một chút xíu, bọn họ đều chịu không được. Huống chi, hắn là Lý Mộ Dương nhi tử. Hiện tại, bọn họ tuy nhiên bị thập phương đạo thiên kết giới ngăn cản, nhưng trên cơ bản nguyên một đám ánh mắt lạnh lẽo, chỉ sợ trong lòng bọn họ, đã sớm cho Lý Thiên Mệnh, phán quyết chém đầu cả nhà tử hình đi. Lý Thiên Mệnh liền biết, một ngày này sớm muộn sẽ đến. Hắn lần này thân thủ giết Khương Ngọc, theo đạo lý phía trên bảo hoàn toàn không có vấn đề, hắn cũng không phải đầu tiên phá hư quy tắc người. Đến tại những người trước mắt này, càng không cần khách khí với bọn họ. Vẫn là đạo lý kia. Coi như mình quỳ tại trước mặt bọn họ đoán chừng đều muốn giết chết chính mình, cái kia làm gì nịnh nọt. Bạch Mặc bọn họ vì bảo vệ mình, tứ tinh thiên văn thư đều đem ra, đã nói rõ hết thảy. Các vị không cần thiết kích động a. Địa chi điện đệ tử Khương Ngọc, đã bị Lý Thiên Mệnh chiến bại, mất đi địa bảng vị trí thứ nhất. Nhưng, hắn làm trái quy tắc sử dụng không thuộc về mình tứ tinh thiên văn thư, đến báo thủ Lý Thiên Mệnh, lại làm cho Lý Thiên Mệnh dưới tình thế cấp bách phản sát. Cử động lần này về tình về lý, đều không vấn đề. Đây là chúng ta đạo cung đệ tử ở giữa cạnh tranh, lấy đạo cung quy tắc làm chuẩn, mời các vị khách đến thăm, không muốn vượt qua, nếu không, chúng ta 10 vị điện vương, sẽ đem các vị mời ra đạo cung. Nói chuyện chính là vị lai điện vương Bạch Mặc. Hắn không kiêu ngạo không tự ti, thanh âm trầm trọng, đặt ở rất nhiều hơn cổ hoàng tộc trên lỗ tai. Đương nhiên, vừa rồi sao động cũng liền mấy vạn người, đại đa số người trả lại đứng tại chỗ, không có mất đi phong độ nếu như thượng cổ hoàng tộc có cái đồ chơi này. Trước mặt mọi người, làm trái quy tắc giết người, vẫn còn bị đối phương tiêu trừ, đây đã là mất mặt, đã mất đi ý. Cho nên, Bạch Mặc mà nói rất khó phản bác. Làm thượng cổ hoàng tộc cùng hắn vây cánh 6 vị điện vương, lúc này thời điểm bị cưỡng ép đại biểu. Nhưng, bọn họ giống như, cũng không có lời nào để nói. Tất cả ngồi xuống, địa bảng quyết chiến còn có nửa ngày. Cũng không có kết thúc, ai thắng ai thua, còn chưa nhất định đây. Đúng vào lúc này, Tử Linh Điện Vương, Khương Ám, nhàn nhạt nói một câu. Hắn tại trong hoàng tộc địa vị rất cao, lúc trước hắn cháu trai Khương Thừa Phong tự sát, hắn đều không phản ứng, có thể thấy người này lãnh khốc như máu. Lại hoặc là nói, mỗi người bọn họ còn nối dõi đông đảo, cháu trai càng không cần phải nói, chết một số, bọn họ rất khó thương tâm, nhiều lắm là mặt mũi hao tổn. Các ngươi còn không có thua, Vi Sinh Vũ mặt nhìn Khương Ám liếc một chút. Lúc này thời điểm, Bạch Tử Phong đã đem Lý Thiên Mệnh tên, điều lên địa bảng đệ nhất, Khương Ngọc cùng Khương Thừa Phong đã đều đã chết, cho nên trực tiếp bị xóa tên. Hiện tại, địa bảng đệ nhất, Lý Thiên Mệnh. Địa bảng thứ hai, Dạ Lăng Phong. Đều là vị lai điện. Toàn bộ thập phương đạo cung, tại số tuổi này, còn có thể là ai, cùng bọn hắn tranh phong. Rất hiển nhiên, lúc này thời điểm thượng cổ hoàng tộc cùng Lý Thiên Mệnh, đều phẫn nộ không yên tĩnh hơi thở. Thượng cổ hoàng tộc không cách nào dễ dàng tha thứ bị khiêu khích, nghịch phản. Lý Thiên Mệnh thì không cách nào dễ dàng tha thứ, bọn họ ba dạng hai lần, đối Khương Phi Linh ra tay. Chúng ta đương nhiên không có thua, đây không phải còn có nửa ngày thời gian a. Tử Linh Điện, còn có không ai không có ra sân đâu. Một mực ánh mắt lạnh lùng đại hoàng tử, Đông Dương Phần, bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Đây là ý gì? Các vị, Tử Linh Điện Vương Khương Ám mỉm cười, nói. Ta Tử Linh Điện, tân thu một vị đệ tử ưu tú. Đông Dương trước, đến đây đi. Cái tên này, thần đô người, như thế nào lại chưa quen thuộc? Dục đế vừa mới đăng cơ, hắn hoàng mạch cùng càn đế căn bản không cách nào so sánh được, bây giờ có thể tính Đông Dương, vậy cũng là dục đế con cháu, đây mới là thượng cổ hoàng tộc hạch tâm hoàng mạch. Độc hưởng hoàng thành tài nguyên tu luyện.
Đông Dương trước, đó là đại hoàng tử Đông Dương đốt đi con, dục đế hoàng tôn. Đúng, cũng là hắn. Thần Đô 20 tuổi trở xuống tiểu bối, hắn là đệ nhất nhân. Hắn muốn trở thành thập phương đạo cung đệ tử. Người đây liền không hiểu được, treo cái tên tuổi thôi. Trong lúc nhất thời, tại tất cả mọi người chú ý phía dưới, một cái sắc mặt âm thú, khóe môi nhếch lên một tia tà tiếu, lỏng lỏng lẻo lẻo, có chút cà lơ phất phơ thiếu niên, xuất hiện ở Khương Ám cùng Đông Dương phần bên người. Quả nhiên là hắn, Đông Dương trước. Trong lúc nhất thời, rất nhiều hơn cổ hoàng tộc đều cười. Bọn họ trên đại thể, đều biết Khương Ám cùng Đông Dương phần muốn làm gì. Khương Ngọc không nên thân, quả nhiên, bọn họ lưu lại một tay. Xem ra, vì làm cho tiểu bối, tại cái này vi diệu cục thế bên trong, trấn trụ thập phương đạo cung, bọn họ nghĩ rất chu đáo. Tỏa hồn tử linh thư thêm Đông Dương trước, Lý Thiên Mệnh còn có thể chịu đựng được. Chỉ là, sợ là Khương Ám bọn họ hiện tại cũng không biết, tỏa hồn tử linh thư đến từ người nào đi. Đông Dương trước. Người đi trước chấn ma đạo tràng bên kia khiêu chiến, thu hoạch được khiêu chiến 100 vị trí đầu tư cách, ta an bài cho ngươi đối thủ. Khương Ám nói, tình huống bây giờ thay đổi, Đông Dương trước vừa mới tiến đạo cung, lập tức thành người khiêu chiến. Trên quy tắc cũng không có nói không thể dạng này. Lấy hắn cổ chi thần quốc 20 tuổi trở xuống, đệ nhất thiên tài thực lực, giết tới 10 vị trí đầu, có thể có bao nhiêu khó. Khương Ám an bài cho hắn đối thủ, đối phương nguyên một đám nhận thua. Không đến một phút, liền có thể khiêu chiến đến Lý Thiên Mệnh nơi này. Khương Ám, làm gì phiền toái như vậy, người nào không biết cái này một vị Đông Dương hoàng tộc hoàng tôn thực lực. Toàn bộ địa bảng hắn muốn khiêu chiến người nào, trực tiếp chọn là được. Bạch Mặc thản nhiên nói. Vị Lai Điện Vương, đây chính là ngươi nói. Đã như vậy, Đông Dương trước, ngươi trực tiếp chọn đi. Khương Ám nói. Bọn họ trong lúc nói chuyện, Bạch Mặc đem Lý Thiên Mệnh hô đến bên người. Người này rất mạnh, thần đô đệ nhất, người chỉ sợ không đối phó được. Bạch Mặc nói, cảnh giới gì? Thánh đệ thất trọng, còn có cổ thánh thú. Thất cái đầu, Bạch Mặc nói. Đã hiểu, thử một chút. Nếu như phát hiện không được, không dùng cậy mạnh. Hôm nay người đã làm được cực hạn, đạt đến mục đích của chúng ta. Cho bọn hắn lưu chút mặt mũi cũng không sao, hết thảy lấy tánh mạng làm trọng. Bạch Mặc nói, thế nhưng là... Ta không quá muốn cho bọn hắn lưu mặt mũi. Lý Thiên Mệnh ánh mắt xâm nghiêm nói. Cũng bởi vì ngươi kém chút chết tại, tỏa hồn tử linh thư, phía trên. Không phải, bởi vì Khương Ngọc công kích là Linh Nhi. Bọn họ ở bên ngoài, đó là không nhìn ra. Điện Vương yên tâm, chỉ bằng hắn, ta có thể sẽ thua, nhưng, không chết được. Chỉ là thiên chi dực, đối phương không phải thiên chi thánh cảnh, đều không làm gì được hắn. Được. Lý Thiên Mệnh làm thịt cái kia vô năng Khương Ngọc, thì cùng một thân phẫn nộ bổ vào trên bông giống như, hoàn toàn không có dùng sức điểm. Mà bây giờ, rốt cục xuất hiện một cái Đông Dương hoàng tộc. Nhìn cái này Đông Dương trước cái kia một mặt cười xấu xa dáng vẻ, thật thẳng cần ăn đòn, Lý Thiên Mệnh hỏa khí, lập tức liền bừng bừng đốt lên. Lý Thiên Mệnh, Đông Dương trước bĩu môi, hắn đứng tại chỗ cao, lấy miệt thị ánh mắt khinh bạc nhìn lại, nói. Người mới vừa nói những lời kia. Nghe rất có khí phách. Đã như vậy, ta liền nói cho ngươi tốt tỏa hồn tử linh thư, là ta cho Khương Ngọc. Rất nhiều người giờ mới hiểu được tới, thầm than cái này Đông Dương trước chỉ là cái hoàng tôn, lại có 1 triệu thánh tinh. Rất hiển nhiên, số tiền này đến từ cha hắn Đông Dương phần. Đông Dương trước rất hưởng thụ loại ánh mắt này, hắn nói tiếp. Ta nhìn ngươi giống như là một cái châu chấu, khắp nơi nhảy nhót, khiến người ta nhìn ngán, cho nên, muốn cho hắn giết chết ngươi. Còn thần đô một cái thanh tịnh. Không nghĩ tới chính là, những thứ này điện vương, lại đem ngươi làm con ruột một dạng bảo hộ. Ngươi thật là có mặt mũi. Nói xong, cho Lý Thiên Mệnh giơ ngón tay cái lên. Cho nên, ngươi bây giờ là muốn khiêu chiến ta. Lý Thiên Mệnh toàn thân hỏa khí, rốt cuộc tìm được phát tiết mục tiêu. Nếu là Đông Dương trước cho tỏa hồn tử linh thư, vậy liền suy nghĩ thông suốt. Tại chỗ liền có thể báo thù, còn có thoải mái hơn sao? Đương nhiên, ta cũng muốn làm địa bảng đệ nhất, ngươi đã như thế có loại, nói đến động như vậy nghe, vậy ta lại hỏi ngươi. Ngươi có hay không đảm lượng, cùng ta đến một cuộc chiến sinh tử? Chỉ có người sống, mới có thể rời đi cái này thập phương đạo thiên chiến trường, mãi cho đến tắt khí đến. Ngươi, có dám hay không? Đông Dương trước cười hắc hắc nói. Tắt khí đến, Lý Thiên Mệnh nhớ đến 4 chữ này có chút quen tai, hắn nghĩ tới,
lần trước tát khí đến, hắn lăng chỉ Lâm Tiêu Đình. Còn có một lần thiên văn kết giới sinh tử chiến, hắn cố tìm đường sống trong chỗ chết, đánh chết Vũ Văn Thần Đô. Lần này, thượng cổ hoàng tộc Đông Dương trước, nói với hắn lời giống vậy. Thế nào, người sợ sao? Đông Dương trước nhịn không được cười lên, lần sau trang bức trước đó, cái đến hảo hảo suy nghĩ một chút, người chịu đựng nổi sao? Trong lúc nhất thời, vạn chúng cười vang. Lý Thiên Mệnh dùng một loại nụ cười lạnh lùng nhìn lấy hắn. Sinh tử chiến có thể, tắt khí đến cũng có thể. Nhưng là, ai biết người tu gì giới chỉ bên trong, vẫn sẽ hay không có dấu còn lại không thuộc về người bản lãnh át chủ bài. Cho đến trước mắt, ta đánh bại qua tất cả hoàng tộc đối thủ, ngoại trừ sẽ tự sát, cũng sẽ chỉ làm trái quy tắc sử dụng thiên văn thư đến phát tiết vô năng, nói không chừng, người cái này cái gọi là Đông Dương hoàng tộc, cũng là như vậy. Câu nói này nói ra miệng, toàn trường tĩnh mịch. Rất hiển nhiên, Lý Thiên Mệnh chẳng những không có bị hù sợ, ngược lại lấy Khương Thừa Phong, Khương Ngọc bọn họ lần nữa nhục nhã. Để bọn hắn những thứ này tại thần đô, thói quen làm bá vương người, thẹn quá hóa giận. Cái này đơn giản, lẫn nhau kiểm tra là có thể. Dính đến làm trái quy tắc át chủ bài, để trưởng bối thu sạch đi. Đông Dương trước ánh mắt dày đặc lạnh xuống, toàn thân như có liệt hỏa thiêu đốt. Vậy liền đến. Lý Thiên Mệnh cứ làm như vậy giòn, hắn trực tiếp đem Bạch Mặc cho hai cái bảo mệnh thiên văn thư trả lại hắn, sau đó để Khương Ám kiểm tra, mà Bạch Mặc bọn họ thì biểu lộ nghiêm túc, đồng dạng đem Đông Dương trước lục soát một lần. Điện Vương, ta thích toái thi, cho Lý Thiên Mệnh chuẩn bị quan tài, nhỏ một chút là được rồi. Người thi thể xem ra lớn, nhưng là chia cắt ra đến về sau, một cái thúng nước nhỏ, chen một chút liền có thể nhét vào. Đông Dương trước cười hắc hắc nói. Bạch Mặc không thèm để ý hắn, nhiều năm như vậy, hắn cái gì tràng diện, cái gì thượng cổ hoàng tộc chưa thấy qua. Thập phương đạo thiên kết giới, đóng lại, không tắt thở, không mở ra. Trong lúc nhất thời, vạn chúng chú mục, thậm chí oanh động thần đô. Thượng cổ hoàng tộc 20 tuổi trở xuống tiểu bối đệ nhất nhân, quyết đấu đã từng kỳ lân cổ tộc tộc trưởng Lý Mộ Dương chi tử. Đây là cái gì địa bảng quyết chiến? Đây là số mệnh cùng tôn nghiêm chém giết. Đến thời khắc này vị trí, cái này thập phương đạo thiên chiến trường bên trên tiến hành hết thảy, cũng sớm đã vượt qua địa bảng tranh phong phạm trù. Ầm ầm, lớn như vậy trên chiến trường, hai cái trẻ tuổi sinh mệnh đã vào chỗ. Lý Thiên Mệnh, Đông Dương trước. Bọn họ thế như thủy hỏa. Một cái lửa giận ngút trời, một cái dữ tợn âm lãnh. Lý Thiên Mệnh tam đại cộng sinh thú, đã không phải lần đầu tiên xuất hiện, có thể nó trên người chúng rất nhiều địa phương không thể tưởng tượng nổi. Vẫn làm cho người chú mục, đàm luận. Vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng. Thái sơ hỗn độn lôi ma. Thái cực hồng mông quỳ long. Cái này ba đại thái cổ hỗn độn cự thú, nếu không phải thành cộng sinh thú bắt đầu lại từ đầu, cái gọi là cổ thánh thú, làm sao có thể tại bọn họ trước mặt ngẩng đầu. Tại bọn họ trước mặt. Đông Dương trước đứng tại một đầu thân thể tiếp cận Lam Hoang Cửu Anh cộng sinh thú phía trên. Đây là trước mắt Lý Thiên Mệnh được chứng kiến, lớn nhất một đầu Cửu Anh. Nó nắm giữ thất cái đầu, đã chứng minh Đông Dương trước thiên phú tầng thứ. Trong lịch sử cổ tri đại đế, hắn cộng sinh thú bình thường đều là 8 cái đầu trở lên, nắm giữ 7 cái, nếu như tương lai đi được tốt, có thể nắm giữ tiếp cận đế vị thân phận. Lý Thiên Mệnh theo hắn trên ánh mắt, thấy được 70 cái tinh điểm. Quả nhiên, đây là cấp 7 thánh thú, cũng chính là cổ thánh thú. Đây là Lý Thiên Mệnh gặp phải con thứ nhất cấp 7 thánh thú, kỳ danh là Độc Kiếm Ma Dương Cửu Anh. Nó là một đầu nắm giữ màu đỏ sậm cẩn trọng lân giáp cự thú, huyết nhục thô to, trên lưng cũng tựa hồ chiếm cứ mấy ngọn núi, cùng Lam Hoang tạo hình hơi có chút tương tự. Chỉ là, đầu của nó càng nhiều, nhỏ hơn lớn lên, hình dáng như xà lại có cự ngạc miệng, cắn lực kinh người. Nó trên thân hung hãn nhất chỗ, là nó 7 cái trên đỉnh đầu, đều nắm giữ một cái như là trường kiếm một dạng góc, cái kia sừng dài phía trên thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ sậm, sắc nhọn nhất địa phương, còn chảy xuống đỏ sậm độc dịch. Hắn trên thân lửa cháy bừng bừng đốt cháy, thiêu đốt thời điểm, như cùng một cái màu đỏ sậm mặt trời, làm đến toàn bộ chiến trường nhiệt độ đều tại tăng lên. So sánh còn lại tất cả cộng sinh thú, cái này Độc Kiếm Ma Dương Cửu Anh, còn có một loại đặc thù khí tức, cẩn trọng mà cổ lão, có huyết mạch phía trên uy áp, đủ để cho còn lại không phải cổ thánh thú cúi đầu xưng thần, nghe nói loại khí tức này gọi là thượng cổ chi khí, đây là ẩn chứa tại cổ chi thần nguyên bên trong thần kỳ khí tức, cũng là cổ thánh thú cường đại một loại nguyên do. Nhìn ra được, dục đế một mạch con nối dõi, quả nhiên so Khương Ngọc muốn hung hãn quá nhiều,
ở tại trước mặt, Khương Ngọc hai đầu 69 ngôi sao cấp 6 thánh thú, tựa như là con ngoan. Các ngươi sợ không, có cảm nhận được cái gọi là cổ thánh thú uy áp sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có cái lông, ta chỉ thấy nó trứng rất lớn. Hiện tại, nó có bao nhiêu mã xoa trùng, sau khi chiến đấu kết thúc, nó thì đến cỡ nào thê thảm? Huỳnh Hòa âm u cười nói, mặt đã đen. Gà đại ca làm nó, bọn họ lão khi dễ Linh Nhi, ta cái này đàng hoàng mèo đều nhìn không được. Miêu miêu đầu tiên là kẹp một chút trứng, sau đó cả giận nói. Các ngươi xác định có tự tin như vậy, nó cao các ngươi ngũ trọng cảnh giới A, Lý Thiên Mệnh nói. Hắn có đông hoàng vòng xoáy, có tam đại mệnh tuyền, còn có Linh Nhi phụ linh, coi như kém ngũ trọng, kỳ thật về mặt sức mạnh ăn thiệt thòi sẽ không quá nhiều. Lần trước tới đạt thánh chi cảnh giới, huyết nhục thuế biến tương đối nhiều, kê ra ta cũng có thể trở thành cận chiến cuồng ma, đừng nhìn ra hỏa này da dày thịt béo, lão tử trước chặt đầu của nó. Huỳnh Hỏa ha ha cười nói. Bọn họ cái này nói đến ngược lại là thật. Liền Lý Thiên Mệnh đều có huyết nhục lực lượng phía trên ưu thế, lại càng không cần phải nói bọn họ, mà ở phương diện này, Lam Hoang càng là cứng rắn nổ tung. Nhớ tới Lam Hoang, Lý Thiên Mệnh nhìn xem bên người ngọn núi lớn này, triệt để yên tâm. Nói thật, bọn họ đơn đấu, cũng không sợ thánh cảnh tầng thứ 6 cộng sinh thú, chênh lệch cảnh giới tuy nhiên rất lớn, nhưng thực lực sai biệt, cũng không có lớn như vậy. Mấu chốt là, đối phó cái này hỏa thuộc tính ngự thú sư cùng cộng sinh thú, Lý Thiên Mệnh tại hắn cùng Huỳnh Hỏa hỏa thuộc tính miễn dịch tình huống dưới, còn có một cái vô cùng hữu hiệu át chủ bài. Mà lá bài tẩy này, là hắn dám sinh tử chiến nguyên nhân căn bản. Giết! Một người ba thú, vạn chúng chú mục. Lý Thiên Mệnh vỗ cánh vừa bay, thiên chi rực lập lòe toàn trường. Đương nhiên, Đông Hoàng kiếm càng là thần uy kinh thiên. Rầm rầm rầm. Một đầu hai đầu thần long, trên đất bằng bôn tẩu, thanh thế to lớn. Tại trên đỉnh đầu nó, một cái hỏa diễm thiêu đốt tiểu phượng hoàng, một cái không ngừng lắc lư phần sau thân, trên thân quấn quanh lấy màu đen lôi đình, ánh mắt dần dần tinh hồng hắc miêu, mỗi người tại một cái đầu rồng phía trên. Xí diễm, người bữa chưa tới. Hai cái linh thực, một cái chủ bữa ăn, là người thích ăn nhất thần long cộng sinh thú. Đông Dương trước vỗ vỗ độc kiếm ma dương cửu anh một cái đầu, âm u cười lạnh. Giống. Cái này cự thú hung quang loạn bốc lên, thì cùng là hung thú giống như. Ầm ầm. Hắn to lớn bốn chân chấn động trên mặt đất, khóa chặt thân thể lớn nhất Lam Hoang, hai đầu cự thú như là hai tòa núi, cứ như vậy đụng vào nhau. Ông. Trong lúc nhất thời, bụi đất đầy trời lăn lộn. So sánh Lam Hoang, độc kiếm ma dương cửu anh xác thực có thánh nguyên phía trên ưu thế. Thế mà, loại này đập vào càng nhiều khảo nghiệm huyết nhục phía trên lực lượng, cho nên hai thú vậy mà đều không có lùi bước. Nhưng, cái này độc kiếm ma dương cửu anh trên đầu có bảy chuôi độc kiếm, đều tại hướng lấy Lam Hoang đâm tới. Siêu siêu, Huỳnh Hỏa lấy luyện ngục hỏa ảnh hóa ra phân thân, tại đối phương trong ngọn lửa xuyên thẳng qua, theo hắn ngực bụng phía dưới lướt qua. Nó đỏ thẫm ánh mắt, đã để mắt tới nhược điểm của đối phương. Ầm ầm. Bất quá lúc này thời điểm, Lam Hoang cùng cái này cự thú đều lật lăn trên mặt đất. Lại là một trận hỗn chiến. Tại Lý Thiên Mệnh trước mắt, Đông Dương trước tay nắm một thanh nắm giữ 49 điều thánh thiên văn, hắc ma thí thần kích, cái này một thanh màu đen tam xoa kích sát khí ngập trời, mặt trên còn có rất nhiều vết máu, càng gia tăng không ít hung hãn. Hắn đột nhiên xuất hiện, thi triển chiến quyết, hướng về Lam Hoang cắn, độc kiếm ma dương cửu anh, một cái đầu đầu rồng chặt chém mà đến. Chư thiên sinh tử trảm. Một chiêu này rất mạnh, rõ ràng cũng là thiên thánh chiến quyết, cái này mang ý nghĩa, Lý Thiên Mệnh ở phương diện này ưu thế nhanh bị đuổi kịp. Một trảm như sao băng rơi xuống, hắc ma thí thần kích huy lực kinh thiên, Đông Dương trước đối với mình 10 phần có lòng tin, cho nên làm càn cười to. Xúc sinh chi tử, ngươi lấy cái gì so với ta, tiếp đó, ta để ngươi nếm tận thế gian hết thảy khoan tim nỗi khổ. Hắn coi là có thể trong nháy mắt chém giết Lam Hoang, nhưng không ngờ lôi đình đánh xuống đầu từ trên trời giáng xuống. Đây là miêu miêu hỗn độn thiên kiếp. Nó trên thân hất lên cửu trọng hỗn độn lôi giới, liên tục đánh nhiều lần, bổ đến Đông Dương trước toàn thân run rẩy. Ngay tại lúc này, Lý Thiên Mệnh tay cầm Đông Hoàng kiếm theo bên cạnh đánh tới, chặn cái này chư thiên sinh tử trảm đệ nhất chém. Loảng xoảng, binh khí giao phong, đối phương cái kia cường hãn lực đạo, vậy mà đem Lý Thiên Mệnh chấn động mà bay. Đinh đinh, Khương Phi Linh không gian tường, chặn Đông Dương trước đường đi, cuối cùng hóa giải Lam Hoang nguy cơ. Nhưng,
cái kia độc kiếm ma dương cửu anh đầu quá nhiều, cùng cầm 7 chuôi độc kiếm giống như, không ngừng đâm hướng Lam Hoang, tại Lam Hoang thần thông sơn hải giới phía trên, xuyên ra mấy cái lỗ thủng. May mắn, Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu kịp thời xuất hiện. Miêu Miêu địa ngục truy hồn điện đã có hiệu lực, tiếp tục xâm nhập đối phương huyết mạch, nhưng nói thật, đối phương từ cổ chi thần nguyên mang tới hỏa diễm kịch độc, uy lực so nó độc ma huyết trảo phải mạnh hơn. Đinh đinh. Huỳnh Hỏa phần thiên vũ linh uy lực, bởi vì hắn lông vũ biến hóa, tăng cường rất nhiều. Hiện tại, đầy trời hỏa vũ thì cùng mưa rào tầm tã giống như, đâm vào đối phương trứng phía trên. Khiến người ta sợ hãi than là, cái này độc kiếm ma dương cửu anh trứng đều rất cứng, đối phương tuy nhiên kêu thảm buông ra Lam Hoang, nhưng là thụ thương không tính thảm trọng, ngược lại cuồng bạo phẫn nộ. Đây hết thảy đều đang nói rõ. Đông Dương trước đối thủ này, là cần nhuốm máu tử chiến, mới có một đường sinh cơ. Cho tới bây giờ, Lam Hoang đều đã bị thương, tuy nhiên không có nhiều độc dịch nhập thể, nhưng tiếp tục nữa, ai biết sẽ phát sinh cái gì. Ngươi nhất định phải chết, Đông Dương trước như là lửa giận chiến thần, mang theo nhe răng cười lần nữa đánh tới. À, bây giờ nói loại lời này, thực sự quá sớm. Ngay tại cái này đất đèn hỏa quang ở giữa. Lý Thiên Mệnh trong tay, trực tiếp xuất hiện 5 bản hải lam sắc thiên văn thư. Đây là hải linh thư. Khương Ám đã kiểm tra hải linh thư, nhưng đây là Lý Thiên Mệnh tác phẩm, thuộc về thần văn sư đối chiến quyền lực. Ong ong ong. Hắn đồng thời dẫn động trên thân tất cả hải linh thư, cái này là tiền của mình tài, giá trị hơn vạn thánh tinh, bất quá, vì có thể cầm xuống đối thủ này, Lý Thiên Mệnh nhẫn tâm dùng. Lam Hoang, đến người bão nổi thời điểm, không nên khách khí. Hiện tại bắt đầu, đều mẹ nó cho ta phản kích. Tuy nhiên dạng này rất tự kỷ, nhưng, Lam Hoang dính chiêu này. Cái này tiểu hài tử vừa đánh cho một trận, tâm lý chính là nén giận, để Lý Thiên Mệnh cái này nói chuyện, cái này cưỡng tính khí thì đi lên. Giống. Hai cái đầu rồng, giống giận rung trời. Nó chiến trường, đến rồi. 5 bản hải linh thư. Ầm ầm. Giống như là một mảnh biển cả, bỗng nhiên đập vào thập phương đạo thiên chiến trường bên trong. Nơi này là phong bế thiên văn kết giới, trong lúc nhất thời, trong kết giới có một nửa không gian, hoàn toàn bị nước lấp đầy. Huỳnh Hỏa bay ở một nửa khác. Miêu miêu tia chớp lôi đình, thân thể tiểu, trên mặt biển phi nhanh điện, vấn đề không lớn. Lý Thiên Mệnh thiên chi dực, tùy tiện có thể biến thành cá vây cá, hải thiên toàn năng, tăng thêm chính hắn có thái cực hồng mông thể, tại dưới nước còn có thể càng mạnh. Đến mức Lam Hoang, biển cả hoàn cảnh. Bất luận cái gì thủy thuộc tính cộng sinh thú, đều là để người đau đầu tồn tại, nhất là bây giờ nổi giận nó. Ong ong ong. Nó dưới bụng 9 tầng quỳ biển, xoay tròn, hiện tại, nó là mảnh này biển cả bá chủ. Oanh. Trong lúc nhất thời, long trời lỡ đất. Mấu chốt là, mặc kệ là Đông Dương trước vẫn là độc kiếm ma dương cửu anh, đều là thuần chủng hỏa thuộc tính, mà lại, thân thể to lớn không biết bay. Cuồn cuộn cốt. Cái này ngay từ đầu. Cái kia độc kiếm ma dương cửu anh dưới đường đi nặng, hoàn toàn chìm ở đáy nước. Cái này không phải chân chính nước, mà chính là thiên văn biến thành, cho nên, đối phương muốn phần đốt sạch sẽ, đều không dễ dàng như vậy. Mà giờ khắc này, một cái hung mãnh quái vật khổng lồ, tại đáy biển này bên trong, lấy tốc độ khủng khiếp vào tới, còn chưa tới, đầy trời nước biển đều hướng đánh vào đối thủ trên thân. Làm thịt nó. Huỳnh Hỏa treo ở Lam Hoang đầu rồng phía trên, Miêu Miêu cũng ở bên cạnh. Hồn thiên điện ngục. Cái môn này thần thông tại biển cả bên trong tốc độ nhanh rất nhiều. Oanh. Đối phương thi triển thần thông, ma nhật hàng lâm. Thất cái đầu, quang mang cùng hỏa diễm hội tụ, dưới đáy nước phía dưới ngưng kết thành một cái màu đỏ sậm mặt trời. Oanh. Trước lúc này, hồn thiên điện ngục đập vào trên người của nó, cùng huyết mạch bên trong địa ngục truy hồn điện đồng thời dẫn bạo. Xì xì xì. Oanh. Ma nhật hàng lâm thần thông, tại chỗ nổ tung. Để biển cả sôi trào, bốc lên khói đặc. Cái này độc kiếm ma dương cửu anh, lại thi triển thần thông thiên hỏa độc vụ. Cái này muốn là thi triển đi ra, toàn bộ biển cả đều là kịch độc, đó cũng là phiền phức. Lam Hoang đụng vào, long trảo, đầu rồng cùng long đuôi cùng sử dụng, mượn nước biển đem đối thủ kia đè lại, điên cuồng thô bạo đả kích. Nó ở trong nước tốc độ cực nhanh, nhạy bén đến cùng miêu miêu giống như. Giống. Một chiêu hồng mông âm ba. Đối với đối thủ lỗ tai nộ hống. Ở trong nước, nó thanh âm này công kích chấn động, càng thêm mãnh liệt, để cái kia độc kiếm ma dương cửu anh tại chỗ thất khiếu máu chảy.
Lão tử cũng đến, người đi chết đi. Ngay tại Lam Hoang cùng hóa thành đế ma hỗn độn Miêu Miêu, đè lại cái này cự thú trong nháy mắt, huỳnh hỏa kiếm như đầy trời mưa, ào 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 đâm đi xuống. Phốc phốc, thất cái đầu, 14 con mắt, toàn bộ bạo phá. Giống, độc kiếm ma dương cửu anh phát ra thảm liệt kêu thảm, điên cuồng giãy giụa. Sau một khắc, nó kêu thảm biến thành một loại tuyệt vọng. Bởi vì, huỳnh hỏa đã ngừng lại một chút phía sau nó, tại Lam Hoang lần tiếp theo hồng mông âm ba phóng thích, Miêu Miêu điên cuồng điện giật thời điểm, nó một đạo xích viêm hoàng kiếm, chém nát cái này độc kiếm ma dương cửu anh trứng. Kê ra giúp ngươi tuyệt dục, cái này lục căn thanh tịnh, để ngươi tại lão tử trước mặt diệu võ dương oai. Đã mất đi ánh mắt cùng bảo bối độc kiếm ma dương cửu anh, tại cái này biển cả bên trong cũng là cái người mù, nó lại da dày thịt béo, hiện tại liền đối thủ đều không thấy được. Tiếp đó, chỉ có thể mặc người chém giết. Quy đệ, Miêu Miêu, các ngươi cùng nó chậm rãi chơi, ta đi chợ giúp Lý Thiên Mệnh. Huỳnh Hỏa nói, nó vừa tốn sức hướng thượng du, lập tức liền vòng trở lại, bởi vì Lý Thiên Mệnh nói, không dùng nó giúp đỡ. Sau đó, bọn họ ba cái, chỉ cần tại đáy biển này, chậm rãi chơi chết cái này, độc kiếm ma dương cửu anh, là có thể. Gà đại ca, nó ngự thú sư mới vừa nói chúng ta hai cái là đồ ăn vặt, quy đệ là bữa trưa, xem ra gia hỏa này thích ăn cộng sinh thú a. Miêu Miêu khó chịu nói. Rất tốt. Tiếp đó, chúng ta cùng một chỗ, đem nó đầu nguyên một đám chặt đi xuống. Ta xem một chút nó có thể làm sao ăn. Trong lúc nói chuyện, Lam Hoàng đã cắn nát nó một cái sọ não, trong nháy mắt phún huyết, nhuộm đỏ biển cả. Một cái khác chiến trường. Độc kiếm ma dương cửu anh bị vây ở đáy biển, phát ra từng tiếng kinh thiên kêu thảm, cái này khiến Đông Dương trước lòng như lửa đốt. Rất hiển nhiên, đây là Hải Linh Thư cho Lý Thiên Mệnh mang tới chỗ tốt. Huỳnh Hỏa bọn họ nghịch chuyển chiến cục, cho Đông Dương trước mang tới cự sao sao phiền. Bọn họ kiểm tra thời điểm thì nhìn Hải Linh Thư, nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới, Lam Hoang ở trong nước tác dụng lớn như vậy. Có nó kiềm chế, Huỳnh Hỏa mới có thể thi triển tất sát nhất kích. Bọn họ tam huynh đệ phối hợp, cũng là to lớn chiến đấu lực tăng thêm. Bởi vì bọn họ loại hình khác biệt, ba cái Huỳnh Hỏa, hoặc là ba cái Lam Hoang, tuyệt đối đều không có dạng này lực sát thương. Tăng thêm gà đại ca là đoàn đội hạch tâm, chiến đội đại não, tại chỗ chỉ huy thêm sau lưng đánh lén. Một tên tráng hán, cũng có thể bị một cái lớn mạnh tiểu hài tử, cộng thêm hai cái cầm đao tiểu hài tử cho đâm chết. Hiện tại Đông Dương trước cổng sinh thú mắt mù, chứng không có, còn bị ấn trong nước đánh nhau, tiếp tục như vậy, rõ ràng một con đường chết. Nhưng, Đông Dương trước lần lượt lao xuống đi, muốn trợ giúp, đều bị Lý Thiên Mệnh cho đã cách trở. Hắn biết. Một khi cộng sinh thú xong đời, hắn tương lai cơ hồ cũng xong đời. Huống hồ, cái này là sinh tử chiến, muốn là Lý Thiên Mệnh cộng sinh thú đều trở về, hắn nhất định phải chết. Đáng tiếc, hắn nghĩ những thứ này, Lý Thiên Mệnh đều biết. Đừng đi a, ngươi không phải bỏ ra 1 triệu thánh tinh mua mệnh của ta sao? Đến, đưa đến trước mặt ngươi. Lý Thiên Mệnh cười lạnh một tiếng, tay cầm Đông Hoàng kiếm bạo sát đi lên. Đông Dương trước lửa giận lăn lộn. Hắn đã bị ngăn cản mấy lần, tại cái này gấp trong lúc cấp bách, hắn chỉ có thể nghĩ đến một cái biện pháp khác. Cái kia chính là tại chính mình cộng sinh thú trước khi chết, trước hết giết Lý Thiên Mệnh. Hắn chỉ có thể để, xí diễm, chống đỡ bất tử. Lý Thiên Mệnh, nổi giận Đông Dương trước ở trên mặt nước, hóa thành một đạo màu đen hỏa quang, trong nháy mắt bổ về phía Lý Thiên Mệnh. Thần tiêu đệ tam kiếm. Đinh, Đông Hoàng kiếm cùng hắc ma thí thần kích giao phong. Cọ sát ra chướng mắt hỏa quang. Rất hiển nhiên, Lý Thiên Mệnh có thiên chi dực, còn có thời gian chàng cùng không gian tường cách trở, làm đến hắn so Đông Dương trước muốn linh hoạt rất nhiều. Hắn đồng dạng thượng thiên vào biển, nhẹ nhàng như thường, thậm chí lăn lộn nước biển, đem đối phương cuốn vào trong đó. Đương đương đương, hai người giết đến long trời lỡ đất. Đúng vào lúc này, ngao ô, làm độc kiếm ma dương cửu anh cái cuối cùng đầu, để huỳnh hỏa cho chém đứt thời điểm. Cái này cộng sinh thú kêu thảm một tiếng, triệt để chiến tử. Một khắc này, Đông Dương trước tròn mắt tận nứt. Hắn biết, tiền đồ của mình đã xong đời một nửa. Sắc mặt của hắn triệt để tái nhợt, người đã luân hãm vì điên cuồng. Mà điên cuồng, thường thường là tử vong khúc nhạc dạo. Người chết, người chết. Hắn lúc nói chuyện hàm răng đều đang run rẩy, tại bên trong đáy biển lần nữa cực nhanh tiến tới đánh tới. Thật sao? Lý Thiên Mệnh ánh mắt như máu. Siêu.
thiên chi dực chấn động, hắn tốc độ nhanh hơn quá nhiều. Răng rắc. Đúng vào lúc này, Đông Hoàng kiếm một phân thành hai. Đông Dương trước, ta vừa cùng ngươi dây dưa, không phải đánh không lại ngươi, chỉ là để ngươi, trước xem ngươi cộng sinh thú đi chết. Hiện tại, đến phiên ngươi. Lần này, mới là hắn chân chính bạo phát. Cái kia kim sắc Đông Hoàng kiếm phía trên, bốn loại sức mạnh hội tụ, hỏa diễm, lôi đình, biển cả, đồi núi. Hắn lấy lớn nhất lực lượng cuồng bạo, một kiếm đâm xuyên. Thần tiêu kiếm thứ tư. Điêu trùng tiểu kỹ, Đông Dương trước nổi giận trong nháy mắt, lần nữa thi triển chư thiên sinh tử trảm, đây là mạnh nhất một chém. Làm. Hắn thắng. Hắn về mặt sức mạnh ưu thế, áp bách thần tiêu kiếm thứ tư kiếm thế, để Lý Thiên Mệnh kim sắc Đông Hoàng kiếm tuột tay bay ra ngoài. Ha, ách. Đông Dương trước chính muốn cười to lấy, đi kết Lý Thiên Mệnh tánh mạng. Đúng vào lúc này, một thanh đột nhiên xuất hiện màu đen Đông Hoàng kiếm. Đồng dạng ẩn chứa thần tiêu kiếm thứ tư cuồng bạo uy lực, gần như đồng thời đâm tới. Một kiếm này, trong nháy mắt đâm vào, Đông Dương trước chính muốn cười to miệng phía trên. Phốc phốc, màu đen Đông Hoàng kiếm, theo sau gáy của nó muỗng xuyên ra ngoài. Một khắc này, Đông Dương trước còn bảo lưu lấy coi là có thể giết Lý Thiên Mệnh nụ cười, cả người, trong nháy mắt mất mạng, không động đậy được nữa. Siêu, Lý Thiên Mệnh rút ra hắc kiếm, dẫn tới kim sắc Đông Hoàng kiếm. Một kiếm quét ngang. Răng rắc. Một cái đầu, rơi vào trên tay của hắn. Ong ong. Cùng lúc đó, Hải Linh thư hiệu quả biến mất, nước biển trong nháy mắt tiêu tán, hắn bởi vậy rơi vào trên chiến trường. Nhưng nói thật, nước biển không biến mất, người bên ngoài nhóm, cũng có thể thấy rõ ràng hết thảy. Bọn họ thấy rõ, độc kiếm Ma Dương Cửu Anh, thất cái đầu đều bị chém nứt, toàn thân máu me đầm đìa, giống như là một tòa núi thịt, chồng chất tại trên chiến trường. Bọn họ càng nhìn đến, Hoàng Tôn, Đông Dương trước, thi thể ngã trên mặt đất, mà đầu của hắn, thì duy trì cười to biểu lộ, bị Lý Thiên Mệnh xách trong tay. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh trên mặt ý cười, khẽ ngẩng đầu. Vạn chúng chú mục bên trong, hắn đem Đông Dương trước đầu, ném xuống đất, sau đó, duỗi ra chân, dẫm tại Đông Dương trước trên mặt. Trời chiều còn có chút chướng mắt. Hắn hé mắt, sau đó cười hỏi. Các ngươi thượng cổ hoàng tộc. Có phải hay không đều như thế đồ ăn a? Cái gọi là 20 tuổi lấy phía dưới đệ nhất thiên tài, thì chút bản lãnh này sao? Hắn nhịn không được cười lên, một bộ rất kinh ngạc bộ dáng. Sau khi cười xong, hắn từng chữ nói ra, lớn tiếng nói. Vẫn là nói, ta giết cái này không phải lên cổ hoàng tộc, mà chính là cửu minh nhất tộc. Đến lúc cuối cùng bốn chữ, trên chiến trường cuồn cuộn cuốn tới thời điểm. Trong chốc lát. Toàn bộ thập phương đạo thiên chiến trường 1 triệu chỗ ngồi, trong nháy mắt vỡ nát, tường gạch toàn bộ sụp đổ. Một tràng địa chấn, theo thập phương đạo cung, chấn động thần đô. Rầm rầm rầm, sừng sững nhiều năm đạo thiên chiến trường 1 triệu chỗ ngồi, cứ như vậy bị thượng cổ hoàng tộc trực tiếp dẫm sập. Nguy nga kiến trúc, trong nháy mắt thành phế tích. Cái này cần lớn bao nhiêu cừu hận. Đây càng nói rõ, thượng cổ hoàng tộc trong xương kiêu ngạo cùng bá đạo, chưa từng bị như thế khiêu khích qua. Đến mức, bọn họ những người này, mới có thể nguyên một đám ánh mắt phun lửa, nhìn chòng chọc vào Lý Thiên Mệnh. Tất cả mọi người tại làm một chút sự tình. Cái kia chính là, tấn công, thập phương đạo thiên kết giới. Ầm ầm, không biết có bao nhiêu công kích, cứ như vậy đánh vào thập phương đạo thiên kết giới phía trên. Một khi cái này thập phương đạo thiên kết giới bị đánh phá, Lý Thiên Mệnh rất có thể, sẽ bị những hoàng tộc này trưởng bối công kích, trong nháy mắt nghiền ép vì bột mịn. Chỉ ít có 100.000 cái thượng cổ hoàng tộc, cho hắn phán quyết tử hình, ngoài ra còn liên lụy cửu tộc loại kia. Bực này chẳng diện, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói quá hùng vĩ. Ca ca, cửu minh nhất tộc 4 chữ này, có phải hay không xúc động cấm kỵ của bọn hắn? Khương Phi Linh hỏi. Đúng, Lý Thiên Mệnh khí định thần nhàn gật đầu nói. Vậy ngươi còn chơi đến như thế kích thích? Khương Phi Linh đau đầu nói. Chúng ta đại trượng phu, không ý kỵ tí nào loại chẳng diện này. Lý Thiên Mệnh tự tin nói. Ngươi chắc chắn chứ, Khương Phi Linh có thể nhìn đến, hiện tại thập phương đạo thiên kết giới đều đang run rẩy. Rất có thể, lập tức đều sẽ bị công phá. Ha ha, ta đùa giỡn. Kỳ thật, là Điện Vương bọn họ để cho ta tại đoạt đến đệ nhất về sau, khiêu khích một chút hoàng tộc. Vừa rồi Khương Ngọc đem ta tức giận đến quên đi. Quả nhiên, vẫn là cửu minh nhất tộc 4 chữ này, hiệu quả tốt nhất. Lý Thiên Mệnh nói. Thì ra là thế,
Điện Vương bọn họ muốn làm cái gì? Khương Phi Linh tâm lý đã thả lỏng một chút. Hoàng tộc ở bên ngoài tranh quyền đoạt thế, bọn họ khả năng mặc kệ. Nhưng, trước mắt là một thời cơ tốt. Cung chủ muốn nhân cơ hội, đem một số người theo đạo cung bên trong nhổ tận gốc. Lý Thiên Mệnh híp mắt nói. Chí ít có 6 vị Điện Vương cùng bọn hắn vây cánh, là thập phương đạo cung mục tiêu. Cái này cùng sự khiêu khích của ngươi có quan hệ gì đâu? Khương Phi Linh hỏi. Ta tại châm lửa, Lý Thiên Mệnh nói. Lửa điểm đi lên, thì sẽ bắt đầu thiêu, nguyên một đám cơ hội mới có thể xuất hiện. Cái này cần để Khương ám những người này không thể sợ, muốn để bọn hắn nhảy dựng lên. So như bây giờ, thượng cổ hoàng tộc mấy vị Điện Vương, tăng thêm Đông Dương Phần ở bên trong, sắc mặt đều là màu đỏ tím. Đông Dương Phần đã cùng còn lại thượng cổ hoàng tộc, đồng loạt ra tay tấn công thập phương đạo thiên kết giới, dù sao, bây giờ bị dẫm tại dưới chân là con của hắn. Liền Đông Phương Điện Vương, Khương Kiêu, đều một mặt nổi giận, muốn không phải Tử Linh Điện Vương Khương Ám ngăn cản hắn, đoán chừng cũng muốn xuất thủ. Dù sao, Bạch Mặc bọn họ đều tại nhìn bọn hắn chằm chằm đâu. Mắt thấy, thập phương đạo thiên kết giới, liền bị đánh vỡ. Đúng vào lúc này, ai dám tại ta thập phương đạo cung dương oai, phá hư ta đạo cung căn cơ. Ngoại địch xâm lấn, ám điện, thập phương quân đoàn, xuất động. Một tiếng hùng hậu mà thanh âm uy nghiêm cuốn tới, chấn động toàn trường, cơ hồ thì tại tiếp theo trong nháy mắt, thập phương đạo cung chỗ sâu, đột nhiên xuất hiện lít nha lít nhít, như là mây đen một dạng đại quân. Một người cầm đầu, thân xuyên áo giáp màu đen, đầu đội đầu khôi, sau lưng màu đen áo choàng lăn lộn, một đôi tròng mắt màu đen có kinh khủng xuyên thủng lực. Hắn chính là lời mới vừa nói người. Có địch xâm lấn, tấn công thập phương đạo thiên kết giới, giết. Người kia hét lớn một tiếng, dẫn động ám điện thiên quân vạn mã, trùng sát mà ra, loại trang diện này, dọa đến dọc theo đường đạo cung đệ tử đều co lại tại trên mặt đất, không dám nhúc nhích. Thập phương đạo thiên chiến trường 1 triệu người xem, đại bộ phận đều đã thối lui, chỉ có mấy chục ngàn thượng cổ hoàng tộc còn tại công kích thập phương đạo thiên kết giới. Giờ phút này, mấy lần ám điện ngự thú sư, xuất hiện tại bọn hắn trước mắt, không nói hai lời thì áp bách mà lên. Đây tuyệt đối đem thượng cổ hoàng tộc dọa phát sợ. Ngừng. Thời khắc khẩn cấp, Đông Dương Phần tăng thêm Khương Ám, Khương Kiêu, Khương Tiễn Ảnh, Triệu Thần Hồng cùng Ngụy Kỵ các loại 5 vị Điện Vương, khẩn cấp ngăn cản ở trong tối điện ngự thú sư trước mắt. Hiểu lầm, các vị, đều là hiểu lầm. Dạ nhất, đừng động thủ. Thẳng đến bọn họ ra mặt, cái này lít nha lít nhít ám điện đại quân, mới ngừng được cước bộ, nhưng sát khí vẫn tại. Khương Ám, Khương Kiêu, Khương Tiễn Ảnh, các người 3 cái xuất thân hoàng tộc, ra đến giải thích một chút. Hoàng tộc vì sao vô cớ tấn công ta thập phương đạo cung? Cái kia thân xuyên áo giáp màu đen, tên là, Dạ Nhất, tiếng người âm trầm thấp, ánh mắt lạnh lùng. Thật là hiểu lầm, không có tấn công, chỉ là muốn đánh vỡ thập phương đạo thiên kết giới mà thôi. Khương Ám đau đầu nói. Thập phương đạo thiên kết giới, là đạo cung phòng ngự kết giới, đây là hướng chúng ta tuyên chiến A. Người đến cùng là đại biểu đạo cung, vẫn là đại biểu thượng cổ hoàng tộc. Dạ Nhất chất vấn. Hướng các ngươi tuyên chiến lại như thế nào? Đông Dương Phần nổi giận, đi lên phía trước, ánh mắt lẫm liệt hỏi. Đạo cung là chỗ tu hành, nhưng cũng có mấy vạn năm truyền thừa, vô số năm qua, đạo cung vì thần quốc chuyển vận nhân tài, quốc cung tẫn tụy, nếu như các ngươi không phân tốt xấu thì tiến công, chúng ta ám điện chiến sĩ, tự nhiên thể sống chết thủ vệ đạo cung, chí ít hôm nay, các ngươi đừng mơ có ai sống lấy ra ngoài. Dạ Nhất giọng nói như chuông đồng nói. Giết, ám điện chiến sĩ cùng kêu lên vừa quát. Vừa nhìn liền biết, thế này sao lại là học cung. Đây rõ ràng là nghiêm chỉnh huấn luyện quân đoàn. Một tiếng này chữ sát đinh tai nhức óc, để Đông Dương Phần đều vô ý thức lui lại một bước. Hoàng tộc điên cuồng tấn công thập phương đạo thiên kết giới, đạo cung, thể sống chết thủ vệ, nghe hợp tình hợp lý. Một khi phát sinh xung đột, hoàng tộc ăn thiệt thòi, truyền ra ngoài, khủng bố đều sẽ cảm giác được cổ hoàng tộc, tại cục thế hỗn loạn thời điểm. Làm một kiện thiểu năng trí tuệ sự tình. Vạn nhất tổn thất nặng nề, Đông Dương Phần đảm đương không nổi trách nhiệm này, Khương Ám đồng dạng đảm đương không nổi. Thậm chí đúng vào lúc này. Rầm rầm rầm. Xa xa thập phương chấn ma trụ, bỗng nhiên chấn động. Một cỗ màu đen thiên văn lực lượng theo màu đen thiên trụ phía trên sinh ra, bao phủ lái đi, trong nháy mắt che đậy bầu trời, tạo thành một cái bán cầu hình thiên văn kết giới, đem chọn cái thập phương đạo cung đều bao phủ trong đó. Trong lúc nhất thời, đạo cung bên trong lâm vào trong bóng tối, giống như hắc đêm đã buông xuống.
thập phương trấn ma kết giới. Trong lúc nhất thời, rất nhiều hơn cổ hoàng tộc càng thêm ngốc trệ. Nói thật, bọn họ vừa mới ngập trời phẫn nộ, hiện tại trên cơ bản đều bị hoảng sợ không có. Chỉ cần hơi có chút lịch duyệt người, đều biết thập phương trấn ma kết giới là ý nghĩa gì. Đây là đóng cửa đánh chó. Lý Thiên Mệnh có chút rung động. Hắn không nghĩ tới đạo cung ám điện phản ứng mãnh liệt như vậy, xem ra, bọn họ cũng là căn cứ biểu hiện của mình, đến tùy cơ ứng biến. Cái này thập phương trấn ma kết giới, thật đáng sợ a, vậy mà tồn tại ở cái kia thập phương trấn ma trụ phía trên. Khương Phi Linh linh thể, thè lưỡi, rất là đáng yêu. Ta nhớ được, vị Lai Điện Vương đã nói với ta, cái này thập phương trấn ma kết giới, là đạo cung có thể lưu tại thần đều truyền thừa vài vạn năm, không có bị hoàng tộc tru diệt căn bản. Lý Thiên Mệnh nói, kết giới này lợi hại như vậy a, vậy hôm nay sẽ đánh lên sao? Khương Phi Linh hỏi, hiển nhiên sẽ không. Ám điện chính là cho cái hạ mã uy, để hoàng tộc không nên quá phách lối. Dù sao, cung chủ nói qua tính quan kỳ biến, không cần phải để ý đến chuyện bên ngoài, chỉ cần bắt lấy cơ hội này, thanh tẩy một chút đạo cung nội bộ mà thôi. Lý Thiên Mệnh nói, hiện tại thượng cổ hoàng tộc đã mất đi cổ chi đại đế, có chút hổ xuống đồng bằng ý tứ, nhưng đạo cung bên này, tạm thời không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao, đối phương đã không có luân hồi kính diện. Hiện tại, bọn họ chỉ muốn một chút xíu, đem thể nội sâu mọt nhổ. Lý Thiên Mệnh có lúc xem ra rất táo bạo, kỳ thật trong lòng của hắn đều có tính toán. Hiện tại cục diện này, lưng tựa thập phương đạo cung, nỗ lực tăng lên chính mình là hắn con đường duy nhất. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể bảo vệ chính mình cái này một gia đình, mới có thể biết Lý Mộ Dương Hòa Thiên Mệnh công chúa, đến cùng phát sinh qua cái gì. Giống như Lý Thiên Mệnh dự đoán như thế. Thập phương trấn ma kết giới vừa ra, ám điện điện chủ, dã nhất, trực tiếp cho hoàng tộc đóng lên, xâm lấn tấn công thập phương đạo cung, tội danh, mới động thủ mấy vạn thượng cổ hoàng tộc, lập tức thì sợ. Những người này làm ác bá làm đã quen, còn tưởng rằng toàn bộ thần quốc đều là bọn họ nô dịch chi địa, chỗ nào đều có thể tùy tiện dương oai đây. Lý Thiên Mệnh mỉa mai cười một tiếng. Bọn họ dưới cơn nóng giận, vừa muốn đem thập phương đạo thiên chiến trường đều làm hỏng, làm ám điện không tồn tại đâu. Lúc này, thượng cổ hoàng tộc chỉ có thể lắng lại phẫn nộ, ngốc trệ đứng chung một chỗ, mà cái kia năm vị điện vương, thì không thể không hướng ám điện điện chủ Dạ Nhất giải thích. Thật là dạng này, không phải muốn công đánh đạo cung, Dạ Nhất nghiêm túc hỏi. Không có, tuyệt đối không có, Khương Ám chật vật nói. Cái kia liền không sao, Khương Ám, các người ba cái dù sao xuất thân thượng cổ hoàng tộc, mặc dù là chúng ta đạo cung người, nhưng có một số việc, vẫn là đến nói rõ với bọn họ trắng. Chúng ta tôn kính thần quốc, lấy hoàng tộc phi tôn, nhưng đừng quên, chúng ta cũng có bảo toàn truyền thừa dũng khí. Dạ Nhất nói. Biết, biết, nhất định sẽ truyền đạt rõ ràng. Khương Ám gật đầu nói. Ngươi mới vừa nói chuyện nguyên nhân gây ra là cái gì tới? Một người đệ tử, nói cái gì? Dạ Nhất hỏi. Cái kia bốn chữ, Khương Ám nói không nên lời. Chuyện này, chúng ta cung chủ hôm nào mang đệ tử này đi dục đế chỗ đó, nói lời xin lỗi là được rồi. Không dùng huy động nhân lực, dù sao đồng ngôn vô kỵ,